Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1116, cẩn thận với vực sâu. Biểu hiện vội vàng sao động như vậy trong mắt người hữu tâm sẽ là không quá tốt, khi thế cục càng ngày càng khó khống chế, rất nhiều người ý thức được Đoạn Văn Đống đã đến thời kỳ cuối khi chủ trì công tác, nói chung là tương lai xa vời. Lúc này hành động của Cục Công an thành phố Đông Hồng dưới sự thúc đẩy của Đoạn Văn Đống căn bản là không có hiệu quả gì, liên tục có nhiều vụ án xảy ra, càng có nhiều chuyện ảnh hưởng đến trật tự trị an xã hội được phát sinh. Lãnh đạo thị ủy căn bản không hài lòng, lãnh đạo thượng cấp căn bản không hài lòng, điều này làm cho Đoạn Văn Đống giống như đang ngồi trên miệng núi lửa. Lúc này sở dĩ hắn còn chưa bị thay thế cũng là vì có một số người đang chờ thái độ của bí thư ủy ban tư pháp Vương Tử Quân. Nếu như bí thư Vương tỏ thái độ không tiếp tục giúp đỡ Đoạn Văn Đống, như vậy xử lý Đoạn Văn Đống chỉ là một câu nói mà thôi, nếu bí thư Vương tiếp tục ủng hộ, Đoạn Văn Đống căn bản còn có thêm chút thời gian chủ trì công tác. Thế nhưng dù thế nào thì căn cứ vào phương diện lo lắng đến an toàn của nhân dân, bí thư Vương sẽ không vì một Đoạn Văn Đống mà làm cho công tác của mình thêm bị động. Tiểu Miêu, anh Đoạn vừa rồi nổi giận với ai vậy? Trong văn phòng Cục Công an thành phố Đông Hồng, một tên cảnh sát hơn 30 tuổi cầm một phần văn kiện đi vào nói với một nữ cảnh sát trẻ tuổi. Nữ cảnh sát có tướng mạo bình thường nhưng lại tràn đầy sức sống thanh xuân, vì vậy nhìn qua căn bản rất hợp mắt. Nàng khẽ cười nói. Còn có thể là ai nữa? Là mắng cục trưởng Đồ, nói cục trưởng Đồ bất lực công tác, phê bình cục trưởng Đồ một chặp. Hừ, hắn ta còn dám phê bình cục trưởng Đồ. Tên cảnh sát kia tỏ ra không thèm quan tâm. Cũng không biết mình đang làm chuyện gì, không có năng lực thì đừng nên ôm việc. Nhưng như vậy cũng tốt, anh ta nên phê bình cục trưởng Đồ một chút, nếu không sau này cũng chẳng còn cơ hội. Thế cục trưởng Đồ phản ứng thế nào? Anh Trần, anh quan tâm điều này làm gì? Chẳng lẽ anh còn có ý kiến gì sao? Tôi nói cho anh biết cũng được thôi, thế nhưng anh phải mời tôi một bữa cơm mới được. Tiểu Miêu mở miệng nói với vài ba phần hương vị làm nũng. Anh Trần căn bản là rất hào phóng với lời yêu cầu của nữ cảnh sát trẻ tuổi trước mặt. Hừ, có là gì chứ, cô muốn ăn gì, anh mời. Đây là anh nói đấy nhé, tôi sẽ phải làm thịt anh một bữa mới được. À, anh mời tôi ăn một bữa ăn ngon là xong, hai ngày nay cũng có hơi buồn. Tiểu Miêu cũng không mở miệng sư tử để cắn người, nàng nói ra một yêu cầu không lớn không nhỏ, sau đó lại nói tiếp. Cục trưởng Đồ cũng không nổi giận, mãi cúi đầu tiếp nhận phê bình, lại nói vài câu cho đám đồng sự đang tham gia công tác. Anh ấy nói rằng không bắt được phần tử phạm tội cũng không phải là vì lỗi của các đồng chí, dù sao thì các đồng chí trong đơn vị cũng đang bám địa bàn theo đúng như quy định. Hừ, anh Đoạn cũng xem như là một người tốt. Anh Trần trầm ngâm giây lát rồi nói. Là một người tốt, cái này cũng không phải là đánh giá gì hay trong quan trường. Người tốt là cái gì? Đại đa số trường hợp thì người tốt chỉ để cho người ta ức hiếp mà thôi, hơn nữa trên quan trường trước nay không có ai đồng tình với người tốt. Trong mắt một số người thì người tốt càng là bậc thang cho bọn họ đạp lên và tấn chức, là đá kê chân của vô số người. Tiểu Miêu tuy mới công tác được 1-2 năm thế nhưng vẫn hiểu những lời đánh giá như vậy của anh Trần. Nhưng Tiểu Miêu cũng không nói lời nào, những chuyện này căn bản quá xa xôi với nàng. Lúc này điều quan trọng nhất của nàng chính là giải quyết cấp bậc phó khoa của mình. Cục trưởng Đồ. Khi Tiểu Miêu đang suy nghĩ mông lung thì anh Trần trước mặt chợt nở nụ cười, sau đó xê dịch người đứng ra bên ngoài, cũng không quên cúi người xuống khá thấp chào hỏi. Tiểu Miêu là người cực kỳ nhanh nhạy. Nàng vội vàng nhìn ra sau lưng, thấy phó cục trưởng Đồ Thăng Khuê đang đi về phía mình. Khi thấy bộ dạng nịnh hót của anh Trần thì Đồ Thăng Khuê khoát tay áo nói. Tiểu Trần, hai ngày nay văn phòng có chút bận rộn, cậu cần quan tâm một chút. Đặc biệt là chỗ của cục trưởng Đoạn, càng phải lưu tâm nhiều hơn, cố gắng giải quyết ưu phiền cho lãnh đạo. Cục trưởng Đồ cứ yên tâm, tôi biết rồi, bất cứ lúc nào cũng sẽ chờ đợi sắp xếp của ngài. Tiểu Trần trả lời làm cho Tiểu Miêu chợt ngây cả người, cục trưởng Đồ rõ ràng lại sắp xếp người giải ưu phiền cho cục trưởng Đoạn, Tiểu Trần vì sao lại nghe theo lời sắp xếp của cục trưởng Đồ? Đang cố gắng tỏ ra tôn trọng Đồ Thăng Khuê sao? Đồ Thăng Khuê tiếp tục cất bước, hắn tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa của câu nói nịnh hót vừa rồi. Hắn khẽ cười rồi gật đầu. Tiểu Trần, làm rất tốt, tôi thấy cậu công tác rất tốt. Đồ Thăng Khuê nói rồi cất bước đi ra. Ngay sau đó ở trong hai văn phòng ở phía sau lưng hai người Tiểu Miêu có nhiều người chạy ra chào hỏi cục trưởng Đồ, ai cũng nở nụ cười nịnh nọt.
Đỗ Thăng Khuê thật sự rất có phong thái của lãnh đạo, hắn chào hỏi đám nhân viên văn phòng, sau đó cất bước bỏ đi. Tiểu Trần vốn hy vọng Đỗ Thăng Khuê nói thêm vài câu, thế nhưng thấy tình hình bị đám nhân viên kia làm rối loạn, thế là thầm mắng một câu. Con bà nó một đám nịnh hót, khi khác thì không chạy ra, bây giờ lại túa ra cả bầy. Tiểu Miêu cũng không lên tiếng với lời mắng mỏ của Tiểu Trần, tuy lúc này nàng cảm thấy lời nói của anh Trần là không sai, thế nhưng nếu nàng mở miệng không chú ý, chỉ sợ sau này bị đối phương bán đi lúc nào không biết. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, anh Trần cũng không còn tỏ ra hùng hổ như vừa rồi, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn Tiểu Miêu, tỏ ý để Tiểu Miêu tiếp điện thoại. Tiểu Miêu nhanh chóng đi đến chiếc điện thoại bên cạnh anh Trần, nàng cầm điện thoại nói hai câu, sau đó dùng giọng kinh ngạc nói. Anh nói gì, lặp lại lần nữa xem. Điện thoại bên kia không biết nói gì đó mà Tiểu Miêu nhanh chóng tốc ký, một phút sau nàng dừng bút nói. Tôi sẽ nhanh chóng báo cáo cho lãnh đạo. Anh Trần căn bản là người hiểu rõ Tiểu Miêu, biết rõ định lực của cô gái này là không tệ, bây giờ lại thất thố, nhất định là có vấn đề gì lớn. Hắn vội vàng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Có án giết người, Phục Đại Thành đã chết. Giọng nói của Tiểu Miêu có chút run rẩy. Không phải chỉ là một vụ hung sát thôi sao, cô cũng đừng căng thẳng như vậy. Lúc đầu anh Trần còn không quan tâm, thế nhưng ngay sau đó hắn đã phục hồi tinh thần lại, hắn giật mình hỏi. Cô nói sao, Phục Đại Thành chết sao? Đúng, là Phục Đại Thành, vừa rồi có điện thoại gọi đến trung tâm của cảnh sát, Phục Đại Thành bị người ta giết chết ở tại nhà. Tiểu Miêu nói đến đây thì cầm lấy bản ghi chép chạy ra ngoài. Tiểu Miêu, cô chờ chút. Anh Trần chợt cản Tiểu Miêu ở lại. Cô chờ tôi một chút. Tiểu Miêu căn bản là không hiểu động tác của anh Trần, nhưng khi thấy anh Trần chạy vội về phía cục trưởng Đỗ Thăng Khuê, nàng chợt hiểu ra vấn đề. Tuy Tiểu Miêu tham gia công tác chưa lâu, thế nhưng nàng biết rõ đây là chuyện lớn. Phục Đại Thành là một doanh nghiệp nổi tiếng, công ty Đại Thành là xí nghiệp lớn trong tỉnh, bây giờ giám đốc một xí nghiệp nổi tiếng bị sát hại tại nhà, ảnh hưởng của nó căn bản là không nhỏ. Tiểu Miêu vội vàng chạy đến ngoài phòng làm việc của cục trưởng Đoạn Văn Đống, khi gõ cửa thì trái tim của nàng chợt nhảy dựng lên. Lúc này tâm tình của cục trưởng Đoạn căn bản là không tốt, nếu như nàng báo cáo sự việc, cục trưởng Đoạn không vui sẽ không nổi trận lôi đình sao? Lạc đà sụp xuống cũng vì một cọng rơm cuối cùng. Không biết vì sao trong đầu Tiểu Miêu lại xuất hiện ý nghĩ như vậy, nếu như nói tất cả những chuyện phát sinh vào những ngày qua như gánh nặng trên người cục trưởng Đoạn Văn Đống. Lúc này một sự việc phát sinh xem như cọng rơm cuối cùng trên lưng con lạc đà đã cạn kiệt sức lực. Nhưng Tiểu Miêu căn bản không dám trì hoãn, nàng do dự một chút rồi gõ cửa phòng làm việc của Đoạn Văn Đống. Đồng thời nàng cũng có chút đồng tình với tình hình của cục trưởng Đoạn vào lúc hiện tại. Nàng thấy cục trưởng Đoạn là một nhân vật chính trực trong cục công an thành phố, cũng vì người này quá chính trực nên đắc tội với nhiều người. Lúc này đang có rất nhiều người ngóng trông Đoạn Văn Đống rơi đài, sập ổ. Tuy Tiểu Miêu đồng tình với Đoạn Văn Đống, thế nhưng nàng cũng chỉ là đồng tình trong lòng. Nàng chỉ là một nhân viên công tác bình thường, trong đơn vị ai cũng chú trọng đến ngõ nhà mình, ai thèm quan tâm ngõ nhà người ta đang đóng đầy băng tuyết. Nếu muốn phát triển tốt trong đơn vị thì cần phải kiên trì một phương châm, thức thời là Trang Tuấn Kiệt, cần giữ khoảng cách an toàn với cục trưởng Đoạn. Vào đi! Khi âm thanh của Đoạn Văn Đống vang lên thì Tiểu Miêu đẩy cửa đi vào. Tiểu Miêu thấy hai mắt cục trưởng Đoạn đang ngồi sau bàn làm việc đầy tơ máu, cơ thể mệt mỏi khó thể chịu nổi. Tiểu Miêu biết rõ vì sao cục trưởng Đoạn lại mệt nhọc như vậy, nàng do dự một chút, sau đó đi đến bên cạnh, đặt tư liệu xuống trước mặt Đoạn Văn Đống. Thật ra Tiểu Miêu nhìn thấy đều là thật, nhưng có một điều nàng đang nghĩ lầm, bộ dạng của Đoạn Văn Đống căn bản không phải là giả, thế nhưng tâm tình lại sục sôi ý chí chiến đấu. Khi liên tục xâm nhập điều tra, càng có nhiều thông tin có lợi rơi vào trong tay hắn. Vì muốn ép phần tử phạm pháp xa lưới, hắn làm một người đánh cá đang chờ đợi thời khắc thu lưới. Nhưng lúc này thì thấy tư liệu báo cáo lên trên, Đoạn Văn Đống thật sự ngồi không yên, hắn không ngờ vào lúc này lại xảy ra chuyện như vậy. Đây là thật sao? Đoạn Văn Đống vỗ bàn rồi giật mình hỏi một câu mất hết phong độ. Sau đó hắn chợt thấy mình thất thố, án mạng căn bản không phải là chuyện đùa. Thế cho nên cũng không ai dám mở miệng nói đùa. Tiểu Miêu cũng hiểu được cảm nhận của Đoạn Văn Đống vào lúc này, vì vậy nàng tranh thủ thời gian khẽ nói. Thông tin là do trung tâm tiếp nhận thông cáo của cảnh sát đưa đến, chắc chắn không sai.
Đoạn Văn Đống khoát tay áo cho Tiểu Miêu đi ra ngoài, sự việc xảy ra vào đúng thời điểm, tất cả còn chưa đến đúng thời điểm càng làm cho người ta cảm thấy bất ngờ, lúc này hắn nên tỉnh táo một chút. Tiểu Miêu ở bên cạnh lại thở dài một hơi, nàng vốn nghĩ rằng mình sẽ là người bị lãnh đạo chút giận, thế nhưng không ngờ lại vượt qua thử thách. Khi Tiểu Miêu rời đi thì Đoạn Văn Đống châm một điếu thuốc, hắn hít vào hai hơi thật mạnh, sau đó cầm điện thoại lên. Hắn tin không bao lâu thì chuyện này sẽ được lan truyền khắp thành phố Đông Hồng, thậm chí là phạm vi sẽ ngày càng rộng. Trước khi tin tức được truyền đi rộng khắp, hắn nên báo cáo với Bí Thư Vương, để cho Bí Thư Vương có sự chuẩn bị. Sau khi nối thông điện thoại với Vương Tử Quân, Đoạn Văn Đống đã bình tĩnh trở lại. Hắn khẽ báo cáo sự việc vừa xảy ra cho Vương Tử Quân. Tất nhiên Vương Tử Quân căn bản không có ấn tượng gì với Phục Đại Thành, thế nhưng hắn lại không xa lạ gì công ty Đại Thành. Lúc này xảy ra chuyện, rõ ràng là quẹt diêm châm vào ngòi nổ, tất cả những thứ bọn họ đã chuẩn bị tốt chỉ sợ sẽ nổ tung theo quả bom lần này. Đoạn Văn Đống dù là một đối tượng bị nổ chết thế nhưng Vương Tử Quân tin tưởng mục tiêu cuối cùng của đám người kia chính là mình. Vương Tử Quân không nói gì làm cho Đoạn Văn Đống cảm thấy áp lực rất lớn, tuy chỉ là vài chục giây nhưng hắn cảm thấy thời gian như cả thế kỷ. Chuẩn bị thế nào rồi? Đầu kia vang lên âm thanh của Vương Tử Quân, giọng nói có chút âm trầm so với lúc đầu. Trên cơ bản đã chuẩn bị xong. Đoạn Văn Đống cảm thấy tinh thần chấn động, hắn hiểu đây là lúc mà Bí Thư Vương sẽ cho ra chỉ thị. Bắt đầu hành động, nhất định phải làm cho thật đẹp, tôi ở tỉnh ủy chờ tin tức tốt của anh. Vương Tử Quân đã khôi phục lại giọng nói bình thản, hắn trầm giọng nói với Đoạn Văn Đống ở phía bên kia. Vương Tử Quân cúp điện thoại của Đoạn Văn Đống mà cảm thấy không được bình tĩnh. Mặc dù hắn đang mở ra một trận chiến lớn, thế nhưng có hay không một trận chiến lớn khác đang chờ hắn. Nhưng Đoạn Văn Đống bây giờ phải ra tay, trận chiến này tuy không cần phải như thế, chẳng qua lại cực kỳ chấn động. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, hắn thầm nghĩ đến vài vấn đề, có nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, Vương Tử Quân tiếp nhận điện thoại, chợt nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Trân Hồng Lỗi. Bí Thư Vương, tôi là Trân Hồng Lỗi, có việc cần báo cáo với ngài. Vương Tử Quân biết rõ Trân Hồng Lỗi muốn báo cáo với mình điều gì, nhưng hắn vẫn giữ cho âm thanh của mình cực kỳ bình tĩnh. Cục trưởng Trân, có chuyện gì gấp gáp như vậy? Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân, Trân Hồng Lỗi báo cáo sự việc liên quan đến vụ án Phục Đại Thành bị giết tại nhà. Tuy hắn đã nhận được báo cáo của Đoạn Văn Đống, thế nhưng hắn vẫn cẩn thận nghe ngóng báo cáo của Trân Hồng Lỗi. Cục trưởng Trân, anh cầm tư liệu đến tỉnh ủy, hai chúng ta báo cáo với Bí Thư Diệp. Còn nữa, chỉ thị cho thành phố Đông Hồng phá án trong thời gian nhanh nhất, loại trừ những ảnh hưởng bất lợi của sự việc. Vương Tử Quân nói xong thì cúp điện thoại. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị đến báo cáo với Diệp Thừa Dân, hắn chợt nhận được điện thoại của Khuất Chấn Hưng, nói hắn đến phòng làm việc của Bí Thư Diệp một chuyến, nói là Bí Thư có việc gấp cần tìm. Tuy Khuất Chấn Hưng nói rất nghiêm, không nói Diệp Thừa Dân tìm mình làm gì, thế nhưng hắn vẫn đoán được nội dung của sự việc. Khi Vương Tử Quân thu dọn tài liệu chuẩn bị đi đến phòng làm việc của Bí Thư Diệp Thừa Dân, điện thoại của nhiều người liên tục vang lên. Nội dung của những cuộc điện thoại này căn bản liên quan trực tiếp đến vụ án của Phục Đại Thành, giống như bọn họ thấy được cái gì đó, càng có người bắt đầu mài dao. Khi Vương Tử Quân đi đến dưới văn phòng thường ủy tỉnh ủy, hắn vừa vặn gặp mặt thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Đào Nhất Hành. Khi hai người sóng vai đi lên lầu thì Đào Nhất Hành khẽ nói. Bí Thư Vương, đôi khi lùi một bước còn tốt hơn tiến hai bước. Đào Nhất Hành nói rất khẽ nhưng Vương Tử Quân nào không hiểu ý nghĩa của nó. Lúc này hắn gật đầu nói. Cảm ơn thư ký trưởng, tôi biết rõ mình nên làm thế nào. Đào Nhất Hành khẽ gật đầu, hắn không nói gì thêm. Tuy vừa rồi hắn nhắc nhở Vương Tử Quân, thế nhưng xem ra Vương Tử Quân căn bản khó vượt qua sự kiện khó khăn lần này. Chương 1117, sờ vào bắn ngược. Diệp Thừa Dân ngồi sau bàn làm việc với vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Lão cũng không ngờ rõ ràng lại có sự việc như vậy phát sinh, một vụ hung án quá ác liệt, tất nhiên sẽ tạo nên những ảnh hưởng mặt trái cực kỳ to lớn ở tỉnh Nam Giang. Dù sao thì Phục Đại Thành cũng không phải là nhân vật tầm thường, công ty Đại Thành có lực ảnh hưởng không nhỏ. Diệp Thừa Dân nghĩ đến vụ hung án này, thế nhưng càng nghĩ nhiều đến Vương Tử Quân. Lão nhìn vào những biểu hiện của Vương Tử Quân ở tỉnh Nam Giang, lão thấy Vương Tử Quân căn bản là phù hợp với yêu cầu của mình.
chỉ cần người này tiếp tục ở lại Nam Giang vài năm, căn bản có thể là nhân tố quan trọng cho sự nghiệp ổn định để xây dựng và phát triển tỉnh Nam Giang của mình. Nhưng Diệp Thừa Dân căn bản cảm thấy không kịp trở tay chính là biên độ vung tay của Vương Tử Quân có hơi lớn, hơn nữa hành động lại có tính bắn ngược. Mình đã cảnh cáo Vương Tử Quân, tin tưởng Vương Tử Quân cũng là người thông minh, có thể lĩnh ngộ được ý nghĩa lời nói cảnh cáo của mình, sau đó ung dung lui bước. Nhưng bây giờ sự việc này phát sinh, Vương Tử Quân còn có thể lui đi đâu? Còn có thể lui đến nơi nào? Nếu như sự kiện này bị người ta nắm chặt để tiến hành công kích, như vậy sẽ có ngày mà uy tín của Vương Tử Quân lập nên thất bại thảm hại. Một vị bí thư ủy ban tư pháp làm việc không ổn định như vậy sẽ giúp đỡ cho mình được cái gì? Tuy Diệp Thừa Dân cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng không oán trách nhiều với Vương Tử Quân, dù sao thì dưới tình thế này lão cũng phải cực kỳ cẩn thận, huống hồ là một cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi như Vương Tử Quân. Thực tế thì Vương Tử Quân căn bản không làm sai điều gì. Diệp Thừa Dân nghĩ đến tình huống mình về thủ đô dự họp, một vị lãnh đạo đã mở miệng phó thác, lão càng cảm thấy khó chịu. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng là tướng dưới trướng của lão, nếu như một đồng chí có tương lai như vậy lại té ngã ngay trên địa bàn của mình, như vậy mình sao có thể mở miệng nói với vị lãnh đạo kia được. Nhưng thế cục bây giờ thì dù là Diệp Thừa Dân cũng sinh ra cảm giác khó thể khống chế. Lão là bí thư tỉnh ủy, nhưng trách nhiệm của lão vào lúc này là phải nghe cả ý kiến của thủ hạ cấp dưới. Tút tút tút. Chuông điện thoại vang lên, Diệp Thừa Dân nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, thế là gương mặt trở nên âm trầm hơn. Lão rất quen thuộc số điện thoại này, lão có chút do dự, cuối cùng vẫn nghe máy. Alo, Chủ tịch Chử sao? Giọng nói của Diệp Thừa Dân đã trở nên cực kỳ bình tĩnh, trong đó có vài phần thân cận. Người ở đầu dây bên kia thật sự là Chử Vận Phong, nhưng lúc này Chử Vận Phong cũng không bình tĩnh như dĩ vãng, lão lớn tiếng nói. Bí thư Diệp, ngài đã nghe qua sự kiện vừa xảy ra chưa? Lúc này thành phố Đông Hồng lại xuất hiện sự kiện như vậy, tính chất của nó căn bản là quá ác liệt. Nếu như không thể nghiêm khắc đả kích dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của đám phần tử tội phạm, như vậy chỉ sợ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện ổn định và đại cục của tỉnh Nam Giang chúng ta. Diệp Thừa Dân gật đầu nói. Chủ tịch Chử, tôi cũng rất nổi giận với sự kiện này, chúng ta căn bản không thể nuông chiều các phần tử tội phạm được. Chúng ta cần phải phá án và tống giam đám tội phạm kia, đả kích đám phần tử phạm pháp. Hai vị lãnh đạo đứng đầu một tỉnh đã có tiếng nói chung, trên cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống gì ngoài ý muốn. Chử Vận Phong còn nói thêm hai câu, sau đó trầm giọng nói. Bí thư Diệp, thành phố Đông Hồng sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, tôi cho rằng chính bản thân cán bộ có vấn đề. Tôi cảm thấy chúng ta nên tổ chức hội nghị thường ủy, cần phải đốc thúc công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Tổ chức hội nghị thường ủy thật sự là đốc thúc công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng sao? Diệp Thừa Dân liên tục suy xét, nhưng lão cũng không từ chối lời đề nghị của Chử Vận Phong, lại đồng ý nói. Phải nói là nên làm như vậy với những tình huống đang phát sinh ở thành phố Đông Hồng. Thế này đi, tối nay các vị thường ủy cùng gặp mặt thảo luận. Chử Vận Phong thấy Diệp Thừa Dân tiếp nhận lời đề nghị của mình thì không nói gì thêm, lão hàn huyên thêm hai câu rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Diệp Thừa Dân đặt điện thoại xuống, trong đầu nghĩ về phương hướng của hội nghị thường ủy vào buổi tối. Tất nhiên sẽ phải quy kết trách nhiệm, đây là điều phải làm, phương hướng mà bọn họ đưa ra sẽ ảnh hưởng đến Cục Công an và Thị ủy Đông Hồng, thế nhưng kết quả cuối cùng lại ảnh hưởng đến Vương Tử Quân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hà Duyên Cường rời khỏi cương vị tham gia học tập ở trường Đảng Trung ương, Đoạn Văn Đống là người tiếp nhận chủ trì công tác. Tất cả đều là hoạt động của Vương Tử Quân. Nếu Vương Tử Quân là người tiến cử người tiến lên nhận nhiệm vụ, như vậy trách nhiệm cuối cùng cũng phải có người gánh vác, mà Vương Tử Quân cũng là một người trong số đó. Đoạn Văn Đống là ai thì Diệp Thừa Dân căn bản không hiểu rõ, lão cũng không võ đoán cho rằng Đoạn Văn Đống không có năng lực, thế nhưng dù là một người có năng lực lại ở trong hoàn cảnh trong ngoài phối hợp không nghe lời, căn bản cũng không có chút tác dụng nào. Rõ ràng Đoạn Văn Đống đang gặp phải vấn đề khó khăn này. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, ngay sau đó Phó Bí Thư Diêu Trung Tắc đi vào trong phòng. Hắn vừa vào bên trong đã lên tiếng. Bí Thư Diệp, Cục Công an thành phố Đông Hồng không biết đang công tác như thế nào, trong địa phương của mình lại phát sinh vụ hung án như vậy, không biết mang đến cho chúng ta bao nhiêu áp lực đây. Diệp Thừa Dân biết rõ Diêu Trung Tắc đang nói đến điều gì, lão gật đầu nói.
Chúng ta nhất định phải xử lý thật nghiêm chuyện này, không những phải phá án thật mạnh mẽ, loại trừ ảnh hưởng, còn phải tiến hành đốc thúc công tác của thành phố Đông Hồng. À, tôi cảm thấy cần phải điều chỉnh một vài vị trí. Diêu Trung Tắc nói đến đây thì tiếp tục lên tiếng. Bí thư Diệp, lúc này lãnh đạo các cục công an các tỉnh bên ngoài đều được điều phối cấp bậc cao, không ít địa phương là phó chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm vị trí cục trưởng cục công an. Hình thức như vậy không những đề cao tính tích cực của cục công an, còn làm cho lãnh đạo đơn vị dễ chủ tính công tác chung. Lúc này thời cơ của tỉnh Nam Giang chúng ta là rất tốt, tôi cảm thấy chúng ta cần phải suy xét, có nên tăng thêm trọng trách cho đồng chí cục trưởng Trần Hồng Lỗi hay không. Đồng chí này đã công tác nhiều năm ở cục công an tỉnh, là một người có năng lực, là đồng chí tốt. Cục trưởng cục công an được điều phối vị trí phó chủ tịch tỉnh, đây vốn là một chuyện của phòng tổ chức thượng cấp, nhưng phần lớn thời điểm thì ban tổ chức trung ương sẽ tôn trọng ý kiến của các tỉnh. Nếu như được hội nghị thường ủy thông qua, như vậy đã có hơn phân nửa khả năng được thông qua ở trung ương. Chương 1118, uy tín của lãnh đạo. Hai mắt Diệp Thừa Dân khẽ híp lại, lão thật sự không ngờ vào lúc này Diêu Trung Tắc lại cho ra một chiêu như vậy. Tuy nhìn qua thì một chiêu này là vì công tác, thế nhưng thực tế lại đang hạn chế quyền lợi của Vương Tử Quân. Phó Chủ tịch tỉnh kiêm Cục trưởng Cục Công an, rõ ràng đặt Trần Hồng Lỗi và Vương Tử Quân lên cùng một độ cao. Bí thư Ủy ban Tư pháp và Phó Chủ tịch tỉnh có cùng một cấp bậc, tuy Trần Hồng Lỗi không phải là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng khi là Phó Chủ tịch tỉnh kiêm nhiệm Cục trưởng Cục Công an tỉnh, tất nhiên sẽ có thêm nhiều quyền lợi vượt cấp. Nếu Trần Hồng Lỗi được Ủy ban Nhân dân tỉnh phân công khối tư pháp, như vậy Diệp Thừa Dân đã thấy rõ Vương Tử Quân mất đi nhiều quyền lợi, quyền hạn cũng giảm xuống rõ rệt. Diệp Thừa Dân nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân mất đi quyền lực mà không khỏi khẽ lắc đầu. Nhưng dưới tình huống này thì lão căn bản không thể làm gì được, những người kia căn bản không thể nào chờ đợi được nữa, nếu lần thứ hai không được thì sẽ đẩy lần thứ ba. Nếu muốn làm cho đám người kia á khẩu không lên tiếng được, Diệp Thừa Dân cần phải có đầy đủ lý do, làm cho người ta căn bản không thể nào lên tiếng phản đối. Bí thư Diêu, chuyện này tôi sẽ xem xét, nhưng vấn đề quan trọng nhất lúc này chính là xử lý công tác của thành phố Đông Hồng. Chút nữa anh sắp xếp cho thư ký trưởng Nhất Hành, tối nay mở hội nghị thường ủy, chúng ta sẽ cùng hội ý. Diệp Thừa Dân mở miệng từ chối khéo cũng nằm trong dự đoán của Diêu Trung Tắc, hắn cũng không kỳ vọng mình nói một câu mà vượt qua kiểm tra. Diêu Trung Tắc cười cười nói. Bí thư Diệp, tôi sẽ nhanh chóng đi tìm thư ký trưởng Đào Nhất Hành, ngài còn chỉ thị gì không? Diệp Thừa Dân lắc đầu, sau đó cúi đầu xem xét văn kiện. Diêu Trung Tắc biết rõ thói quen của bí thư Diệp Thừa Dân, hắn kéo cửa định bỏ đi. Đúng lúc này hắn thấy Vương Tử Quân và thư ký trưởng Đào Nhất Hành cùng nhau đi đến. Hai người Vương Tử Quân và Đào Nhất Hành thấy mặt Diêu Trung Tắc thì gật đầu tỏ ý chào. Diêu Trung Tắc thấy mặt Vương Tử Quân thì trầm giọng nói. Bí thư Vương, rốt cuộc công tác của khối tư pháp thành phố Đông Hồng xảy ra vấn đề gì, vì sao lại liên tiếp xảy ra vấn đề như thế? Lúc này Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy cần phải song hành cùng Ủy ban Tư pháp thị ủy Đông Hồng, hai bên nên tranh thủ thời gian cho ra đối sách. Diêu Trung Tắc nói không quá lớn nhưng căn bản lại đang chỉ trích công tác của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt bình thản tự nhiên của Diêu Trung Tắc, hắn thản nhiên nói. Bí thư Diêu, tôi đã tiến hành phê bình công tác của thành phố Đông Hồng, đã yêu cầu Cục Công an thành phố Đông Hồng làm tốt công tác chấn chỉnh trật tự trị an. Ừ, Diêu Trung Tắc khẽ gật đầu, sau đó cũng không quan tâm đến Vương Tử Quân, nhanh chóng nói với Đào Nhất Hành. Thư ký trưởng, bí thư mới để tôi nói với anh một tiếng, lát nữa anh thông báo mở hội nghị thường ủy, tiến hành nghiên cứu các vấn đề của thành phố Đông Hồng. Đào Nhất Hành luôn quan sát vẻ mặt Vương Tử Quân và Diêu Trung Tắc, lúc này thấy Diêu Trung Tắc phân công nhiệm vụ cho mình, hắn định đi vào phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, nhưng Diêu Trung Tắc cũng không quên nói với theo. Thư ký trưởng, cũng đừng nên trì hoãn sự việc. Diêu Trung Tắc không nói gì thêm, sau đó cất bước đi ra ngoài hành lang. Đào Nhất Hành thấy Diêu Trung Tắc đi đến khúc quanh nơi hành lang, hắn khẽ nói với Vương Tử Quân. Bí thư Tử Quân, có một số việc anh nên chú ý một chút. Hai người Vương Tử Quân và Đào Nhất Hành đi vào trong phòng làm việc của bí thư Diệp Thừa Dân, lúc này Diệp Thừa Dân cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem xét văn kiện. 3 phút sau lão mới mở miệng mời hai người ngồi, sau đó nói. Bí thư Tử Quân, gần đây thành phố Đông Hồng xảy ra không ít chuyện, tỉnh ủy tiến hành nghiên cứu vài vấn đề tương quan, Ủy ban Tư pháp của cậu cần phải cho ra vài ý kiến.
Vương Tử Quân gật đầu nói. Bí thư Diệp, Ủy ban Tư pháp chúng tôi đang tiến hành nghiên cứu sự việc. Diệp Thừa Dân cũng không tiếp tục lên tiếng với Vương Tử Quân, Đào Nhất Hành ở bên kia lại báo cáo vài sự kiện. Đào Nhất Hành căn bản là rất có ánh mắt, hắn biết rõ lúc này Diệp Thừa Dân muốn chỉ điểm cho Vương Tử Quân, thế cho nên nhanh chóng lấy cớ rời khỏi phòng làm việc của bí thư. Tiếng đóng cửa khẽ vang lên, lúc này phòng làm việc của Diệp Thừa Dân đã trở nên cực kỳ bình tĩnh. Diệp Thừa Dân nhìn Vương Tử Quân, sau đó lão chậm rãi đi ra vỗ vỗ vai Vương Tử Quân nói. Bí thư Tử Quân, tất cả khó khăn chỉ là tạm thời mà thôi. Vương Tử Quân nhìn gương mặt nghiêm túc của Diệp Thừa Dân, hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Bí thư Diệp, có khó khăn thì phải vượt qua khó khăn, binh tới tướng đỡ, nước đến đắp đê. Diệp Thừa Dân biết rõ Vương Tử Quân hiểu ý nghĩa lời nói của mình, thế nhưng câu nói của người trợ thủ lại làm cho lão sinh ra cảm giác sững sờ. Lão sở dĩ cổ vũ Vương Tử Quân như vậy, chủ yếu là sợ đối phương vì sự kiện lần này mà sinh ra chán nản, lại không ngờ đối phương không có vẻ sa sút tinh thần. Quá lạc quan cũng không tốt, người làm việc sáng tạo sự nghiệp cũng không nên có dũng khí nghé con không sợ cọp, cần phải có quyết đoán ra tay chế địch. Diệp Thừa Dân sinh ra ý nghĩ như vậy, cuối cùng lão cũng không tiếp tục lên tiếng. Đối với đại đa số người trong tỉnh Nam Giang thì sự kiện tỉnh ủy tổ chức hội nghị thường ủy căn bản giống như mây bay trên trời, thật sự quá xa xăm với bọn họ. Vì vậy mà bọn họ căn bản không biết hội nghị thường ủy sẽ được mở ra khi nào, càng không quan tâm đến phương hướng thảo luận của hội nghị thường ủy là gì. Nhưng đối với một số ít người, bọn họ lại rất quan tâm đến hướng đi của tỉnh ủy. Thậm chí hội nghị thường ủy nghiên cứu về vấn đề gì cũng không phải là bí mật gì với bọn họ. Lúc này anh Đoạn sẽ phải ra đi. Trong một gian phòng của khách sạn Tín Long thành phố Đông Hồng, Đồ Thăng Khuê dùng giọng cảm khái nói. Đồ Thăng Khuê lúc này cũng không phải ở một mình, bên cạnh hắn có hai vị phó cục trưởng và vài thành viên của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Những người này cộng thêm Đồ Thăng Khuê thì căn bản có thể tổ chức một hội nghị đảng ủy của đơn vị. Nhưng đáng tiếc là hội nghị đảng ủy này căn bản không cần đến sự chủ trì của Cục trưởng Đoạn Văn Đống. Anh Đoạn thật sự ra đi có chút đáng tiếc. Đội trưởng cựu đội cảnh sát hình sự Cục Công an thành phố Đông Hồng dùng khăn lau mặt rồi cười hì hì nói. Nghĩ đến khoảng thời gian gần đây chúng ta thật sự giống như tham gia một vở hài kịch, thật sự là rất thoải mái. Cục trưởng Đoạn đã không còn là nguồn vui cho chúng ta nữa rồi, có lẽ cuộc sống sau này sẽ tẻ nhạt hơn. Đội trưởng cựu nói ra những lời châm chọc như vậy không khỏi làm cho đám người ngồi trong phòng cười rộ lên. Phó cục trưởng nắm công tác giao thông ném cho đội trưởng cừ một điếu thuốc rồi cười nói. Anh cừu, người ta nói đánh là thương, mắng là yêu, anh gần đây luôn bị cục trưởng Đoạn mắng nhiếc, tôi còn tưởng rằng anh không tôn trọng lãnh đạo. Xem ra tôi đã sai rồi, hai người thật sự rất có cảm tình với nhau. Ha ha ha, cục trưởng Cảnh, điều này là đương nhiên, cảm tình như vậy căn bản là không ra gì, đúng là không thú vị. Anh cừu cười hì hì. Sau đó nhận lấy điếu thuốc rồi cười nói. Đồ Thăng Khuê thấy mọi người cười hì hì thì khẽ nói. Được rồi, tuy hôm nay là thời điểm cuối cùng của anh Đoạn, thế nhưng anh em chúng ta cũng không nên để xảy ra vấn đề. Tuy Đồ Thăng Khuê nói rất nghiêm túc, những người khác cũng không dám phản đối, thế nhưng ánh mắt của mọi người lại làm cho Đồ Thăng Khuê cảm thấy bọn họ căn bản là không phục. Mặc dù biết hiện tượng này là bình thường, thế nhưng Đồ Thăng Khuê vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Đồ Thăng Khuê là một vị lãnh đạo tạm thời, nhưng lại là người được Hà Duyên Cường chỉ định là lãnh đạo tạm thời, hắn rất hy vọng đám người này sẽ thật tình tán thành mình, tâm phục khẩu phục nghe theo chỉ thị của mình. Nhưng uy tín và lý lịch của hắn có hơi mỏng, đám người bên cạnh biểu hiện đồng tâm hiệp lực, thế nhưng hắn biết rõ bọn họ căn bản là xem thường chính mình. Nếu Đồ Thăng Khuê muốn tiếp nhận vị trí cục trưởng cục công an từ trong tay Hà Duyên Cường, giai đoạn này hắn phải biểu hiện cho thật tốt. Cũng chỉ như vậy mới có được sự giúp đỡ to lớn từ Hà Duyên Cường. Khi Đồ Thăng Khuê đang suy xét vấn đề thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, hắn nhìn thoáng qua màn hình báo số rồi tiếp điện thoại. Tôi là Đồ Thăng Khuê, có chuyện gì? Chào Cục trưởng Đồ, tôi là tiểu lý của văn phòng Cục Công an. Vừa rồi Cục trưởng Đoạn đã cho ra thông báo, yêu cầu triệu tập các đồng chí về họp. Giọng nói của người phụ nữ phía bên kia tràn đầy cung kính. Đồ Thăng Khuê nói một câu biết rồi, hắn cúp điện thoại. Sau khi hắn cúp điện thoại thì điện thoại của những người khác liên tục vang lên. Đám người này tiếp nhận điện thoại, sau đó rơi vào trầm mặc. Ha ha, anh Đoạn còn mở họp,
đúng là quá hay. Đây là thời khắc cuối cùng, nếu không ngồi trên chiếc ghế của mình thêm một lúc, không cảm nhận vị trí lãnh đạo của mình, anh ta lại lãng phí thời gian tổ chức họp hành, thật sự là không ra gì. Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông thành phố Đông Hồng là một người đàn ông trung niên xấu xí, hắn không quá cao nhưng cơ thể lại làm cho người ta cảm thấy tràn đầy tinh thần. Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông thành phố vừa lên tiếng thì đội trưởng Cừu đã cười hì hì nói. Anh Phó, lời nói này của anh là không đúng, phải nói là anh Đoạn đang cố gắng hưởng thụ vị trí cục trưởng của mình, không phải hưởng thụ tốt nhất là tổ chức họp hành sao? Anh Cừu nói đúng, xem ra Đoạn Văn Đống là người mê quyền hơn cả thuốc lá, con bà nó lúc này còn cho ra chiêu thức như vậy. Đồ Thăng Khuê nghe những tiếng nghị luận của đám người chung quanh mà cười nói. Chúng ta cũng đừng nói những lời vô ích này, nếu đối phương đã mời họp, chúng ta tranh thủ đi qua, coi như tiến một đoạn đường. Anh nào muốn tiến chân thì cứ đi, tôi không đi, hôm nay tôi không khỏe, cũng có hẹn với bác sĩ rồi. Đội trưởng Cừu nhìn thoáng qua Đồ Thăng Khuê rồi dùng giọng tùy tiện nói. Đồ Thăng Khuê vừa mới nói ra tính toán của mình thế nhưng lại bị người ta cắt ngang, hắn nào cảm thấy thoải mái. Nhưng anh Cừu cũng giống như mình, cũng là tâm phúc của Hà Duyên Cường. Mặc dù hắn là phó cục trưởng thế nhưng người ta cũng là một thành viên đảng ủy đơn vị, đối phương căn bản không sợ mình. Đồ Thăng Khuê biết rõ anh Cừu là hạng người gì, người này tuy tuổi không còn nhỏ nhưng lại thích chơi bài, khi nào nói không thoải mái là lại đi chơi bài. Đồ Thăng Khuê dù biết rõ nhưng lại căn bản không mở miệng. Hắn biết rõ anh Cừu không thèm quan tâm đến mình, nói cũng là vô ích, chính mình không nên tự gây ra sự kiện mất tự nhiên và uy tín. Tút tút tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên, Đồ Thăng Khuê nhìn thoáng qua màn hình, bên trên là hai chữ anh Tứ, hắn hiểu có chuyện xảy ra. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hắn vốn không muốn nghe máy nhưng cuối cùng cũng nhấn nút nghe. Alo, cục trưởng Đồ sao? Tôi là Tiểu Tứ, tối nay ngài có rảnh không? Chỗ tôi có vài món ngon, muốn ngài đánh giá một chút. Một giọng nói tràn đầy nịnh nọt chợt vang lên. Đồ Thăng Khuê nghe được âm thanh này mà trong lòng có chút lửa nóng. Hắn đưa mắt nhìn khắp bốn phía, sau đó lại nghiêm trang lên tiếng. Hôm nay tôi còn phải họp, sau này hãy nói. Cục trưởng Đồ, tôi chờ ngài. Anh Tứ ở đầu dây bên kia càng dùng giọng cung kính nói. Không cần, vài ngày tới tôi cũng không có thời gian. Tuy Đồ Thăng Khuê rất động tâm, thế nhưng hắn đang chuẩn bị thăng chức, hắn biết rõ mình phải cẩn thận, còn những thứ khác, không phải chỉ cần dở chút thủ đoạn là có sẵn sao. Anh Tứ bên kia định lên tiếng thì Đồ Thăng Khuê đã cúp điện thoại. Sau khi nghe những âm thanh tút tút trong điện thoại, người đàn ông cường tráng được gọi là anh Tứ hừ một tiếng, khi hắn chuẩn bị bỏ điện thoại vào trong túi thì tiếng chuông vang lên. Chào Hà thiếu gia. Anh Tứ rất mẫn cảm với các số điện thoại gọi đến số máy của mình, hắn nhanh chóng nghe máy và dùng giọng cung kính nói. Anh Tứ, tôi nghe nói chỗ anh rất tốt, thế nào? Không chào đón tôi sang chơi sao? Hà Bính Sở dùng giọng đầy men say nói. Hoan nghênh, sao lại không hoan nghênh? Tôi nói cho Hà thiếu gia biết, lần này tôi có hàng đặc sắc, ha ha ha. Được không, tất nhiên ngài phải đến đánh giá mới biết được. Anh Tứ là một người lão luyện, hắn biết rõ phải nói như thế nào mới hấp dẫn được người ta. Anh Tứ cúp điện thoại, nụ cười trên mặt chợt biến mất. Hắn nhìn lướt qua đám nam nữ đang nhảy múa điên cuồng thông qua cửa kính nghi ngút khói, trong miệng thầm mắng. Thứ tốt đều rời vào mõm chó. Trong phòng họp cục công an thành phố Đông Hồng, Đoạn Văn Đống ngồi ở chiếc ghế trung tâm trên đài chủ tịch, nhưng bên cạnh hắn chỉ có một vị thành viên đảng ủy nắm công tác tuyên truyền đang ngồi, điều này làm đài chủ tịch dành cho 8-9 người tham gia có chút trống trải. Lúc này bên dưới lại có không ít người đi ra đi vào, làm cho bầu không khí trong phòng họp không được nghiêm túc. Cục trưởng Đoạn, đã quá 5 phút rồi. Nhân viên công tác Tiểu Hà của văn phòng cục công an thành phố khẽ đi đến bên cạnh Đoạn Văn Đống rồi nói. Vẻ mặt Đoạn Văn Đống tuy bình tĩnh nhưng thực tế trong lòng lại không tức giận, ngược lại còn rất hưng phấn. Tất cả đã sắp xếp xong, rất nhiều thứ đã nằm trong lòng bàn tay của hắn chỉ cần vung tay thu lưới là xong. Nhưng đây là thời điểm mấu chốt, hắn càng phải tỏ ra tức giận, vì vậy dù biết Tiểu Hà là người vô tội, hắn vẫn trừng mắt nhìn nàng. Tiểu Hà tuy có chút uất ức nhưng lại không dám nói gì. Lúc này tâm tình của cục trưởng Đoạn không tốt, nàng hiểu rõ điều này, càng là lúc này thì người bình thường càng không dám nói lời nào. Lúc này bên dưới đã loạn, những người ở phía dưới kia căn bản biết cục trưởng Đoạn sắp rời đi,
thế cho nên cũng không kiêng kỵ, mọi người cùng hút thuốc nói chuyện, thật sự rất loạn. Ha ha, cục trưởng Đoạn, chúng tôi đã đến chậm, hôm nay tăng ca hơi lâu, thế nên mới dùng cơm xong. Bốn người Đồ Thăng Khuê cùng đi vào trong hội trường, Đồ Thăng Khuê ngồi xuống bên cạnh Đoạn Văn Đống, sau đó khẽ nói với Đoạn Văn Đống. Đoạn Văn Đống căn bản không thèm quan tâm đến lời nói kiểm điểm của Đồ Thăng Khuê, mà Đồ Thăng Khuê lại càng không quan tâm đến thái độ của Đoạn Văn Đống. Nhưng biểu hiện của Đoạn Văn Đống vẫn có chút khó chịu, thậm chí còn sinh ra chút chờ mong. Cũng không biết qua đêm nay thì Đồ Thăng Khuê anh còn có thể cuồng vọng như lúc này hay không. Lại có vài người đi vào, hơn nữa đám người này đều căn bản không chút che giấu, rõ ràng là đi cùng một chỗ với nhau. Cốc cốc cốc, Đồ Thăng Khuê gõ lên bàn, ánh mắt nhìn xuống bên dưới. Lúc này đám người ở bên dưới chợt phấn chấn tinh thần, cả phòng lặng ngắt như tờ. Các anh nhìn lại mình xem, các anh có bộ dạng gì vậy? Cục trưởng Đoạn tổ chức hội nghị, không phải là chỗ cho các anh trò chuyện riêng. Đồ Thăng Khuê dùng giọng lạnh lùng nói, sau đó tiếp tục. Tôi tuyên bố và yêu cầu kỷ luật, một là họp phải chăm chú, hai là nếu có ai muốn nói chuyện, mời đi ra ngoài. Đồ Thăng Khuê nhìn đám người bên dưới không tiếp tục lên tiếng ồn ào, hắn thật sự rất hài lòng, chính mình xem ra có uy tín. Lúc này hắn nói với Đoạn Văn Đống. Cục trưởng Đoạn, bây giờ có thể họp được rồi. Đoạn Văn Đống nở nụ cười vui vẻ, tuy nụ cười này đối với Đồ Thăng Khuê rõ ràng là miễn cưỡng, nhưng thực tế lại là nụ cười thật lòng của Đoạn Văn Đống. Chương 1119, một đụng tường quay đầu. 7 giờ tối, lúc này bầu trời đã đen như mực, nhưng những nhân viên công tác của văn phòng tỉnh ủy vẫn đang rất bận rộn. Dù sao thì hôm nay cũng mở hội nghị thường ủy, là lúc khảo nghiệm năng lực công tác của bọn họ. Chủ nhiệm văn phòng thường ủy là Lỗ Giang Đào, năm nay hắn hơn 40, đầu chỉ còn lại rất ít tóc. Mặc dù vài phần địa phương vẫn tích cực hỗ trợ cho Trung ương, thế nhưng phần lớn thì đỉnh đầu vẫn trơ trọi, vẫn bừng sáng. Lúc này Lỗ Giang Đào đang rất bận rộn, giọng nói rất khẽ. Khi nói với đám nhân viên công tác trẻ tuổi của văn phòng thường ủy, chủ nhiệm Lỗ có một thói quen rất đáng sợ, đó chính là không ngừng uống nước, thế cho nên âm điệu khá thấp, có lẽ một là mắc tiểu, hai là tinh thần khẩn trương quá độ. Hắn là người phụ trách của văn phòng thường ủy, hắn căn bản hiểu rõ hướng đi của tỉnh ủy như bàn tay, cũng là vì như vậy hôm nay hắn không thể nào không tỏ ra cực kỳ cẩn thận để chuẩn bị cho hội nghị thường ủy hôm nay. Trong đám thường ủy hôm nay chắc chắn sẽ có người rất mất hứng, tuy hắn biết rõ cán bộ lãnh đạo đến cấp bậc tỉnh ủy đều cơ bản sẽ rất ẩn giấu và có tu dưỡng, sẽ không tùy tiện ném bực bội lên người cấp dưới. Thế nhưng nếu như trước đó hắn có thể suy xét đến các chi tiết nhỏ nhặt, như vậy nhìn qua sẽ có ý cảnh tốt hơn. Lãnh đạo cũng là người, cũng có vui buồn hờn giận, khi tâm tình tốt thì dù thấy những sự việc bất mãn cũng cười một tiếng cho qua, khi tâm tình không tốt, dù là những chuyện tốt đẹp cũng chưa chắc được tán thưởng, chỉ có vài vấn đề cũng sẽ để cho lãnh đạo ghi trong lòng. Văn phòng thường ủy chính là nơi như vậy, gần vua như gần cọp, thiên uy khó dò. Chủ nhiệm Lỗ, anh thật sự rất bận rộn. Khi tiếng chào hỏi vang lên, Cục trưởng Cục Công an tỉnh Trần Hồng Lỗi chậm rãi đi đến. Trước nay Trần Hồng Lỗi vẫn luôn là người có gương mặt cực kỳ căng cứng, nhưng thực tế lại rất biết nói cười khi đối diện với một số người. Lỗ Giang Đào có thể nói là một trong những người được tiếp nhận tiếng cười của Trần Hồng Lỗi. Tuy vị trí của chủ nhiệm Lỗ là không cao, thế nhưng hắn là chủ nhiệm văn phòng thường ủy tỉnh ủy, vị trí của hắn rất quan trọng. Rất nhiều người muốn tìm được chút tin tức của tỉnh ủy đều phải kết giao tốt với hắn. Lỗ Giang Đào căn bản biết rõ điều này, thế nên khi giao tiếp với người khác thì cũng có thân cận hoặc có cách xa. Tất nhiên Trần Hồng Lỗi vẫn luôn là người nằm trong danh sách được hắn tôn trọng. Tuy Trần Hồng Lỗi chỉ là một vị cục trưởng cục công an tỉnh, thế nhưng Lỗ Giang Đào biết rõ đôi khi lời nói của người này còn có độ nặng hơn so với một vị thường ủy tỉnh ủy nào đó. Sau khi nghe được lời chào hỏi của Trần Hồng Lỗi, hắn bỏ qua tình huống răn dạy đám nhân viên của mình, nhanh chóng chạy đến nói. Cục trưởng Trần, ngài đúng là làm việc như gió, là ngài đến sớm nhất, mời ngồi, mời ngồi. Hi hi, lãnh đạo Triệu Kiến thì tôi nào dám đến muộn chứ. Gương mặt Trần Hồng Lỗi đen nhẻm, hắn ngồi xuống vung tay nói. Tôi chỉ đến đây ngồi một chút thôi, cũng không cần trả nước. Ôi, cục trưởng Trần, anh nói như vậy đâu có được. Nếu như ngài không cho tôi cơ hội dâng trà, như vậy chẳng phải muốn chỉ điểm công tác của tôi sao?
Lỗ Giang Đào căn bản không quan tâm đến lời ngăn trở của Chân Hồng Lỗi, hắn vui vẻ và cung kính rót một ly trà rồi đưa đến cho Chân Hồng Lỗi. Chân Hồng Lỗi căn bản rất tán thưởng công phu miệng lưỡi của Lỗ Giang Đào, hắn cười tiếp nhận ly trà nói. Tôi cảm ơn, tiếp theo nếu anh đến thị sát công tác của Cục Công an tỉnh, tôi sẽ mời anh vài ly. Cảm ơn Cục trưởng Chân, trước đó vì tôi có chút không được khỏe thế nên không thể nào tận hứng với ngài, lần sau nhất định sẽ bổ sung. Lỗ Giang Đào nói rồi nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó mới khẽ nói với Chân Hồng Lỗi. Cục trưởng Chân, hôm nay tôi thấy Bí thư Diệp giống như không được thoải mái, ngài cẩn thận một chút thì hơn. Diệp Thừa Dân vì sao không thoải mái thì Chân Hồng Lỗi biết rất rõ ràng. Tuy Diệp Thừa Dân luôn không có động tác gì ở phương diện này, thế nhưng Chân Hồng Lỗi hiểu đối phương vẫn muốn ước chế Cục Công an tỉnh của mình, chẳng qua không có thời cơ mà thôi. Động tác của Vương Tử Quân giống như là một chỗ ngứa, phù hợp với tâm ý của Bí thư Diệp, thế nhưng vị Bí thư Vương Tử Quân kia dù sao vẫn còn non nớt, làm việc không thành, ngược lại còn rơi vào tình cảnh xấu xa như lúc này. Lỗ Giang Đào nhất định biết rõ những thứ này, bây giờ Lỗ Giang Đào dám nói với Chân Hồng Lỗi như vậy, thực tế là một lời nói biểu hiện thái độ. Chân Hồng Lỗi cảm thấy lời nói của Lỗ Giang Đào có vài phần hèn mọn, thế nhưng hắn vẫn có biểu hiện rất vui vẻ. Cục Công an tỉnh chúng tôi công tác không tốt, tôi sẽ chịu đòn nhận tội, sẽ tiếp nhận lời phê bình của lãnh đạo. Lỗ Giang Đào đã tiến hành phân tích hội nghị thường ủy hôm nay, vì vậy sau khi nghe thấy lời nói của Chân Hồng Lỗi thì hắn chỉ cười cười, căn bản không nói lời nào. Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Bí thư Thị ủy Đông Hồng là Đậu Minh Đường đi vào. Lỗ Giang Đào thấy Đậu Minh Đường thì vội vàng đón chào. Chào Bí thư Đậu. Đậu Minh Đường là thường ủy tỉnh ủy, cũng có một biểu hiện với thái độ của Lỗ Giang Đào. Tuy vị trí của Lỗ Giang Đào là quan trọng, thế nhưng Đậu Minh Đường căn bản không muốn dùng, thế cho nên hai bên bình thường chỉ có chút quan hệ hời hợt mà thôi. Đậu Minh Đường khẽ gật đầu rồi nói với Cục trưởng Chân Hồng Lỗi. Cục trưởng Hồng Lỗi đến sớm thế. Lãnh đạo triệu kiến thì tôi nào dám đến chậm. Chân Hồng Lỗi nhanh chóng đổi sang gương mặt đen nhẻm, hắn dùng giọng giống như cung kính nói. Đậu Minh Đường khẽ cười một tiếng nói. Cục trưởng Chân, công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng cần sự giúp đỡ của Cục Công an tỉnh, đặc biệt là phương diện đảm bảo trật tự trị an, Cục trưởng Chân nên hao tốn nhiều tâm tư hơn. Khóe miệng của Chân Hồng Lỗi có hơi co giật, hắn căn bản là có ý kiến với Đậu Minh Đường. Dù sao thì sự kiện Hà Duyên Cường đi học tập ở trường Đảng Trung ương cũng là vì Đậu Minh Đường không nhúng tay vào, cứ đứng khoanh tay bên cạnh đứng nhìn, thế cho nên không có bất kỳ biến chuyển nào. Lúc này xảy ra việc thì lại tìm đến mình, đúng là tính toán quá tốt rồi. Tuy bàn về cấp bậc thì Chân Hồng Lỗi thấp hơn Đậu Minh Đường, thế nhưng Chân Hồng Lỗi căn bản không sợ Đậu Minh Đường. Dù sao thì phía sau Chân Hồng Lỗi còn có chữ Vận Phong, chỉ bằng vào Đậu Minh Đường thì căn bản không làm gì được hắn. Bí thư Đậu, tôi cũng rất đau lòng với tình hình trật tự trị an hiện tại của thành phố Đông Hồng, Cục Công an tỉnh còn đặc biệt tổ chức hội nghị xử lý vấn đề này. Thế nhưng nếu muốn vớt phát công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng, không phải là việc một sớm một chiều. Một đội ngũ có sức chiến đấu thì phải có người tốt đi đầu, nếu người dẫn đầu căn bản là không tốt thì sẽ sinh ra lực ảnh hưởng rất lớn. Hai mắt Đậu Minh Đường khẽ lóe lên, hắn biết rõ đây là Chân Hồng Lỗi đang ném điều kiện ra với mình. Nói trắng ra thì hai người bọn họ sẽ có hai nhân tuyển cho vị trí Cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Hồng, nhưng nếu bọn họ cứng cựa với nhau, căn bản là thắng bại khó đoán. Đậu Minh Đường căn bản sẽ không muốn buông tha cho quyền nhân sự nằm trong địa bàn của mình, nhưng với thế cục hiện tại của thành phố Đông Hồng, hắn lại cảm thấy nóng lòng như lửa đốt. Dù thế nào cũng không thể nào bỏ qua phương diện ổn định đại cục, nếu cơ sở có vấn đề thì thượng tầng sẽ rung chuyển. Cho dù địa phương phát triển kinh tế mạnh mẽ, thế nhưng không đảm bảo được trật tự trị an, như vậy Đậu Minh Đường hắn sẽ bị phê bình rất nặng nề. Lúc này Đậu Minh Đường chợt có vài phần hối hận vì hợp tác với Vương Tử Quân, thế nhưng sự việc đã phát sinh, hắn căn bản không thể nào không giải quyết. Chương 1119, 2, Động Tường quay đầu. Khi Đậu Minh Đường cảm thấy do dự thì một tiếng cười nói truyền đến. Khi tiếng cười này vang lên, Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh Lý Thừa Uyên và Phó Chủ tịch Thường ủy Kim Hành Thuấn đi vào. Lý Thừa Uyên và Kim Hành Thuấn đều là những người có bộ dạng trung đẳng, nhưng nếu so sánh với Lý Thừa Uyên, Kim Hành Thuấn mang theo một bộ kính gọng đen có vẻ nho nhã hơn. Khi thấy hai người này thì Chân Hồng Lỗi chậm rãi đi đến, trước tiên hắn chào hỏi Kim Hành Thuấn.
Chào Chủ tịch Kim. Lý Thự Uyên là Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh, là người có vị trí cao hơn Kim Hành Thuấn. Hai người cùng xuất hiện một lúc, dựa theo quy định bất thành văn thì người phía dưới phải chào hỏi Lý Thự Uyên trước. Dù sao thì dù là ở tỉnh ủy hay trong ủy ban nhân dân tỉnh, Lý Thự Uyên cũng là người được sắp xếp trước Kim Hành Thuấn. Lúc này Trần Hồng Lỗi lại làm trái ngược, lại tiến lên chào hỏi Kim Hành Thuấn trước, rõ ràng muốn làm mất mặt Lý Thự Uyên. Nhưng nụ cười của Lý Thự Uyên ở bên cạnh vẫn rất nồng đậm, sau khi Trần Hồng Lỗi bắt tay với Kim Hành Thuấn thì lên tiếng. Cục trưởng Trần, gần đây có không ít xí nghiệp tỏ ra bất mãn với tình huống trật tự trị an, có phải Cục Công an tỉnh các anh cần phải nắm chặt công tác hơn không? Mong Chủ tịch Lý cứ yên tâm, gần đây Cục Công an tỉnh đang liên tục xem xét, sẽ cố gắng cải thiện công tác của mình. Giọng nói của Trần Hồng Lỗi là không thấp, thế nhưng gương mặt vẫn âm trầm. Kim Hành Thuấn cũng không chờ Lý Thự Uyên tiếp tục lên tiếng, hắn cười nói. Hồng Lỗi, lần này hội nghị thường ủy cho mời anh đến, chính là muốn đề cao phương diện ổn định hài hòa của tỉnh chúng ta, muốn trưng cầu ý kiến của anh. Nếu có ý kiến gì hay thì anh cứ nói ra, mọi người cũng được nói thoải mái, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, chỉ cần là trợ giúp công tác thì chúng ta đều có thể hỗ trợ thông qua. Đúng, tôi cũng kỳ vọng Cục trưởng Trần có thể đề xuất ý kiến làm cho người ta cảm thấy mới mẻ. Lý Thự Uyên nhìn thoáng qua Kim Hành Thuấn, sau đó vừa cười vừa nói. Đậu Minh Đường đứng bên cạnh không nói lời nào. Hắn là một cựu chiến binh công tác lâu năm ở tỉnh Nam Giang, hắn căn bản vẫn nhớ rất rõ những chuyện xảy ra vào năm xưa. Hắn biết rõ ân oán giữa hai người Lý Thự Uyên và Kim Hành Thuấn, vì vậy lúc này cũng không dám chen thân vào. Nếu nói hai người Lý Thự Uyên và Kim Hành Thuấn có ân oán gì lớn, thật ra thì dù là Đậu Minh Đường hay là những người khác đều căn bản không nói nên lời. Nhưng hai người bằng mặt không bằng lòng với nhau, đây hầu như là sự thật mà tất cả cán bộ trong tỉnh đều biết. Sở dĩ có khoảng cách như vậy cũng là vì hai người có nhiều thời điểm là hai nhân vật chính trên võ đài, từ chủ tịch huyện đến phó chủ tịch thành phố, sau đó đến phó chủ tịch tỉnh. Sau khi có những kinh nghiệm cùng gồng gánh công tác với nhau, hầu như hai người bọn họ lên đài đều đụng mặt nhau. Hai người này đều có khả năng và bản lĩnh, vì vậy trong lúc va chạm có thua có thắng, thậm chí tình trạng thắng thua liên hoàn vẫn tiếp diễn đến bây giờ, xem như người tám lạng kẻ nửa cân. Nhưng khi Kim Hành Thuấn công tác ở thành phố Lâm Hồ có mối quan hệ mật thiết với chủ tịch tỉnh Trữ Vận Phong, điều này làm cho hắn tuy xếp sau Lý Thự Uyên thế nhưng độ nặng lại căn bản không yếu hơn. Dù sao thì bọn họ đều là người có thân phận, thế cho nên phương diện giao tranh với nhau cũng rất ẩn giấu, chỉ cần có chút gió lọt tường sẽ biến mất sạch sẽ. Bây giờ Trần Hồng Lỗi bàn việc với Kim Hành Thuấn, Lý Thự Uyên tất nhiên cũng không chạy lên để tự mất mặt. Bí thư Đậu, hạng mục trà bảo gia của thành phố Đông Hồng nên đẩy mạnh là vừa, vài ngày nữa là mùa tiêu thụ của sản nghiệp thức uống đóng chai, nếu như không nắm chặt thời cơ thì căn bản sẽ mất đi vài phần nhiệm vụ năm nay. Đậu Minh Đường thấy Lý Thự Uyên chào hỏi thì cũng cười nói. Chủ tịch Lý, chuyện này tôi cũng đang tranh thủ sự giúp đỡ của ngài. Hạng mục trà bảo gia chính là trọng điểm của thành phố Đông Hồng năm nay, thế nhưng còn có vài khó khăn ở phương diện phê duyệt thủ tục, chỉ mong ngài mở ra cho chút chính sách, bật đèn xanh cho địa phương chúng tôi. Không có vấn đề, chỉ cần nằm trong phạm vi cho phép, lại có lợi cho sự phát triển của thành phố Đông Hồng, anh cứ tìm đến tôi là được. Nhưng dù thế nào thì các anh cũng phải nắm bắt hạng mục vào đúng thời điểm mới được. Lý Thự Uyên dựng ngón tay lên rồi trầm giọng nói. Lý Thự Uyên vốn có quan hệ rất tốt với Đậu Minh Đường, lúc này càng vì một hạng mục mà thêm thân cận với nhau. Lý Thự Uyên tiếp nhận hột quẹt trong tay Đậu Minh Đường chuẩn bị châm thuốc, hắn chợt khẽ nói. Anh Đậu, hôm nay phải chú ý một chút. Chú ý cái gì, vì sao phải chú ý? Lý Thự Uyên cũng không nói cho rõ ràng, thế nhưng Đậu Minh Đường cũng không hỏi thêm. Hai người bọn họ dùng ánh mắt thấu hiểu nhìn nhau. Sau đó Đậu Minh Đường gật đầu nói. Tôi biết rồi. Anh đấy, bình thường thì tỏ ra cực kỳ trầm ổn, lần này sao lại muốn liên hệ với người trẻ tuổi kia? Lý Thự Uyên nói đến ba chữ người trẻ tuổi thì khóe miệng chợt nhúc nhích. Người trẻ tuổi trong miệng Lý Thự Uyên là ai thì Lý Thự Uyên căn bản là biết rất rõ, hắn biết Lý Thự Uyên trước nay vẫn luôn xem thường Vương Tử Quân. Nhưng lúc này dù giải thích thế nào cũng không có tác dụng. Dù sao bây giờ mình đã đi đến một hoàn cảnh cực kỳ xấu hổ. Lúc này nếu so sánh thì người kia còn có khó khăn lớn hơn mình rất nhiều. Đám người Trần Hồng Lỗi tuyệt đối không bỏ qua cơ hội lần này, nếu bọn họ đứng trên lập trường đạo nghĩa để tấn công,
cho dù người kia có hàng ngàn lý do thì cuối cùng thì uy thế và uy vọng cũng giảm mạnh. Thậm chí nếu có người đứng phía sau làm vài việc mờ ám, chỉ sợ sẽ có khả năng bị chuyển rời. Mới đến vài tháng đã bị chuyển rời, kết cục này đối với đám cán bộ đã đi đến vị trí của bọn họ hiện tại là một đả kích rất lớn. Điều này đại biểu cho phương diện không đủ năng lực, không thể khống chế, như vậy tổ chức sao có thể tín nhiệm tiếp tục ủy thác trách nhiệm cho anh được nữa. Chủ tịch Lý, Bí thư Vương có lẽ cũng là vì công tác. Đậu Minh Đường tuy không nói quá lớn nhưng giọng điệu lại tràn đầy khẳng định. Hắn nói ra những lời này với ý nghĩ đơn giản là mong muốn Lý Thừa Uyên giúp đỡ Vương Tử Quân một chút. Lý Thừa Uyên dù không tham dự vào chuyện này, thế nhưng hắn vẫn thấy rất rõ ràng. Khi Vương Tử Quân đẩy Hà Duyên Cường đi học tập ở trường Đảng Trung ương, hắn cảm thấy trẻ tuổi kia tuy ra tay hiểm độc nhưng căn bản còn chưa đủ lực khống chế thế cục, nhưng khi đó hắn vẫn không tiến lên nhắc nhở đối phương. Với kinh nghiệm công tác lâu năm của Lý Thừa Uyên, hắn cảm thấy nếu muốn khuyên nhủ một người, nhất định phải cho đối phương đụng đầu vào tường cái đã, nếu không thì những lời hữu ích của anh căn bản là không có tác dụng. Vương Tử Quân không có tình cảm gì với hắn, tất nhiên hắn không muốn lãng phí miệng lưỡi ở phương diện này. Nhưng bây giờ thế cục đã bày ra, tất nhiên hắn sẽ không vì chuyện này mà đẩy mình đi vào. Hắn có tình cảnh bình thường bên phía Ủy ban Nhân dân tỉnh, nếu như gặp thêm vài đả kích, chỉ sợ vị trí của mình sẽ càng bấp bênh trong mắt nhiều người. Anh Đậu, có một số việc mà chúng ta không nên lo lắng quá nhiều. Lý Thừa Uyên đưa mắt nhìn Đậu Minh Đường rồi khẽ nói. Điều quan trọng nhất của chúng ta hiện tại là phải bảo toàn chính bản thân mình. Đậu Minh Đường không nói gì thêm, hắn dù không thích lời nói của Lý Thừa Uyên, thế nhưng lại không thể không thừa nhận lời nói của đối phương rất có đạo lý. Chính mình nếu bị cuốn vào con sóng lần này thì căn bản là không hay, hắn nên bo bo giữ mình, bình yên lui bước là không sai chút nào. Hắn không thể nào làm gì được với công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng, thế cho nên trách nhiệm của hắn căn bản là rất nhỏ. Chương 1120, Xa Hoa Trụy Lạc. Khi Đậu Minh Đường đang trầm mặc thì Vương Tử Quân đi đến với vẻ bình tĩnh. Vương Tử Quân đi đến hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, thế nhưng lúc này căn bản không có ai tiến lên chào hỏi hắn. Khi Đậu Minh Đường chuẩn bị đi qua thì cửa phòng họp mở ra, Chữ Vận Phong và Diêu Trung Tắc hầu như song song đi vào trong phòng. Sau lưng hai người bọn họ còn có nhóm người trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy Trương Thu Mi. Khi đám người này đi vào phòng họp thì bầu không khí nhanh chóng trở nên ngưng trọng, tất cả mọi người đều dừng lời, căn bản là chờ Bí thư tỉnh ủy Diệp Thừa Dân đến chủ trì hội nghị. Tôi ghét ban ngày. Đây là câu nói ngoài miệng của anh cha. Anh cha là ai? Chỉ cần là đám phần tử tội phạm ở thành phố Đông Hồng đều biết đến anh cha. Những người này cũng không thiếu người đi theo anh cha, tất nhiên trong miệng đám người này thì anh cha là một người đàn ông cao lớn, uy mãnh, cực kỳ trượng nghĩa. Nhưng thực tế thì hình tượng của anh cha đối với đám tiểu đệ chưa từng được gặp mặt căn bản là hoàn toàn khác biệt. Bản thân anh cha không cao lớn, cũng không uy mãnh, sở dĩ hắn phát triển được đến bây giờ cũng là vì bản năng hung ác hơn người. Anh cha không cao to, thậm chí còn có chút béo tốt, gương mặt như một cái bánh. Nếu như nhìn thấy anh cha trong đám người, anh nhất định sẽ cho rằng đó là một người bình thường, căn bản không ngờ đây là anh cha nổi danh trong chốn tội phạm thành phố Đông Hồng. Anh cha thích cuộc sống vào ban đêm, cũng là vì cuộc sống của hắn phần lớn là điên đảo vào ban đêm. Ban ngày thường thì đầu óc của hắn sẽ cô đọng, mỗi khi ánh đèn rực rỡ xuất hiện, hắn sẽ từ trong ổ nghỉ ngơi bò ra, hưởng thụ những gì tinh túy nhất của cuộc sống về đêm. Ha ha, anh cha, hai ngày hôm nay thật sự sung sướng. Ngày hôm qua em thấy một con bé rất đẹp, ngực nở lưng cong làm cho em bừng bừng lửa nóng trong lòng, thế là không kìm lòng được phải tiến lên vân vê hai cái. Không ngờ một thằng khốn ở bên cạnh lại không cho. Một tên thanh niên hơn 20 tuổi vừa châm thuốc cho anh cha vừa đắc ý nói ra những chuyện của mình. Không đồng ý thì thế nào? Muốn gọi cảnh sát sao? Em cho nó hai tát. Sau đó buộc con bé kia cho em sờ soạng vài lần, cuối cùng mới tính là xong việc. Tên thanh niên kia nói đến đây thì vỗ ngực tiếp tục. Nhưng anh cha cứ yên tâm, em hoàn toàn chứng thực chỉ thị của đại ca, căn bản không làm gì con bé kia, chỉ lưu tình mà không lưu thanh danh bại hoại, điều này em nhớ rất kỹ. Lời nói của tên thanh niên làm cho anh cha cười lớn, đám thanh niên ở bên cạnh anh cha cũng cười không chút kiêng nể gì, còn có người ồn ào nói. Thiết tử! Mày không phải là không muốn cưỡi lên, căn bản là kiệt sức mẹ nó rồi, nào có thể leo lên được.
Tên thanh niên lên tiếng làm cho vũ trường với bầu không khí mập mờ càng cười vui hớn hở, còn có người đong đưa những thứ gì đó trong tay phát ra những âm thanh chói tai. Tên thanh niên được gọi là Thiết Tử cười hì hì nói. Ông có leo lên chơi bời được hay không cũng không phải do mày định đoạt, nếu mày cảm thấy ông không có năng lực này, như vậy dứt khoát kéo vợ qua, anh sẽ biểu diễn cho mày xem. Thằng này quá láo toét, nếu mày còn ăn nói bậy bạ, ông sẽ cho mày biết tay. Tên thanh niên vừa rồi dùng giọng thẹn quá hóa giận nói. Thiết Tử cũng không yếu thế, hắn uống nửa chai rượu đỏ, sau đó dùng giọng kiêu ngạo nói. Thế nào, muốn động tay chân sao? Tốt, ông đang rảnh đây, chỉ bằng vào mày thì ông cũng không thèm quan tâm. Khi thấy có người chuẩn bị đánh nhau thì đám người chung quanh liên tục ồn ào, anh cha trước kia cũng rất thích những trò thế này. Rút dao khiêu chiến chính là bầu không khí của giang hồ, nhưng bây giờ hắn lại sinh ra chút chán ghét. Anh cha nhìn đám thanh niên chuẩn bị ra tay đến nơi thì vung tay lên thật mạnh nói. Làm cái gì vậy? Chúng mày ăn no nên muốn ra tay thì ra tay sao? Nhàn rỗi thì về nhà mà bú sữa mẹ, đừng gây chuyện ở chỗ này. Tất cả đều là anh em huynh đệ của mình, đáng giá phải làm vậy sao? Bây giờ là thời điểm vui vẻ, anh em nên tận hưởng, có gì mà đánh với chả đấm. Anh cha mở miệng mắng đám thanh niên ở bên cạnh, tuy đám thanh niên này mặt đỏ tía tai nhưng căn bản không dám nói lời nào. Có kẻ lên tiếng nịnh hót với anh cha, nói anh cha chính là đại ca. Dù thế nào cũng có thể áp chế được giang hồ. Đám người bắt đầu ồn ào, tự tìm thú vui cho mình. Anh cha nhìn đám thanh niên nam nữ đang uốn éo người điên cuồng trong vũ trường, trên mặt chợt lộ ra nụ cười trào phúng. Đúng lúc này một cô gái trẻ điên cuồng uốn éo như một con rắn đi đến bên cạnh anh cha, nàng chỉ mặc một chiếc váy ngắn, bắt đầu làm ra những hành vi khiêu khích. Cô gái này trang điểm rất đậm, mắt lờ đờ say mê giống như đang hưởng thụ những niềm vui thú cực kỳ mạnh mẽ. Đối với những cô gái như thế này thì anh cha chỉ cần liếc mắt nhìn qua là biết đối phương đang ở vào trạng thái nào. Cô gái này có lẽ còn chưa đến 20, xem như cuộc đời bị hủy diệt. Tuy trong lòng cảm thấy đáng tiếc nhưng anh cha cũng không nói ra lời nào, dù sao thì cô gái này cũng không là gì của hắn, hắn cần gì phải quản. Nhưng hắn cũng không có hứng thú dây dưa với cô nàng, vì vậy hắn khẽ đẩy cô gái đi ra. Hành động này của anh cha làm cho đám thanh niên đã sớm nhìn chằm chằm vào cô gái giống như những con báo đi săn, đám người nhanh chóng tiên lên khiêu khích cô gái, ngay sau đó cô gái đã nở nụ cười cực kỳ phóng đãng. Anh cha không nghe rõ ngôn từ của bọn họ, thế nhưng chỉ cần nhìn là biết tâm tư của bọn họ là gì. Anh cha, có uống gì không? Anh cha biết rõ sự việc gì sẽ tiếp tục phát sinh, thế là thở dài một hơi rồi thu ánh mắt về. Tuy những chuyện này căn bản không thể trách, thế nhưng dù thế nào hắn cũng sinh ra cảm giác không thoải mái. Anh cha uống một ngụm rượu lạnh băng, cảm thấy trong lòng có chút thư thái. Hắn nhìn vũ trường đèn màu rực rỡ với đám người đang nhảy múa điên cuồng thác loạn, thầm nghĩ sắp đến thời điểm cuối cùng, cũng nên cho anh em của mình vui thú một chút. Dù sao thì sau hôm nay cũng có những huynh đệ phải đi xa vài năm không gặp. Anh cha là người có cấp bậc, cho nên hắn hiểu rõ về những sự kiện đang phát sinh hơn so với đám tiểu đệ của mình. Những ngày qua đám người của hắn sở dĩ tiêu dao như vậy cũng là vì người ta cố ý dung túng, còn vì sao lại dung túng, hắn cũng nghe được khá nhiều tin đồn. Anh cha tin tưởng người sử dụng thủ đoạn thế này sẽ giành được thắng lợi toàn phần, nếu người kia giành thắng lợi, tất nhiên sẽ bắn rơi đám thủ hạ của mình để lấy thành tích. Vừa làm Diêm Vương vừa phải làm quỷ, những ngày sau căn bản không tốt đẹp gì. Anh cha nghĩ đến đám người có thể nắm sinh tử của người khác trong tay. Thế là trong lòng không khỏi có vài phần hâm mộ. Có lẽ là sắp có kết quả, tuy anh cha căn bản không phải là hạng người đại nhân vật, thế nhưng hắn là người giỏi phân tích và cảm thấy sự việc đã đi đến mức cực hạn. Hai ngày qua người kia và đối thủ đã đấu tranh đến giai đoạn cuối cùng, khi chiến tranh chấm dứt cũng là lúc xuất hiện hành động chỉnh đốn. Những ngày đó không biết có được bao nhiêu tên lọt lưới. Anh cha lầm bầm một câu, sau đó uống cạn ly rượu trong tay. Anh cha, cựu đại ca ở phòng số 3. Một tên thanh niên hơn 30 tuổi đi đến bên cạnh rồi khẽ nói với anh cha. Sau khi nghe nói đến cựu đại ca thì anh cha có chút run rẩy, hắn có chút sợ hãi, vì vậy không dám đắc tội với người này, hắn đặt ly rượu trong tay xuống nói. Đi, chúng ta đi chào hỏi. Phòng số 3 chỉ là một cái tên tỉnh lược, tên đầy đủ của nó là phòng tam phần thiên hạ. Dù cái tên rất dễ nghe nhưng thực tế lại làm cho người ta chơi xúc sắc mà thôi.
gian phòng không nhỏ nhưng người vào lại không nhiều, vì nơi này căn bản không phải là ai cũng có thể đi vào. Cựu đại ca trong lời nói của tên thanh niên đang dùng tay đung đưa một cái ống trúc, trước mặt hắn là một đống xèng. 4, 5, 6, ha ha, tôi thắng, anh Trương, tôi cũng không khách khí. Cựu đại ca đẩy ống trúc ra rồi dùng giọng đắc ý nói. Khi thấy tình cảnh này thì anh cha nhanh chóng đi đến, hắn vừa đi vừa cười nói. Anh cựu quả nhiên thân thủ phi phàm, vừa rồi tiểu đệ xem mà hận không thể bỏ tiền ra đi theo ngài. Cựu đại ca căn bản không có nhiệt tình với lời chào hỏi của anh cha, hắn nói. Anh cha, tiểu tử cậu gần đây có vẻ phát triển rất tốt thì phải. Anh cựu, còn không phải là nhờ ngài quan tâm giúp đỡ sao? Không có ngài thì sao có tiểu đệ ngày hôm nay? Tôi thấy dịu dàng không bằng bạo lực, chúng ta nên uống vài ly với nhau cho vui. Nụ cười trên mặt anh cha càng thêm sáng lạn, hắn khẽ nói. Nhưng anh cựu lại căn bản không quan tâm, hắn chợt khoát tay áo nói. Thôi khỏi uống rượu, hôm nay tôi đang chơi vui vẻ, anh cũng đừng làm tôi mất hứng, biết đâu mấy ngày nữa sẽ kết thúc thì sao? Anh cựu, thật sự chỉ còn vài ngày thôi sao? Anh cha có chút run rẩy, hắn biết rõ thân phận của anh cựu, biết rõ người này chỉ cần mở miệng thì căn bản không giả. Nhưng hắn đang có nhiệm vụ quan trọng, hắn không nhịn được phải mở miệng hỏi. Tiểu tử cậu có tin hay không thì mặc kệ, tôi nói cho cậu biết, sau này nên ổn định một chút, tôi cũng không muốn gặp cậu trong nhà lao. Anh cựu vỗ vỗ vào mặt anh cha, sau đó lớn tiếng nói. Tiếp tục, chúng ta tiếp tục. Bầu không khí trong phòng lại tiếp tục trở nên sống động, nhưng tâm tình của anh cha lại rất lạnh. Hắn chợt sinh ra một ý nghĩ, đó là qua ngày hôm nay mình có nên đi ra ngoài du lịch một vòng không? Đoạn văn đống xem ra sắp thất bại. Anh cha lầm bầm một câu, hắn căn bản xem thường đoạn văn đống. Không phải là vì đoạn văn đống không có bản lĩnh, thật sự là trong tay đoạn văn đống không có người, dù là phó cục trưởng thường vụ cục công an thành phố thế nhưng chỉ là một vị chủ trì công tác không có lính theo sau, không có chút tác dụng. Nhưng vấn đề này căn bản không ai nói cho rõ ràng được. Khi anh cha đang thầm suy tư thì tiếng gõ cửa vang lên. Ai vậy? Nữ nhân viên phục vụ phụ trách bưng trà rót nước trong phòng đánh bạc lên tiếng, sau đó lắc éo đi ra. Anh cha nhìn bộ dạng của nữ nhân viên phục vụ, không hiểu vì sao trong lòng lại sinh ra cảm giác xấu. Gì thế này? Cái gì thế này? Khi anh cha đang thầm nghĩ có phải là mình quá sợ bóng sợ gió hay không, đúng lúc này nhân viên phục vụ mở cửa, vài chục cảnh sát vũ trang đầy đủ xông vào. Không được cử động, cấm nhúc nhích, chúng tôi là cảnh sát. Một tiếng quát chói tai vang lên, đám cảnh sát bắt đầu vọt qua đám người anh cha đang sợ hãi ngây cả người. Các người đồn công an nơi nào, nói đồn trưởng đến gặp tôi. Anh cựu đang chơi vui vẻ thì gương mặt chợt trở nên âm trầm, hắn lớn tiếng nói với tên cảnh sát trẻ tuổi đang đưa cái còng lên tay mình. Nhưng đáng tiếc là tên cảnh sát căn bản không cho hắn cơ hội trả lời, dứt khoát còng tay anh cựu lại. Anh cựu thật sự bị chọc giận, hắn giống như nổi điên muốn lao ra, thế nhưng bị một tên cảnh sát bắt kịp chặn lại ở cửa. Anh là cha Đông phải không? Khi anh cha thành thật cúi đầu được một lúc, một tên cảnh sát hơn 30 tuổi đi đến trước mặt anh cha rồi hỏi. Đúng vậy. Thấy người ta nhận ra mình thì anh cha thành thật lên tiếng. Anh khả nghi buôn người, mời theo chúng tôi một chuyến. Viên cảnh sát nói rồi dùng một chiếc còng màu trắng giữ chặt tay anh cha. Hội nghị thường ủy tuy chỉ mới bắt đầu thế nhưng bầu không khí lại cực kỳ đè nén, phòng họp rất nặng nề. Lúc này tất cả ánh mắt đều tập trung trên người của bí thư Diệp Thừa Dân, nhưng cũng có người nhìn về phía Vương Tử Quân và Trân Hồng Lỗi. Đồng chí Minh Đường, thành phố Đông Hồng là trung tâm kinh tế chính trị văn hóa của tỉnh Nam Giang chúng ta, bây giờ lại xuất hiện tình huống này, xã hội rối loạn, cảm giác an toàn của quần chúng giảm sút nghiêm trọng. Lúc này lại có một vị doanh nghiệp trong tỉnh bị giết chết. Anh nói cho tôi xem, tình hình trật tự trị an ở thành phố Đông Hồng là thế nào, các anh công tác ra sao? Diệp Thừa Dân nói vài câu đơn giản, sau đó trầm giọng nói với Đậu Minh Đường. Đậu Minh Đường tuy đã có chuẩn bị ở nhiều phương diện, thế nhưng sau khi nghe xong lời chất vấn của Diệp Thừa Dân thì không khỏi đổ mồ hôi. Dù sao thì với tình huống hiện tại ở thành phố Đông Hồng, hắn là bí thư thị ủy cũng không thể không gánh vác một phần trách nhiệm. Đậu Minh Đường cũng không phải là người sợ gánh trách nhiệm, nhưng lúc này hắn căn bản cảm thấy đầu óc đen tối, dù hắn không khao khát cầu tiến, không quá hy vọng mình bị chụp mũ. Bí thư Diệp, chúng tôi không làm tốt công tác,
vì muốn tiến thêm một bước xúc tiến tính hài hòa ổn định của xã hội, thành phố Đông Hồng chúng tôi đã triển khai một hoạt động chính trị tập trung, cần phải sáng tạo nên hoàn cảnh xã hội bình an hài hòa cho dân chúng. Tuy hoạt động của Cục Công an thành phố Đông Hồng căn bản là không hiệu quả, thế nhưng Đậu Minh Đường vẫn nói ra, dù sao chuyện này cũng bày tỏ thái độ của thành phố Đông Hồng. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu, lão cũng không tiếp tục lên tiếng. Lão đưa mắt nhìn sang Trân Hồng Lỗi, sau đó mới nói. Cục trưởng Trân, anh là người phụ trách của Cục Công an tỉnh, lần này được thông báo đặc biệt đến tham gia hội nghị. Tôi muốn hỏi xem xuất hiện tình huống như thế này thì Cục Công an tỉnh các anh có chiến lược gì không? Trân Hồng Lỗi tuy ngồi trong góc thế nhưng khí thế lại căn bản không kém các vị thường ủy tỉnh ủy trong phòng, hắn trầm giọng nói. Bí thư Diệp, trật tự trị an chính là một hoạt động trường kỳ gian khổ, nếu như muốn đảm bảo tình hình trật tự trị an của thành phố Đông Hồng, như vậy cần phải có một đội ngũ công an có lực. Tất nhiên cũng cần phải có một người có năng lực có thể chèo chống một đội ngũ như vậy. Chương 1121, một người mạnh còn có người mạnh hơn, không cùng nhau quật ngã thì không thể. Tôi hy vọng tỉnh ủy có thể nghe ý kiến của các vị cảnh sát nhân dân dưới cơ sở, đề cao tính tích cực của bọn họ, như vậy sẽ làm tốt công tác hộ giá hộ tống cho thành phố Đông Hồng. Dù không nói rõ thế nhưng người nào cũng hiểu ý nghĩa của nó, chính là không hài lòng với ban ngành của Cục Công an thành phố Đông Hồng vào lúc này. Trân Hồng Lỗi nói ra như vậy rõ ràng có một mục đích, Đậu Minh Đường dù biết có một bộ phận nhắm vào mình, thế nhưng hắn lại không mở miệng. Hắn là người có kinh nghiệm phong phú. Có một số việc vẫn phải nhìn rồi mới cho ra quyết định. Khi Đậu Minh Đường đang chờ đợi thì chợt nghe trưởng phòng tuyên truyền Trương Thu Mi cười nói. Cục trưởng Trân, trước kia Cục trưởng Hà Duyên Cường của Cục Công an thành phố Đông Hồng đã hợp tác với ảnh rất nhiều lần, anh tán thưởng anh ấy là một người có khả năng. Thế nào, bây giờ công tác của vị cục trưởng kia có vấn đề gì sao? Trương Thu Mi chưa đến 50, tuy ăn mặc mộc mạc thế nhưng vẫn có vài phần sức quyến rũ. Đặc biệt là khi nàng cười rộ lên sẽ làm cho người ta sinh ra cảm giác như tắm gió xuân. Nhưng bây giờ lời nói của Trương Thu Mi lại làm cho người ta sinh ra cảm giác như dắt dao vào cổ. Người nơi này có ai không biết Cục trưởng Hà Duyên Cường đã bị điều đi học tập ở trường Đảng Trung ương, mà người điều đi chính là Bí thư Vương Tử Quân. Lúc này Trương Thu Mi giả vờ như không biết, thực tế đang chuẩn bị phát công với Vương Tử Quân. Chỉ cần có người mở lời. Ngay sau đó sẽ là những lời nghi vấn với công tác của Bí thư Vương. Đám người ngồi đây căn bản đều là cao thủ, tất cả bọn họ cũng thường xuyên sử dụng những loại thủ đoạn nhỏ như vậy, tất nhiên bọn họ sẽ hiểu ý của Trương Thu Mi. Nhưng lúc này bọn họ căn bản không mở miệng, chỉ ném ánh mắt về phía Vương Tử Quân. Từ khi vào phòng thì Vương Tử Quân luôn tỏ ra trầm mặc, giống như tâm ý nguội lạnh. Lúc này đối mặt với ánh mắt mọi người, hắn vẫn không mở miệng. Giống như sự việc không liên quan đến mình. Vương Tử Quân không trả lời, mọi người đưa mắt nhìn về phía Đậu Minh Đường. Dù sao thì Đậu Minh Đường cũng là bí thư thị ủy Đông Hồng, không thể không biết vị trí cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Hồng là ai. Đậu Minh Đường nhìn ánh mắt lạnh như băng của Trương Thu Mi, hắn chợt cảm thấy trong lòng phát lạnh. Tuy hắn có thể nói ra hàng ngàn lý do về sự kiện điều Hà Duyên Cường đi học tập ở trường Đảng, thế nhưng lúc này và dưới tình huống này hắn biết rõ chỉ cần mình mở miệng thì sẽ bị đối phương đánh trả. Trước tiên Đậu Minh Đường cần phải bảo toàn chính mình cái đã. Hắn thầm cảm khái một câu, sau đó thản nhiên nói. Đồng chí Hà Duyên Cường vì công tác tốt nên được tỉnh ủy đề cử vào học tập ở trường Đảng Trung ương, bây giờ tất cả công tác do đồng chí Đoạn Văn Đống phụ trách. Đoạn Văn Đống là ai? Anh Đậu, các anh sử dụng người thì có khảo sát hay không? Anh ấy có thích hợp với vị trí cục trưởng cục công an hay không? Anh ấy có thể lèo lái được hay không? Trưởng phòng tổ chức Lục Trạch Lương dùng giọng nghiêm túc nói, sau đó lại tiếp tục. Dùng đúng cán bộ thì tạo phúc cho một phương, dùng sai cán bộ thì sẽ tạo nên thế bị động trong công tác. Siêu Trung Tắc khẽ vung cây bút trong tay, vẻ mặt nghiêm túc thế nhưng trong lòng lại rất thoải mái. Lúc này hội nghị thường ủy đang được vận hành theo đúng quỹ tích của mình dự đoán. Mặc dù mình mới là người quan trọng trong quỹ tích này, thế nhưng có nhiều người tham gia vẫn hay hơn. Không hổ danh là con trai của chủ tịch Trữ Vận Phong, lúc này dù pháo đang bắn về phía Đậu Minh Đường thế nhưng thực tế là ai thì mọi người đều hiểu rõ ràng. Dù sao thì Đoạn Văn Đống là người do Vương Tử Quân đẩy lên, mà Vương Tử Quân cũng là người đẩy Hà Duyên Cường rời khỏi Cục Công an thành phố Đông Hồng.
Diêu Trung Tắc thầm nghĩ về tình cảnh hiện tại của Vương Tử Quân, ánh mắt không khỏi chuyển lên người Chữ Vận Phong với gương mặt âm trầm. Hắn thấy Chữ Vận Phong đang ghi chép gì đó, thế là trong đầu chợt sinh ra ý nghĩ, đó là Chủ tịch Chữ sẽ đóng vai nhân vật gì ở sự kiện này. Diêu Trung Tắc nhìn Chữ Vận Phong, sau đó lại nhìn Diệp Thừa Dân. Tất nhiên Diệp Thừa Dân không phải là người thường, hắn là trợ thủ của Bí Thư Diệp, hắn cực kỳ tôn trọng Bí Thư Diệp, đồng thời cũng cực kỳ cảnh giác với Bí Thư của mình. Hắn không muốn quá thân cận với Bí Thư Diệp, hắn chỉ muốn đề cao vị thế của mình giữa hai vị lãnh đạo cường thế trong tỉnh mà thôi. Chỉ khi nào vết rách giữa hai vị lãnh đạo đứng đầu ngày càng lớn thì vị trí thứ ba sẽ có địa vị cực kỳ quan trọng. Diệp Thừa Dân căn bản giúp đỡ Vương Tử Quân, Diêu Trung Tắc cũng hiểu vì sao Diệp Thừa Dân lại giúp đỡ Vương Tử Quân. Thế nhưng lúc này tất cả đã xong, cũng không biết sau đó Diệp Thừa Dân có cứng nhắc bảo vệ Vương Tử Quân hay không. Nếu như không bảo vệ thì uy tín của một vị bí thư ủy ban tư pháp trẻ tuổi vừa mới dựng lên sẽ bị chôn vùi. Diêu Trung Tắc cảm thấy Vương Tử Quân đuổi Hà Duyên Cường ra khỏi Cục Công an thành phố Đông Hồng là một nước đi tốt, nhưng Vương Tử Quân căn bản là quá vì cái trước mắt, căn bản không dự đoán được phản ứng của thành phố Đông Hồng, bây giờ xem như uống một bình rượu độc. Đồng chí Đoạn Văn Đống là cán bộ chuyển nghề, sau đó liên tục công tác trong Cục Công an, bây giờ là Phó Cục trưởng Thường vụ Cục Công an thành phố. Đây là một đồng chí công tác tích cực, là một công an tốt. Đậu Minh Đường khẽ hạ giọng, hắn cũng không khỏi không châm trước từ ngữ của mình. Lục Trạch Lương chờ Đậu Minh Đường nói xong thì quay sang Trân Hồng Lỗi. Cục trưởng Trân, anh là lãnh đạo Cục Công an tỉnh, anh nói xem cục trưởng Đoạn kia có phải giống như những gì bí thư Đậu nói hay không? Đậu Minh Đường lúc này chợt đỏ mặt, Lục Trạch Lương hỏi như vậy rõ ràng là không tín nhiệm với lời nói của mình. Đối phương chỉ là một trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, dựa vào cái gì mà không tín nhiệm công tác của mình ở thành phố Đông Hồng, dựa vào cái gì để cho ra lời nghi vấn như vậy? Bí thư Đậu nói rất đúng, đồng chí Đoạn Văn Đống là một đồng chí tốt, làm việc cần cù chăm chỉ, thế nhưng ở phương diện năng lực công tác và ánh mắt đại cục lại có chút tì vết. Trân Hồng Lỗi nói đến đây thì chợt đứng lên nói. Bí thư Diệp, Chủ tịch Chử, tôi vốn muốn nói vài lời, nhưng lúc này tôi cảm thấy tình hình trật tự trị an của thành phố Đông Hồng đã không thể nào kéo dài thêm, tôi đành phải nói ra. Trân Hồng Lỗi không là thường ủy tỉnh ủy nên không có quyền lên tiếng trong hội nghị. Thế nhưng lúc này hắn lại dõng dạc lên tiếng, hắn là cục trưởng cục công an tỉnh, thế cho nên lời nói ra cũng không ai dám nghênh đón. Hầu như ánh mắt mọi người đều nhìn lên gương mặt ngăm đen của Trân Hồng Lỗi, tuy hắn còn chưa mở miệng thế nhưng nhiều người đã dự đoán được nội dung. Diệp Thừa Dân là bí thư tỉnh ủy, lão là người nắm giữ trật tự trong hội nghị thường ủy. Lão biết rõ lời nói của Trân Hồng Lỗi lúc này sẽ hướng về phía Vương Tử Quân, nếu để cho Trân Hồng Lỗi nói ra những lời như vậy, chẳng khác nào quét rác trên mặt Vương Tử Quân. Nhưng Diệp Thừa Dân không cho Cục trưởng Cục Công an mở miệng được sao? Không thể, Trân Hồng Lỗi đã nói đến mức độ như vậy, nếu như lão không cho đối phương lên tiếng, chỉ sợ sẽ tạo nên hậu quả khó khăn. Sau khi nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, Diệp Thừa Dân nói với Trân Hồng Lỗi. Đồng chí Hồng Lỗi, có gì cứ nói, chỉ cần là ý kiến tốt, thường ủy nhất định sẽ nghe theo. Gương mặt Trân Hồng Lỗi càng thêm lạnh lùng nhưng ánh mắt hắn lại lóe lên hàn quang giống như thực chất. Những người quen biết Trân Hồng Lỗi đều biết, đây là biểu hiện hắn sắp tấn công người khác. Chữ Vận Phong ngồi cách đó không xa rõ ràng là người quen thuộc bộ hạ cũ của mình nhất. Năm xưa khi tiến hành đả kích phần tử phạm tội ở thành phố Lâm Hồ, Chữ Vận Phong đã thấy rõ biểu hiện này của thuộc hạ. Khi đó dưới sự chỉ huy của Trân Hồng Lỗi thì tất cả thành phần gây nguy hại đến sự phát triển kinh tế của thành phố Lâm Hồ đều được đẩy ra ngoài sáng. Nhưng lúc này Trân Hồng Lỗi muốn tấn công, cũng không phải là phần tử phạm tội, chính là một thủ trưởng của hắn. Chương 1122, tôi nói lời bất lợi với đoàn kết, anh là người làm ra chuyện bất lợi với đoàn kết. Chữ Vận Phong nghĩ đến những gì mà Trân Hồng Lỗi báo cáo với mình trước khi diễn ra hội nghị thường ủy, lão dùng ánh mắt sâu sắc nhìn vào vị cán bộ trẻ tuổi đang ngồi phía bên kia. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, bây giờ đối phương chỉ mới dùng chút thủ đoạn nhỏ, thế nhưng chúng ta căn bản không nên để cho hắn gây ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh Nam Giang. Dưới tình huống không thể nào tha thứ chỉ có thể ra tay sắc bén giảm mức nguy hại của đối phương xuống thấp nhất. Vì sự phát triển của tỉnh Nam Giang mà bọn họ đã ném vào quá nhiều tâm huyết, Chữ Vận Phong hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào phá vỡ tâm huyết của mình. Các vị lãnh đạo, hôm nay tôi định không nói,
thế nhưng lúc này thấy các vị lãnh đạo lo lắng cho tình hình trật tự trị an của thành phố Đông Hồng như vậy, tôi cảm thấy mình khó thể nào ngồi yên được nữa. Mặc dù đây là những lời khó nghe, thế nhưng có một điều không thể nghi ngờ, chính là tôi luôn trung thành với tổ chức. Trần Hồng Lỗi nói không nhỏ, hơn nữa lại cực kỳ dõng dạc. Trần Hồng Lỗi cũng không chờ Diệp Thừa Dân nói điều gì mà trực tiếp nhìn về phía Vương Tử Quân dùng giọng của người gây sự hỏi. Bí thư Vương, tôi muốn hỏi anh, Hà Duyên Cường là người phụ trách Cục Công an thành phố Đông Hồng, vì sao anh lại đẩy anh ấy rời khỏi cương vị? Có phải vì anh ấy có xung đột với lái xe của anh, thế cho nên anh mới làm như vậy không? Bí thư Vương, thứ cho tôi hôm nay nói thẳng, Trần Hồng Lỗi tôi trước nay luôn tôn trọng lãnh đạo của mình, nhưng hôm nay tôi cũng nói lời mạo phạm, anh là lãnh đạo, có phải anh nên thông cảm với các thủ hạ của mình không? Đặc biệt là những đồng chí như Cục trưởng Hà Duyên Cường, anh ấy bận rộn công tác, cho dù nhất thời làm tổn thương đến thể diện của ngài, ngài chỉ cần phê bình là được, thế nhưng công tác thì không thể nào đùa giỡn cho được. Khi đồng chí Cục trưởng Hà Duyên Cường ở thành phố Đông Hồng thì tình hình trật tự trị an tuy không thật sự rất tốt nhưng căn bản là ổn định. Bây giờ thì quá tốt, ngài vì việc của bản thân mình mà ép một người có kinh nghiệm và năng lực rời khỏi chức vụ, chẳng lẽ ngài không biết là hành vi mình không phán đoán, mù quáng quyết đoán của ngài đã làm cho công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng rơi vào thế bị động sao? Trần Hồng Lỗi nói giống như một quả pháo được bắn ra khỏi súng, ầm ầm có lực, cực kỳ dõng dạc, làm cho người ta cảm thấy thỏa mãn. Siêu Trung Tắc vuốt ve cây bút trong tay, hắn cố gắng áp chế gương mặt vui mừng của mình. Trước kia hắn thật sự có vài phần đề phòng với Vương Tử Quân, bây giờ hắn lại cảm thấy mình không nên có cảm giác đề phòng như vậy. Trần Hồng Lỗi cuối cùng cũng là một người có khả năng, vào thời khắc quyết định có thể xông ra tấn công, hèn gì chứ Vận Phong có vài phần kính trọng với người này, những năm nay hầu như đi đâu cũng đưa Trần Hồng Lỗi đi theo. Sự việc này xảy ra, nếu như Vương Tử Quân vẫn bất động chỉ sợ sẽ khó thể nào tiếp tục công tác ở tỉnh Nam Giang. Có lẽ khối tư pháp sẽ căn bản không có quyền gì của Vương Tử Quân nữa rồi. Một vị bí thư ủy ban tư pháp không còn quyền lực sẽ là bí thư ủy ban tư pháp sao? Siêu Trung Tắc thật sự rất hoài nghi về điều này. Đồng chí Trần Hồng Lỗi, anh có còn tính giai cấp hay không? Mời anh chú ý một chút, đây là hội nghị thường ủy. Anh phát biểu trên hội nghị thường ủy cần phải có lý có chứng cứ, đồng chí Vương Tử Quân là bí thư ủy ban tư pháp, anh nói ra phải có chứng cứ rõ ràng. Không chờ Diệp Thừa Dân mở miệng, trưởng phòng tổ chức Lục Trạch Lương đã vỗ bàn trầm giọng khiển trách Trần Hồng Lỗi. Nhưng những lời răn dạy này của Lục Trạch Lương chỉ cần nhìn qua là biết mục đích là gì, đây vốn cũng không phải là răn dạy Trần Hồng Lỗi, rõ ràng là muốn đốt lửa thêm mạnh, muốn đưa Vương Tử Quân lên nướng. Vẻ mặt Vương Tử Quân vẫn rất bình tĩnh thế nhưng trong lòng có vài phần khiếp sợ. Trước kia trong ấn tượng của hắn thì Trần Hồng Lỗi là một người cực kỳ ẩn nhẫn cẩn thận. Không ngờ không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì hào hùng mạnh mẽ như vậy. Lục Trạch Lương và Trần Hồng Lỗi căn bản là kẻ sướng người họa, điều này Vương Tử Quân hiểu rất rõ. Nhưng lúc này hắn không muốn mở miệng, hắn phải chờ tin tức của Đoạn Văn Đống. Thế là hắn vô thức sờ lên điện thoại, hắn cảm thấy bàn tay của mình có hơi ướt, tại sao lại như vậy thì hắn hiểu rất rõ. Trưởng phòng Lục, thưa các vị lãnh đạo, tôi cũng không phải thêu dệt vô cớ. Tôi có thể cho các đồng chí cảnh sát nhân dân và Cục trưởng Hà Duyên Cường nói về vấn đề này. Trần Hồng Lỗi chụp lấy thời cơ mà Lục Trạch Lương ném ra cho mình, hắn lớn tiếng nói. Vài ngày trước lái xe của Bí Thư Vương đến thăm, vì cùng chiến hữu đánh nhau và bị bắt, Hà Duyên Cường cũng vì kiên trì nguyên tắc mà không trực tiếp thả người, thế cho nên Bí Thư Vương có cái nhìn không hay với anh ấy. Nói thật, đồng chí Hà Duyên Cường lần này đi học tập mà có tâm tình cực kỳ mâu thuẫn. Anh ấy nói cho tôi biết, đây là thời điểm quan trọng đối với công tác trật tự trị an của thành phố Đông Hồng, anh ấy không muốn đi. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn cho anh ấy đi học tập, dù sao thì hạ cấp cũng phải phục tùng thượng cấp. Nhưng tôi thật sự không ngờ sau khi đồng chí Hà Duyên Cường rời khỏi cương vị công tác thì thành phố Đông Hồng lại sinh ra nhiều vấn đề như vậy. Nếu như sớm biết có hậu quả này, tôi sẽ tuyệt đối phản ánh vấn đề với Bí Thư Diệp và Chủ tịch Trử, để các vị lãnh đạo kịp thời cho ra điều chỉnh. Không để cho đồng chí Hà Duyên Cường rời khỏi đơn vị để sinh ra hỗn loạn vào lúc này. Trần Hồng Lỗi nói làm cho bầu không khí trong phòng càng thêm đè nén, lúc này Diệp Thừa Dân căn bản cực kỳ lo lắng cho Vương Tử Quân. Lão biết rõ Vương Tử Quân căn bản là nói cái gì cũng không còn tác dụng, dù sao thì người nào cũng biết Vương Tử Quân làm gì trong sự kiện đẩy Hà Duyên Cường rời đi. Được rồi, đồng chí Hồng Lỗi,
những lời này cũng không nên nói nhiều, bây giờ không phải là lúc thảo luận về vấn đề này. Lúc này chúng ta cần phải làm sao để giải quyết các vấn đề đang tồn tại của thành phố Đông Hồng. Diệp Thừa Dân khẽ khoát tay chặn lời của Trần Hồng Lỗi. Trần Hồng Lỗi lặng lẽ ngồi xuống, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, ngay sau đó sẽ đến lượt của nhóm người Diêu Trung Tắc. Trần Hồng Lỗi tin tưởng thông qua những lời nói hùng hồn của mình, Diêu Trung Tắc sẽ tuyệt đối không để cho Vương Tử Quân sống khá giả. Trần Hồng Lỗi nhìn về phía Vương Tử Quân, chợt thấy hai hàng chân mày của Vương Tử Quân khẽ chớp chớp giống như có chuyện gì đó rất vui sướng. Nhưng hành động mờ ám của Vương Tử Quân xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất, điều này không khỏi làm cho Trần Hồng Lỗi sinh ra cảm giác giống như nhìn lầm. Chuyện gì xảy ra, không phải là mình hoa mắt đấy chứ? Khi Trần Hồng Lỗi cảm thấy cực kỳ hoài nghi thì Trương Thu Mi chợt nói. Bí thư Diệp, tôi đề nghị triệu hồi đồng chí Hà Duyên Cường quay về, chúng ta nên kịp thời điều chỉnh, không thể vì sai lầm của một vài đồng chí mà tiếp tục để cho tình hình trật tự trị an của thành phố Đông Hồng thêm rối loạn, dù sao thì cũng vì những sai lầm kia mà chúng ta đã trả một cái giá quá lớn rồi. Trương Thu Mi nói đến đây thì Dương Dương nói. Có một số việc vốn có thể tránh được, thế nhưng cũng vì một vài người quá ích kỷ mà làm cho người ta sinh ra thương tâm. Tuy chúng ta không thể nào thay đổi ngay được, thế nhưng ít nhất cũng phải tiến lên một bước ngăn cản tình huống tiếp tục phát sinh chứ. Trương Thu Mi nói tất nhiên là liên quan đến sự kiện giám đốc công ty Đại Thành bị giết tại nhà, nàng nói ra những lời này thì hầu như đám người đều hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì. Khi đám người chung quanh đang cảm thấy kính nể lời nói sắc bén của Trương Thu Mi, chợt nghe thấy Phó Chủ tịch Thường ủy Kim Hành Thuấn nói. Tôi hoàn toàn đồng ý với lời đề nghị của trưởng phòng chung. Tôi đã từng có thời gian công tác cùng đồng chí Hà Duyên Cường, đây là một cán bộ mạnh dạn đi đầu, cực kỳ dẻo dai trước khó khăn gian khổ. Lúc này anh ấy là nhân tuyển tốt nhất để giải quyết tình huống hiện tại của thành phố Đông Hồng. Trưởng phòng tổ chức Lục Trạch Lương là một người căn bản không dễ tỏ thái độ trong mắt tất cả đám cán bộ bên dưới. Thế nhưng ý nghĩa của hội nghị thường ủy hôm nay là không nhỏ, hắn bất chấp thân phận với vấn đề mẫn cảm này mà đứng lên tỏ thái độ. Đồng chí Hà Duyên Cường là người công tác sáng tạo, lúc này tình hình trật tự trị an của thành phố Đông Hồng quá mức đáng lo ngại, cũng chỉ có thể cố gắng ổn định lại mà thôi. Vì vậy tôi đề nghị Cục Công an hãy để cho đồng chí Hà Duyên Cường quay về nhận chức. Diệp Thừa Dân cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, tuy lão luôn cố gắng duy trì tính ổn định của hội nghị thường ủy. Thế nhưng bây giờ lão lại cảm thấy mình căn bản không thể nào khống chế được hướng gió của hội nghị. Bây giờ tất cả những ngọn gió chướng đều đã bay sang áp chế Vương Tử Quân. Lúc này chỉ sợ Vương Tử Quân khó thể nào thoát thân được. Khi Diệp Thừa Dân đang suy nghĩ xem nên giải thích thay Vương Tử Quân như thế nào, Chữ Vận Phong chợt đặt bút xuống rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Tử Quân, sau đó trầm giọng nói. Đồng chí Tử Quân, tôi là một cán bộ lãnh đạo lão thành. Tôi có vài lời không thể không nhắc nhở anh. Lúc này đã qua thời điểm nóng đầu cho ra quyết sách, chúng ta nhìn vào vấn đề gì thì cũng phải có khái niệm đại cục, không thể làm việc mà trộn lẫn tư công vào với nhau. Nếu không, không những không thể ổn định cục diện của tỉnh Nam Giang, ngược lại còn là dấu hiệu gây loạn. Đồng chí Hà Duyên Cường cảm thấy rất bất an, anh ấy nói với tôi rằng mình sẽ rời khỏi cương vị công tác để tham gia học tập, căn bản không thể quan tâm đến công tác của thành phố Đông Hồng. Thế cho nên mới sinh ra ảnh hưởng đến thế cục ổn định của Nam Giang. Chữ Vận Phong nói ra những lời này tương đối nghiêm khắc, nếu như những lời này truyền ra ngoài, chỉ sợ uy vọng của Vương Tử Quân sẽ bị người ta dẫm xuống chân. Đây không phải là điểm danh phê bình sao? Vương Tử Quân vẫn không lên tiếng, hắn đang nghĩ đến tin tức mình vừa nhận được. Bản tin rất ngắn, hắn lại tỏ ra cực kỳ vui sướng, vì tin tức này chỉ có 4 chữ, mã đáo thành công. Vương Tử Quân bây giờ xem như hiểu rõ về Đoạn Văn Đống, biết rõ người này căn bản là sinh hoạt cực kỳ ổn định, lúc này đối phương dùng giọng hưng phấn nói với mình như vậy, nói rõ kết quả của hành động lần này là không nhỏ. Dựa theo những gì Vương Tử Quân sắp xếp cho Đoạn Văn Đống, có lẽ bây giờ đối phương đang nhanh chóng chạy đến nơi này. Trước khi Đoạn Văn Đống chạy đến thì Vương Tử Quân căn bản không muốn lên tiếng, hắn nghe những lời răn dạy của Chủ tịch Chữ Vận Phong, chỉ lặng lặng ngồi đó không nói lời nào. Các đồng chí có lẽ đã biết rồi, 2 ngày trước tôi tham gia một hội nghị liên tịch của các doanh nghiệp, đã có xí nghiệp chất vấn tôi, nói rằng hoàn cảnh của tỉnh Nam Giang khi nào thì tốt đẹp lên. Tôi tuy đã trả lời rõ ràng thế nhưng vẫn cảm thấy rát mặt. Chữ Vận Phong nói đến đây thì ánh mắt chợt lóe lên.
có thể là vì có vài đồng chí của chúng ta hết lần này đến lần khác không chịu vận dụng lực lượng vào đúng điểm, không trăm phương ngàn kế duy trì công tác, rõ ràng chỉ muốn thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ý thức như vậy là không được, thưa các đồng chí, nếu như người nào đó không kịp thời điều chỉnh lý niệm chấp chính của mình, tôi đây chỉ có thể báo cáo với thượng cấp để chuyển rời đồng chí này đi, vì tỉnh Nam Giang chúng ta căn bản không chào đón những loại người như vậy. Chữ Vận Phong lớn tiếng làm cho người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Điều này không khỏi làm cho Diêu Trung Tắc đã chuẩn bị lên tiếng cảm thấy mất đi cơ hội của mình. Hắn nhìn chữ Vận Phong đang ngồi trên ghế với vẻ mặt âm trầm, thế là trong lòng sinh ra cảm giác kính sợ. Tên cướp Nam Giang, chữ Vận Phong thật sự không hổ với cái biệt hiệu như vậy, cũng chỉ có chữ Vận Phong mới dám nói ra những lời như vậy. Hầu như lúc này ai cũng nhìn về phía Vương Tử Quân, tuy chữ Vận Phong không điểm danh một ai, thế nhưng lời nói đều chỉ về phía Vương Tử Quân. Chủ tịch Chử, chúng ta nên lấy phê bình giáo dục đồng chí của mình làm chính, không nên nói những lời bất lợi với đoàn kết, không nên làm những gì ảnh hưởng đến đoàn kết. Hơn nữa lúc này chúng ta đang bàn về phương diện làm sao đảm bảo trật tự trị an của thành phố Đông Hồng, những thứ khác để sau này rồi nói. Diệp Thừa Dân cố gắng áp chế cảm giác trong lòng, hắn khẽ quay sang nói với chữ Vận Phong. Chữ Vận Phong khẽ gật đầu, hắn tuy cường thế nhưng vẫn bảo trì sự tôn trọng xứng đáng với Diệp Thừa Dân. Hơn nữa tuy hắn cực kỳ bất mãn với Vương Tử Quân, thế nhưng cũng không muốn giáng cho đối phương một gậy chết tươi. Diệp Thừa Dân đã mở miệng quyết định, chữ Vận Phong cũng chỉ có thể cam chịu. Diêu Trung Tắc cũng không dám làm phức tạp vấn đề, đối với hắn thì lúc này trên cơ bản đã đạt được mục đích của mình. Sau hội nghị thường ủy lần này thì tất cả uy tín của Vương Tử Quân ở Nam Giang đã không còn, căn bản không còn bất kỳ uy hiếp gì với vị trí của nhóm người bên mình. Bí thư Diệp, tôi cảm thấy không bằng nói với tuyến trên, cho đồng chí Hà Duyên Cường tiếp tục đến duy trì công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Diêu Trung Tắc còn chưa nói xong thì chợt nghe thấy có người lên tiếng. Tôi phản đối. Tuy rất không thoải mái nhưng Diệp Thừa Dân đối diện với tình huống này cũng chỉ có thể tiếp nhận. Lão là bí thư tỉnh ủy, lão cần phải thuận đà phát triển, cần phải quán triệt ý chỉ của mình. Tình huống hiện tại nếu như lão kiên trì phản đối, kết quả cuối cùng chỉ có thể là lão sẽ rơi vào tình thế bị động. Hà Duyên Cường rốt cuộc là hạng người gì thì Diệp Thừa Dân căn bản cũng hiểu vài phần, lúc này dù không có chứng cứ, thế nhưng lão vẫn có thể dựa vào những con đường riêng của mình để biết về tình huống của đối phương. Vì vậy sau khi Vương Tử Quân đẩy Hà Duyên Cường đi học tập ở trường Đảng Trung ương, lão liên tục mở lời giúp đỡ Vương Tử Quân. Lúc này nhóm người Lục Trạch Lương dõng dạc mở miệng, Hà Duyên Cường ngược lại biến thành một kẻ lao tâm lao lực công tác, có cống hiến to lớn cho thành phố Đông Hồng. Hơn nữa một đồng chí như vậy lại phải chịu uất ức, căn bản là nén giận để phục tùng theo đúng chỉ đạo của tổ chức. Kết quả này làm cho Diệp Thừa Dân cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng với kinh nghiệm và khả năng tu dưỡng nhiều năm, lão căn bản không thể biểu hiện biểu cảm của mình. Nhưng khi Diệp Thừa Dân chuẩn bị dựa theo thời thế để giải quyết sự việc thì có người phản đối. Lão nhìn về phía phát ra âm thanh, khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, lão thật sự có chút cảm động, cũng có chút tức giận. Diệp Thừa Dân cảm động vì lúc này Vương Tử Quân vẫn kiên trì nguyên tắc của mình, mà lão nổi giận vì vị bí thư ủy ban tư pháp trẻ tuổi căn bản không thấy rõ tình thế, đến lúc này phản đối thì có được gì. Không bằng mở một mặt lưới cho mình. Nếu cứ bò bò giữ mình như vậy thì sau này sao có thể tiếp tục phát triển? Diệp Thừa Dân đinh mở miệng áp chế Vương Tử Quân thì chợt nghe thấy Lục Trạch Lương nói. Bí thư Tử Quân, chúng ta mở hội nghị thường ủy cũng không phải để tốn hơi cãi vả lẫn nhau. Đồng chí Tử Quân, anh cần tỉnh táo một chút. Tất nhiên nếu như anh kiên trì ý kiến của mình, tôi sẽ cho nhân viên hội nghị ghi lại yêu cầu của anh vào bản ghi chép hội nghị. Siêu Trung Tắc tất nhiên không bỏ qua cơ hội này. Hắn trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Khi hai người lên tiếng thì đám người nhìn về phía Vương Tử Quân, có người cười nhạo, cũng có người đồng tình, có người khinh thường. Chương năm 1123 đến năm 1124, một câu định càn khôn, cạn tẩu giáo máng. Siêu Trung Tắc là một cán bộ có kinh nghiệm công tác phong phú, hắn trầm ngâm giây lát, đặt bút xuống bàn rồi trầm giọng nói. Thấy Bí Thư Vương nói như vậy thì tôi ý thức được sự việc căn bản còn phức tạp hơn cả chúng ta nghĩ. Mặc dù đại bộ phận lực lượng của Cục Công an thành phố Đông Hồng là tốt, thế nhưng một đội ngũ lớn cũng không thể không có sâu mọt. Tình huống này xảy ra, tôi cảm thấy nhất định phải kiểm tra xử lý thật nghiêm, không thể cho nó tiếp tục sinh sôi.
Bí thư Diệp, Chủ tịch Trử, tôi đề nghị lấy Cục Công an tỉnh là đơn vị đi đầu, điều binh hùng tướng mạnh, do đồng chí Cục trưởng Hà Duyên Cường kinh nghiệm phong phú phụ trách hành động, chúng ta xử lý mạnh tay với phương diện xây dựng đội ngũ Cục Công an thành phố Đông Hồng. Chỉnh đốn tác phong của cán bộ Cục Công an thành phố Đông Hồng, đề nghị này của Diêu Trung Tắc căn bản rất có trình độ. Nhưng một câu nói để cho Cục trưởng Hà Duyên Cường phụ trách hành động lại giống như khẽ đẩy Vương Tử Quân sang một bên. Đây là một đòn thái cực quyền, căn bản không đối kháng chính diện với anh, chờ đến đúng thời điểm thì lên tiếng cho lời đề nghị của anh được thông qua, nhưng lợi lộc lại rơi lên người tôi. Diêu Trung Tắc nói xong thì Kim Hành Thuấn vừa rồi có chút không yên cũng buông bút nói. Tôi tán thành ý kiến của Bí thư Diêu, tôi thật sự rất đau lòng ở sự kiện này. Phương diện tác phong của đội ngũ Cục Công an thành phố Đông Hồng cần được chỉnh đốn, hơn nữa phải xóa bỏ tình trạng này. Nhưng nếu muốn chỉnh đốn tác phong của cán bộ thì cần phải có một vị lãnh đạo trưởng thành lão luyện, có uy vọng cao vời, nếu không sẽ sinh ra nhiễu loạn. Kim Hành Thuấn nói xong thì đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Bí thư Vương, ngài là người chủ quản khối tư pháp, tôi chỉ là đề nghị mà thôi. Vương Tử Quân cười cười gõ vào chiếc micro nhỏ trước mặt mình rồi cười nói. Cảm ơn lời đề nghị của Chủ tịch Kim. Thật sự không ngờ Cục Công an thành phố Đông Hồng lại có tồn tại những vấn đề như vậy, tôi cho rằng chúng ta không những phải điều tra, còn phải điều tra đến cùng. Chỉ cần chúng ta có dũng khí trị bệnh cứu người, căn bản có thể xử lý được sự việc. Trương Thu Mi nói đến đây thì bày ra bộ dạng cực kỳ tức giận nói. Xét xử một thì xử lý một, nếu như trong quá trình xét xẻ có hành vi làm rối loạn trật tự kỷ cương, như vậy đồng chí Cục trưởng Hà Duyên Cường cũng phải bị xử lý nghiêm túc mới được. Trương Thu Mi rõ ràng là người hát mặt đen, nàng là người ăn mặc ngăn nắp gọn gàng thế nhưng lại cứ thích đi theo hướng phản diện, thái độ đối lập với những người vừa rồi. Ngoài miệng thì nói lời dễ nghe, nhưng mục đích cuối cùng là muốn cho Hà Duyên Cường quay về chủ trì công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Siêu Trung Tắc híp mắt nhìn Vương Tử Quân, lúc này hắn mới ý thức được bí thư ủy ban tư pháp này căn bản là khó đối phó. Tuy bây giờ mình xem như hòa, thế nhưng thực tế thì trong hội nghị thường ủy lần này mình không có được lợi lộc gì. Khác biệt là còn có vài vị thường ủy bị mất mặt, bọn họ vốn tạo nên xu thế muôn mặt một lời với Đoạn Văn Đống, bây giờ lại phải mở miệng yêu cầu chỉnh đốn đội ngũ của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Tuy Diêu Trung Tắc đã nắm lại quyền chủ động, thế nhưng cũng đã rơi xuống thế hạ phong. Dưới ánh mắt của Diêu Trung Tắc, Vương Tử Quân nhàn nhạt ngồi bên kia như một pho tượng bất động. Lẽ ra dưới tình huống sự việc sắp hoàn thành mà bị người ta ngắm bắn thì đối phương phải có chút không thoải mái, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản không có chút phản ứng nào. Chẳng lẽ Vương Tử Quân đã đến mức tám phương bất động rồi sao? Trong lòng có nghi hoặc như vậy, Diêu Trung Tắc đưa mắt nhìn Chữ Vận Phong. Lúc này Chữ Vận Phong đang ghi chép gì đó, hai hàng chân mày nhíu chặt càng biểu hiện rõ tâm tình không tốt của Chủ tịch Chữ Vận Phong. Đồng chí Minh Đường, anh thấy thế nào? Diệp Thừa Dân rất căm tức với lời đề nghị của Diêu Trung Tắc, lúc này đội ngũ Cục Công an thành phố Đông Hồng có vấn đề, Diêu Trung Tắc lại vẫn cho Hà Duyên Cường tiến lên chủ trì công tác, đây căn bản là lẫn lộn đầu đuôi. Lão nổi giận nhưng các vị thường ủy khác còn chưa lên tiếng, thế cho nên lão không thể không coi trọng. Vì vậy lúc này Diệp Thừa Dân cần người phản đối ý kiến của Diêu Trung Tắc, tất nhiên bí thư thị ủy Đậu Minh Đường của thành phố Đông Hồng là lựa chọn tốt nhất. Đậu Minh Đường sinh ra cảm giác mất mát. Vốn là chuyện của thành phố Đông Hồng, thế nhưng một vị bí thư thị ủy như mình căn bản không thể làm chủ được, còn phải thông qua hội nghị thường ủy, điều này làm cho hắn cảm thấy không thoải mái. Chẳng qua Đậu Minh Đường cảm thấy không thoải mái thì cũng phải ẩn nhẫn, vì dù sao hắn cũng còn phải ở dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy. Diệp Thừa Dân lên tiếng, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Bí thư Diệp, tôi cảm thấy cực kỳ cần thiết phải chỉnh đốn tác phong của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Nhưng phương diện nhân tuyển thì tôi thấy cần phải bàn bạc lại một chút. Dù sao thì đồng chí Hà Duyên Cường bây giờ vẫn còn đang tham gia học tập, tôi cảm thấy nên để cho Ủy ban Tư pháp Thị ủy Đông Hồng làm chủ đạo, đồng chí Đoạn Văn Đống hỗ trợ công tác. Diệp Thừa Dân nở nụ cười, dù sao thì Đậu Minh Đường cũng cho ra lời dị nghị, hơn nữa độ mạnh yếu cũng lớn hơn người thường. Tôi kiên quyết phản đối ý kiến của Bí thư Đậu, Cục Công an thành phố Đông Hồng có vấn đề. Thế nhưng tôi căn bản cũng có hoài nghi với năng lực của đồng chí Cục trưởng Đoạn Văn Đống. Lúc này quá trình phát triển kinh tế của thành phố Đông Hồng đã bị ảnh hưởng, tôi cảm thấy nên cho đồng chí trưởng thành lão luyện như Hà Duyên Cường quay về chủ trì công tác. Hơn nữa đồng chí Hà Duyên Cường là một người công tác vững chắc,
kinh nghiệm phong phú, sử dụng đồng chí như vậy thì chúng ta mới yên tâm được. Trưởng phòng tổ chức Lục Trạch Lương cũng không chờ Đậu Minh Đường nói xong mà nhanh chóng mở miệng phản đối. Vài vị thường ủy mãi không nói gì, bây giờ lại làm như không có gì liên quan đến mình. Bọn họ đều là những người sáng suốt, bây giờ đang vào lúc tranh luận gay cấn, dù là nói thế nào cũng đắc tội với người, thế cho nên không nói gì thì hay hơn. Bầu không khí trong phòng họp có chút ngưng trọng, Diệp Thừa Dân khẽ dùng tay sờ lên bụng mình, ánh mắt nhìn về phía thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Đào Nhất Hành. Đào Nhất Hành là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, tất nhiên sẽ hiểu rõ ý nghĩ của bí thư Diệp Thừa Dân, vào thời điểm bình thường sẽ luôn là người đi đầu chứng thực ý nghĩ của bí thư Diệp. Đào Nhất Hành thấy được ánh mắt của bí thư Diệp, hắn biết rõ bí thư căn bản không tình nguyện để Hà Duyên Cường đến chủ trì công tác chỉnh đốn tác phong của Cục Công an thành phố Đông Hồng. Nhưng lúc này Diêu Trung Tắc đã tạo nên tư thế đấu tranh, cũng nhận được sự giúp đỡ của Lục Trạch Lương, dù mình mở miệng thì chỉ sợ kết quả cũng không tốt. Khi Đào Nhất Hành đang do dự thì có người lên tiếng. Bí thư Diệp, tôi xin nói hai câu. Người này mở miệng làm cho Đào Nhất Hành có chút hối hận, anh không nhanh chóng hiểu ra ý đồ của lãnh đạo, sau đó quán triệt đúng chỗ, như vậy không phải chẳng xứng đáng với chức vụ sao. Nhưng bây giờ hắn hối hận cũng đã muộn, chứ Vận Phong sắp mở miệng, hắn không còn cơ hội lên tiếng. Tôi cảm thấy rất khiếp sợ với tình hình hôm nay. Cục Công an thành phố Đông Hồng tập trung cùng hành động một thời gian dài nhưng căn bản không thể phá án, không bắt được dù là một phần tử hiềm nghi, tôi nghe vậy mà cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Lúc này bọn họ liên hợp với công an hàng xóm thì thu được thành tích hiển hách, điều này nói rõ điều gì, rõ ràng là tác phong của Cục Công an thành phố Đông Hồng có vấn đề. Hà Duyên Cường là một người phụ trách của đơn vị, anh ấy tuy thoát ly công tác đi tham gia học tập thế nhưng trách nhiệm là khó chối bỏ được. Những năm qua anh ta làm cục trưởng cục công an như thế nào? Tại sao lại tồn tại nhiều căn bệnh hiểm nghèo như vậy trong đơn vị của mình? Chẳng lẽ chỉ khi nào anh ấy rời đi thì nó mới xuất hiện sao? Vương Tử Quân nãy giờ luôn là một người câu cá cực kỳ bình tĩnh, nhưng chữ Vận Phong lên tiếng lại làm hắn giật mình. Hắn không ngờ chữ Vận Phong lại nói lời giúp đỡ mình, hơn nữa còn trực tiếp phê bình công tác của Hà Duyên Cường. Vẻ mặt đám người Kim Hành Thuấn cũng biến đổi. Bọn họ không ngờ người cuối cùng mở miệng phản đối kịch liệt lại là chữ Vận Phong. Đám người dùng ánh mắt khác thường nhìn chủ tịch chữ Vận Phong, trong lòng bùng lên cảm giác khác lạ. Vì vậy tôi cho rằng đồng chí Hà Duyên Cường căn bản không phù hợp chủ trì chỉnh đốn tác phong Cục Công an thành phố Đông Hồng. Chữ Vận Phong cũng không quan tâm đến ánh mắt của đám người kia, lão dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói ra ý kiến của mình. Vô tình bầu không khí trong phòng họp trở nên trầm mặc. Diệp Thừa Dân tuy rất vui với lời nói của chữ Vận Phong, thế nhưng cũng mơ hồ có chút không thoải mái. Dù sao thì lão là bí thư tỉnh ủy, lão phải là người nói một câu quyết định càn khôn. Không ngờ lúc này chữ Vận Phong lại lên tiếng giành lấy việc của mình. Chữ Vận Phong căn bản là một người công tác lâu năm ở tỉnh Nam Giang, uy vọng cực kỳ cao, đây là ưu điểm và cũng là khuyết điểm của lão. Lãnh đạo đứng hàng thứ hai trong tỉnh có uy vọng rất cao. Điều này không khỏi làm cho vị trí của lãnh đạo đứng đầu có chút vấn đề. Vương Tử Quân cũng không ngờ chữ Vận Phong lại nói như vậy. Hắn nhìn gương mặt tức giận của chữ Vận Phong, trong lòng thầm nghĩ vì sao chữ Vận Phong lại làm như vậy, rốt cuộc là đối phương là một cán bộ công tâm, hay là đoán được cái gì đó rồi. Nhưng dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng phải là người cho ra kết luận, hắn đặt văn kiện trong tay xuống rồi nói. Bí thư Diệp. Ý kiến của tôi là đồng chí Hà Duyên Cường không những không thể chủ trì công tác chỉnh đốn tác phong của Cục Công an thành phố Đông Hồng, hơn nữa Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy còn phải tiến hành điều tra kỷ luật đồng chí này. Vương Tử Quân nói đến đây thì đưa một phần tư liệu cho nhân viên công tác ở bên cạnh, sau đó trầm giọng nói. Các vị, đây là hình ảnh có được trong vụ giải cứu những người bị buôn bán lần này, bên trong tấm hình kia là con trai Hà Bính Sở của Hà Duyên Cường. Khi công an tiến vào thì hắn đang ép buộc hai cô gái vị thành niên phải quan hệ với mình, may mà cảnh sát vào sớm, thế nên hai cô gái không bị thương tổn. Nhưng đầu của một trong hai cô gái đã bị Hà Bính Sở đánh bị thương, bây giờ đang được điều trị trong bệnh viện. Con trai của Hà Duyên Cường ép hai cô gái vị thành niên phải quan hệ với mình, những chuyện này thật sự quá ác liệt, thật sự làm cho người ta đau lòng. Khi phần tài liệu này được đưa đến tay Diệp Thừa Dân thì bầu không khí phòng họp càng thêm đè nén. Siêu Trung Tắc cúi đầu uống nước, tuy hắn không ngẩng đầu lên nhưng cũng biết lúc này có nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Hà Duyên Cường, anh xem con trai nhà mình đi,
ông đang chỗ này bán mạng nói tốt cho anh, thế nhưng con trai của anh lại đi chơi gái vị thành niên, anh làm cục trưởng cục công an như thế nào vậy? Tuy Diêu Trung Tắc cảm thấy Hà Duyên Cường chưa nhất định sẽ có tham dự vào sự kiện này, thế nhưng một chuyện quá rõ ràng xảy ra, ai có thể nói thay cho Hà Duyên Cường? Dù là Diêu Trung Tắc cũng hận không thể thu lại những lời nói vừa rồi của mình. Diêu Trung Tắc vừa rồi đã mở miệng ủng hộ Hà Duyên Cường, lúc này hắn nhớ lại và cảm thấy nó như một cái tát thật mạnh lên mặt mình. Đó là một đồng chí cần cù chăm chỉ công tác, thật sự là quá tốt, bây giờ con trai cấu kết phần tử phạm pháp, còn làm ra chuyện cưỡng gian, thật sự là. Diêu Trung Tắc cảm thấy rất chán nản, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân cũng mới chỉ đọc một nửa tư liệu trong tay mà thôi, đây không phải là còn có nhiều chuyện nữa sao? Còn nữa, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Cục Công an thành phố Đông Hồng là Cửu Quang Bình không những không tham gia hội nghị đảng ủy của Cục Công an thành phố, còn tụ tập đánh bạc trái phép. Hành vi này của Cửu Quang Bình căn bản làm cho người ta cảm thấy rát mặt. Tôi nghe nói khi đề bạt Cửu Quang Bình thì Cục Công an thành phố căn bản có nhiều ý kiến không thông qua, thế nhưng Hà Duyên Cường vẫn cưỡng chế đề bạt. Đồng thời còn có một sự việc nhỏ, đó là khi bắt Hà Bính Sở, chúng tôi phát hiện ra chiếc xe của đồng chí Hà Duyên Cường. Sau khi được công an tỉnh hàng xóm giám định, chiếc xe kia không phải là loại Việt giã bình thường, là xe Audi cải trang Việt giã, giá trị hơn 700 ngàn. Một vị cục trưởng cục công an ngồi trên chiếc xe buôn lậu quý trọng như vậy, còn có giấy phép đường hoàng. Tôi đề nghị ủy ban kỷ luật tỉnh ủy tiến hành thẩm tra tập trung với đồng chí Hà Duyên Cường. Căn bản xử lý theo nếp đối với những hành vi rối loạn trật tự kỷ cương của người này. Hội nghị thường ủy kết thúc trong trầm mặc, khi Diệp Thừa Dân cất bước ra khỏi phòng thì vẻ mặt những người khác có vẻ rất khó coi. Ánh mắt đám người nhìn về phía Vương Tử Quân có cừu địch, có kính sợ, có tôn trọng. Tuy những ánh mắt kia căn bản không giống nhau, thế nhưng lần này Vương Tử Quân lật cổ tay trong hội nghị thường ủy lại làm cho nhiều người rút ra bài học. Cũng vào lúc này thì Vương Tử Quân đã là một vị thường ủy tỉnh ủy có quyền lực cao vời ở Nam Giang. Trần Hồng Lỗi tuy vẫn ngẩng đầu nhưng trong lòng giống như đang có nồi nước sôi. Hắn dù thế nào cũng không ngờ sự việc lại biến thành như vậy. Khi hắn cho rằng thắng lợi trong tay của mình thì Vương Tử Quân lại đột nhiên lật bàn như kỳ tích. Thất bại thảm hại, Trần Hồng Lỗi không những không đạt được mục đích của mình, còn biến thành đá kê chân cho Vương Tử Quân, làm bệ đỡ cho đối phương dựng lên uy tín của mình. Sau này cuộc sống của Trần Hồng Lỗi sẽ căn bản không mấy thuận lợi nữa rồi. Cục trưởng Trần, anh đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Khi Trần Hồng Lỗi chuẩn bị xuống lầu thì Vương Tử Quân trầm giọng nói. Vương Tử Quân tuy nói không quá lớn nhưng âm thanh vang lên trong hành lang vẫn có khí thế cực kỳ chân thật. Tuy Trần Hồng Lỗi xưa nay luôn nổi danh kiêu ngạo thế nhưng lúc này cũng không dám không cúi đầu. Lúc này dưới ánh mắt soi mói của các vị thường ủy tỉnh ủy, hắn cùng đi đến phòng làm việc với Vương Tử Quân. Cục trưởng Hồng Lỗi, trải qua hoạt động liên hợp lần này, tuy chúng ta đã đả kích được một bộ phận tội phạm, thế nhưng bên trong lại xuất hiện không ít vấn đề. Các anh là Cục Công an tỉnh, các anh nhất định phải giúp đỡ đồng chí Đoạn Văn Đống, cần phải đảm bảo cục diện tốt đẹp của thành phố Đông Hồng. Vương Tử Quân nói rất ngắn gọn, nhưng hắn đứng ở góc độ của lãnh đạo lên tiếng với Trần Hồng Lỗi. Hắn cũng không phải đang thương lượng với Trần Hồng Lỗi. Rõ ràng đang cho ra chỉ thị với một vị cục trưởng cục công an tỉnh như Trần Hồng Lỗi. Trần Hồng Lỗi tuy cảm thấy cực kỳ không thoải mái nhưng lúc này chỉ có thể tiếp nhận sắp xếp của Vương Tử Quân, hơn nữa còn phải mở miệng cười nói lời đảm bảo. Chương 1125, dựng lên một cọc tiêu, kiến lên cây. Trần Hồng Lỗi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tuy không muốn thừa nhận nhưng sự việc hôm nay làm hắn biết rõ địa vị cường thế của Vương Tử Quân đã được thành lập, chính mình sắp sửa bị trói buộc, thậm chí lực trói buộc còn mạnh mẽ hơn trước kia rất nhiều. Hà Duyên Cường, anh đúng là thằng khốn nạn, chạy xe gì mà chẳng được, sao lại lấy một chiếc xe buôn lậu cải trang lại? Anh đúng là muốn chết rồi, thân là cục trưởng cục công an lại dùng xe buôn lậu, đây không phải là chuột mèo cùng một nhà, cùng một ruột với nhau sao? Trần Hồng Lỗi nghĩ đến Hà Duyên Cường thì lại nghĩ đến Hà Bính Sở, hắn căn bản không ưa thích gì tên khốn này, đúng là loại ma vương chuyên gây chuyện. Lúc này Hà Bính Sở bị bắt, thậm chí bố con của Hà gia xem như xong đời, nhưng sự việc sẽ chấm dứt sao? Trần Hồng Lỗi nghĩ đến những việc đã qua tay Hà Duyên Cường, hắn càng cảm thấy bức bối hơn. Bốp! Một âm thanh giòn tan vang lên, một bình hoa bằng sứ bị ném vỡ nát trên mặt đất,
lúc này một bình hoa trị giá cả trăm ngàn chỉ còn lại những mảnh vỡ. Vẻ mặt Chử Ngôn Huy lúc này có chút dữ tợn, thế nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn là người linh thông tin tức, sau khi hội nghị thường ủy chấm dứt thì hắn là một trong những người đầu tiên nhận được thông tin. Hắn tuyệt đối không ngờ hội nghị thường ủy lại cho ra kết quả như vậy, kế hoạch mà hắn cực kỳ hy vọng thành công căn bản đã phá sản dưới sự phản kích không một tiếng động của Vương Tử Quân. Dù không bị tổn thương gân cốt nhưng Hà Duyên Cường căn bản không thể nào tiếp tục là Cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Hồng, hơn nữa Hà Duyên Cường còn bị Ủy ban Kỷ luật tiến hành điều tra. Chử Ngôn Huy nghĩ đến tình huống Hà Duyên Cường biết được khá nhiều sự việc, hắn không khỏi sinh ra cảm giác nôn nóng. Hắn là một người đứng đầu, tất nhiên sẽ không cho phép con người ở phía sau phá hoại kế hoạch lớn của mình. Giám đốc Chử, có chuyện gì sao? Nữ thư ký trẻ tuổi gõ cửa đi vào. Sau khi nhìn thấy mảnh vỡ đầy đất thì dùng giọng dịu dàng nói. Chử Ngôn Huy nhìn bộ dạng của cô thư ký, hắn khẽ khoát tay áo nói. Không có gì, vừa rồi không cẩn thận làm bể bình hoa. Cô để cho phòng hậu cần tìm cho tôi một bình hoa khác. Nữ thư ký lên tiếng đồng ý, sau đó cúi người tranh thủ thời gian thu dọn những mảnh vỡ dưới đất. Nàng hiểu rõ tính tình cả giám đốc Chử, bây giờ thấy bộ dạng của giám đốc vẫn như thường thì mới có chút yên lòng. Khi thư ký rời đi thì nụ cười trên mặt Chử Ngôn Huy chợt biến mất, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lên chiếc quạt trần trên đầu, sau đó khẽ siết chặt nắm đấm. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng. Chử Ngôn Huy nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, hắn khẽ nghe máy. Alo, tôi là Chử Ngôn Huy. Giám đốc Chử, anh nhất định phải cứu tôi mới được, tôi nghe nói bây giờ trong tỉnh đang tiến hành điều tra. Một giọng nói kinh hoàng truyền đến từ đầu dây bên kia, sau khi nghe được âm thanh này thì Chử Ngôn Huy đã biết người gọi điện thoại đến cho mình là ai. Chử Ngôn Huy nghe thấy giọng nói kinh hoàng của Hà Duyên Cường, hắn thầm cảm thấy thêm tức giận. Anh nói mà xem, một người đường đường là Cục trưởng Cục Công an thành phố lại có bộ dạng run như cầy sấy thế này, người ta không nghi ngờ anh được sao? Nhưng Chử Ngôn Huy lại mở miệng an ủi. Cục trưởng Duyên Cường, anh yên tâm, sấm to mưa nhỏ. Không có chuyện gì đâu. Hà Duyên Cường giống như được trấn an, thế nhưng hắn vẫn dùng giọng run rẩy nói. Giám đốc Chử, ngài nói lần này Ủy ban Kỷ luật có điều tra được gì không? Thật sự là ngu như heo, trước kia mỗi khi mở miệng thì nói rất hay, bây giờ liên quan đến mình thì căn bản là rối loạn. Cho dù là người thông minh nhưng nếu gặp phải sự kiện liên quan đến sinh tử thì cũng sinh ra cảm giác thấp thỏm lo lâu, rối loạn trận tuyến. Tuy Chử Ngôn Huy cảm thấy rất chán nản với Hà Duyên Cường, thế nhưng Chử Ngôn Huy vẫn khẽ an ủi. Cục trưởng Duyên Cường, anh không thể tiếp tục ôm ảo tưởng. Tôi là người bạn lâu năm của anh, tôi nhất định sẽ giúp đỡ anh, cho dù anh không còn là Cục trưởng Cục Công an, nhưng anh vẫn có thể có được cuộc sống sung sướng, con người ta sinh ra không phải chỉ mong có được cuộc sống sung sướng sao? Hà Duyên Cường ở bên kia cảm thấy rất sợ hãi. Hắn leo đến vị trí Cục trưởng Cục Công an thành phố cũng không phải dễ dàng gì, bây giờ mũ quan chợt biến mất, nào có ngày đông sơn tái khởi cho được. Nhưng chuyện đến bây giờ cũng xem như vạn bất đắc dĩ, hắn cố nhịn cơn đau trong lòng rồi tỏ thái độ với Chử Ngôn Huy. Giám đốc Chử, tôi nghe lời ngài, tôi cũng không trông mong gì khác, cũng chỉ cần cuộc sống sung sướng mà thôi. Chử Ngôn Huy cười cười nói. Cục trưởng Duyên Cường, chuyện này tôi sẽ sắp xếp cho anh. Bây giờ điều anh cần làm là nhanh chóng bỏ đi. Anh biết rồi đấy, càng là đến lúc cuối cùng thì cơ hội bỏ đi của anh càng nhỏ. Cảm ơn giám đốc Chử đã quan tâm, tôi sẽ mau chóng rời đi, tôi cũng không để cho tên họ Vương kia được yên. Hà Duyên Cường nói đến đây thì giọng điệu trở nên rất dữ tợn. Chử Ngôn Huy cũng cảm nhận được hận ý của Hà Duyên Cường, thế nhưng hắn căn bản cảm thấy có hận cũng như không, ngược lại còn thêm coi thường Hà Duyên Cường. Nếu có bản lĩnh thì cứ tung ra, người ta tát anh hai cái, thế nhưng anh lại trả lễ bằng nước bọt, như vậy thì có gì là hay. Hơn nữa Vương Tử Quân là hạng người gì, chỉ bằng Hà Duyên Cường anh mà có thể làm gì được người ta sao? Anh đúng là không khác gì một con chó nhà tang mà thôi. À, anh nên cẩn thận một chút. Chử Ngôn Huy cúp điện thoại, trong đầu lóe lên hình bóng của Vương Tử Quân. Lúc này có lẽ đối phương đang rất đắc ý vì dựng lên quyền uy của mình trong hội nghị thường ủy. Sau này chỉ sợ chân hồng lỗi sẽ rất khó phát triển mở rộng công tác. Cổng chính cục công an thành phố Đông Hồng có mười mấy tên cảnh sát mặc áo xanh đang tới lui qua lại, đám người này được một người đàn ông trung niên lên tiếng đốc thúc.
Đúng lúc này Đoạn Văn Đống mặc đồng phục cảnh sát đi xuống lầu. Đoạn Văn Đống vừa mới xuống lầu thì tên cảnh sát trung niên đang giám sát đám người bên cạnh vốn đang cực kỳ nghiêm túc đã tươi cười hớn hở. Hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh Đoạn Văn Đống, sau đó cười nói. Cục trưởng Đoạn, trải qua thời gian chỉnh đốn tác phong công tác, tinh thần diện mạo của Cục Công an thành phố chúng ta đã tiến lên bậc thang mới. Ví dụ như tình huống dọn dẹp vệ sinh, trước kia ba lão hòa thượng nhấc chổi nhưng không làm gì, bây giờ lại tranh nhau làm việc. Đoạn Văn Đống cười cười, hắn biết người kia căn bản là đang vỗ mông ngựa, cái quái gì mà tranh nhau làm việc. Bây giờ chỉ vì chuyện dọn dẹp vệ sinh mà tranh nhau sao? Không phải là đang cố gắng sắp xếp à? Nhưng Đoạn Văn Đống cũng không quan tâm đến những phương diện này, hắn chỉ quan tâm đến những chuyện lớn trong Cục Công an thành phố mà thôi, những chuyện nhỏ nhặt thế này căn bản ai thích thì cứ làm. Hắn khẽ cười nói với đối phương. Anh Trịnh, anh cũng vất vả rồi. Anh Trịnh nghe được lời khích lệ của Đoạn Văn Đống thì gương mặt cười như một đóa hoa. Cục trưởng Đoạn, đây cũng là vì uy tín của ngài, anh xem, anh vừa đi ra thì các đồng chí đã nhiệt tình hơn hẳn. Câu nói nịnh hót trắng trợn của anh Trịnh làm cho đám người thực hiện công tác hậu cần phải trợn tròn mắt. Trước kia anh Trịnh là người mắt mọc trên trời, căn bản chưa từng có phản ứng với lời nói của vị phó cục trưởng thường vụ này. Nhưng bây giờ thời thế thay đổi, lúc này hắn đang rất hối hận vì trước kia không làm tốt công tác với Đoạn Văn Đống, bây giờ liên tục có hành vi tu bổ. Tuy Đoạn Văn Đống vẫn là phó cục trưởng chủ trì công tác, thế nhưng anh Trịnh đã quên đi Hà Duyên Cường. Bây giờ điều hắn cần làm là phải nịnh nọt vị cục trưởng mới, để cho vị trí của mình được bảo tồn. Khi hành động liên hợp truy bắt tội phạm giữa hai thành phố được phát động thì bầu không khí trong Cục Công an thành phố Đông Hồng trở nên rất quỷ dị, càng có người dùng trăm phương ngàn kế để dựa vào Đoạn Văn Đống. Tất nhiên trong quá trình đám người kia tích cực dựa vào Đoạn Văn Đống, công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng đã tiến lên giai đoạn mới, trước kia vốn trì trệ không thể phát triển. Bây giờ xem ra còn tốt hơn cả khi Hà Duyên Cường còn đang tại vị. Những chuyện này cũng không có liên quan gì đến tôi. Anh Trịnh, anh xem đã chuẩn bị hoa quả thế nào rồi. Bí thư Vương thích ăn táo, anh nên chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Đoạn Văn Đống vừa đi về phía trước vừa thuận miệng nói. Anh Trịnh có chút sững sốt, ánh mắt nhìn về phía Đoạn Văn Đống càng thêm nóng hừng hực. Hèn gì Đoạn Văn Đống phát triển như diều gặp gió. Người ta thậm chí còn biết bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy thích ăn trái cây nào, chỉ dựa vào điều này đã chứng tỏ mối quan hệ giữa Đoạn Văn Đống và Vương Tử Quân là rất tốt. Đừng nói là lãnh đạo Cục Công an thành phố, chỉ cần là bí thư Vương xuất hiện chỗ này thì lãnh đạo thị ủy cũng phải có mặt tiếp đón. Thế là tâm tư muốn dựa chặt vào Đoạn Văn Đống của anh Trịnh càng thêm mạnh mẽ, dù sao thì chỉ cần có được lời nói tốt của Đoạn Văn Đống, vị trí của hắn sẽ được bảo vệ. Cục trưởng Đoạn, gần đây Cục Công an thành phố chúng ta công tác không tồi, Bí thư Vương còn tiến hành khen ngợi đặc biệt. Anh xem hôm nay Bí thư Vương đến, chúng ta có nên giữ Bí thư Vương ở lại Cục Công an dùng bữa cơm, cũng xem như để lãnh đạo cổ vũ tinh thần cho anh em được không? Vị phó cục trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Cục Công an thành phố Đông Hồng đi đến dùng giọng đề nghị nói với Đoạn Văn Đống. Hào Đặc Hưu là Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Cục Công an thành phố Đông Hồng, hắn là người công tác lâu năm trong đơn vị. Vẫn luôn là người có hình tượng hiền lành. Nếu nói về cấp bậc thì hắn còn cao hơn cả Đoạn Văn Đống, thế nhưng lúc này mở miệng lại tỏ ra cực kỳ tôn trọng Đoạn Văn Đống. Đoạn Văn Đống cũng tán thành lời đề nghị của Hào Đặc Hưu, hắn cũng rất muốn mời Bí Thư Vương ở lại dùng cơm. Bí Thư Vương là chỗ dựa của Đoạn Văn Đống, không những vậy còn là hy vọng cầu tiến của hắn. Nếu như không có được sự giúp đỡ của Bí Thư Vương, hắn cũng không thể có được vị trí hiện tại. Nhưng Bí Thư Vương bận rộn công tác, nào có thời gian dùng cơm với mình. Trong đầu Đoạn Văn Đống lóe lên những ý nghĩ như vậy, thế là hắn cười nói. Anh Hào, tôi thấy hay là thế này, các vị lãnh đạo tỉnh ủy rất bận rộn, không nhất định sẽ ở lại dùng cơm. Tôi tranh thủ thời gian để nói với Bí Thư Vương mới được. Đúng rồi, trưa nay tôi giao nhiệm vụ cho anh với suất ăn của Bí Thư Vương, cũng đừng nên cho nhiều muối. Hào Đặc Hưu vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần hâm mộ. Đoạn Văn Đống hiểu rõ vì sao Hào Đặc Hưu lại tỏ ra hâm mộ mình, thế nhưng càng là như vậy thì hắn càng có biểu hiện lạnh nhạt. Tuy hắn đã dựng lên quyền uy của mình ở Cục Công an thành phố Đông Hồng, thế nhưng biểu hiện có quan hệ không tầm thường với Bí Thư Vương cũng có nhiều điều tốt. Trước kia Trần Hồng Lỗi căn bản là tồn tại độc tài trong Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy Nam Giang, nhưng bây giờ Vương Tử Quân đã thẩm thấu vào trong khối tư pháp quá sâu,
nhiều người đang bắt đầu tích cực đi đến tiếp cận dựa dẫm Vương Tử Quân. Đoạn Văn Đống là người đầu tiên được Vương Tử Quân chỉ mặt điểm tướng, thế nên hắn càng biết rõ những biến hóa khó lường trong đó. Chưa nói đến những thứ khác, trước kia hắn đi đến Ủy ban Nhân dân thành phố thì căn bản rất khó khăn và chán nản, bây giờ lãnh đạo thị ủy lại nở nụ cười như hoa xuân chào đón hắn. Bí thư thị ủy Đậu Minh Đường của thành phố Đông Hồng cũng là thường ủy tỉnh ủy, có cùng cấp bậc với bí thư Vương Tử Quân. Hai ngày trước Đoạn Văn Đống đến thị ủy báo cáo công tác, không ngờ vô tình gặp mặt bí thư Đậu Minh Đường. Lúc này một nhân vật như bí thư Đậu Minh Đường lại xuống xe nói chuyện với Đoạn Văn Đống một lúc lâu. Nếu không phải là thư ký nói sắp đến thời gian họp, có lẽ Đoạn Văn Đống còn thêm được thời gian nói chuyện với lãnh đạo của mình. Đậu Minh Đường tại sao lại làm như vậy? Căn bản không phải là vì bí thư Vương Tử Quân đứng sau mình sao? Vì vậy mà lần này Vương Tử Quân đến kiểm tra chỉ đạo công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng trên cơ bản được Đoạn Văn Đống cực kỳ coi trọng. Tất cả những thứ gì hắn có được là nhờ sự giúp đỡ mạnh mẽ của bí thư Vương. Vì vậy Đoạn Văn Đống không chỉ quan tâm suy xét đến những chuyện nhỏ, đồng thời cũng phải luôn chú trọng đến quan hệ giữa hai bên. Hắn cần phải làm cho đám người có nói vài lời dị nghị cũng không thể làm gì được mình. Chỗ này có chuyện gì xảy ra vậy? Sau khi xem báo cáo của văn phòng Cục Công an thành phố, gương mặt Đoạn Văn Đống chợt trở nên âm trầm. Cũng không phải là tài liệu báo cáo làm không tốt, căn bản là những báo cáo này có liên quan đến những khối công tác được phân công cho Đỗ Thăng Khuê. Đỗ Thăng Khuê là tâm phúc của Hà Duyên Cường, bây giờ Hà Duyên Cường đang gặp chuyện không may, uy vọng của Đỗ Thăng Khuê cũng giảm sút nghiêm trọng. Đoạn Văn Đống tuy là phó cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Hồng, thế nhưng không ai nói được điều gì khi tiến lên làm cục trưởng Cục Công an thay cho Hà Duyên Cường. Đoạn Văn Đống không phải là người thủ đoạn ngoan độc, nhưng hắn lại là một người cực kỳ có kinh nghiệm ở phương diện đấu tranh chính trị. Lúc này nếu hắn không cho đám người kia một bài học, chỉ sợ sau này sẽ bị người ta gọi là mềm yếu. Đỗ Thăng Khuê nhìn lỗi chính tả trên tư liệu báo cáo công tác, hắn biết rõ Đoạn Văn Đống đang hướng về phía mình. Những sai lầm nhỏ này là không lớn, chỉ cần sửa lại là được. Đoạn Văn Đống bây giờ xẻ nhỏ ra to, mục đích cuối cùng chỉ có một, đó là hướng về phía mình. Cục trưởng Đoạn, tôi thật sự xin lỗi, vì tôi không nhìn kỹ mà phát sinh vấn đề như vậy, tôi sẽ nhanh chóng bảo người trong văn phòng sửa lại. Tuy thầm mắng trong lòng nhưng ngoài miệng thì Đỗ Thăng Khuê vẫn cố gắng nặn ra nụ cười nói. Vẻ mặt Đoạn Văn Đống vẫn rất lạnh lùng, hắn cười nói. Anh Đồ, không phải là tôi nói anh là phó cục trưởng phụ trách công tác của văn phòng. Anh cần phải làm ra một tấm gương tốt cho mọi người noi theo. Chút sai sót chính tả không là gì lớn, thế nên nếu dùng văn kiện nào báo cáo cho bí thư Vương, chỉ sợ sẽ làm mất mặt hệ thống công an thành phố Đông Hồng. Ức hiếp người quá đáng, vì một lỗi chính tả nhỏ mà đẩy mình lên độ cao như vậy sao? Đoạn Văn Đống căn bản là ức hiếp người quá đáng, trước kia chỉ sợ Đỗ Thăng Khuê không cần mở miệng, sẽ có đám người khác tiến lên giải thích, thậm chí còn có người nói cục trưởng Đoạn không nên trách móc quá nặng nề. Nhưng bây giờ cục trưởng Đoạn Văn Đống nói xong thì có người tận dụng cơ hội lên tiếng. Cục trưởng Đoạn nói rất đúng, loại chuyện này dù là nhỏ nhặt thế nhưng vẫn mang tính toàn cục, là văn phòng công tác không cẩn thận, đây là không chịu trách nhiệm với công tác của mình. Cục trưởng Đồ, sau này nên chú ý một chút, anh là phó cục trưởng được phân công quản lý, trước kia cũng là cán bút của Cục Công an thành phố, sao lại phạm sai lầm nhỏ nhặt này được? Đỗ Thăng Khuê nhìn những gương mặt quen thuộc. Hắn thật sự rất muốn tiến lên cho đám người thuận gió bẻ măng kia vài tát. Thì ra khi mà ông đang ở vào thời huy hoàng thì chúng mày chỉ biết nịnh hót thôi sao? Bây giờ trở mặt rồi à? Nhưng hắn chỉ có thể nghĩ như vậy mà không dám nói ra. Tường đổ do nhiều người cùng đẩy, bây giờ Đoạn Văn Đống ở vào vị trí được nhiều người tôn sùng, có thể làm được gì đây? Trong đầu Đỗ Thăng Khuê vang lên những câu nói như vậy, hắn chuẩn bị giải thích vài câu thì chợt nghe có người nói. Cục trưởng Đồ, sự việc của Cục trưởng Hà Duyên Cường đã để lại ấn tượng xấu cho Bí thư Vương, chẳng lẽ anh còn muốn làm thêm cái gì đó nữa sao? Chương 1126, thắng làm vua bại làm giặc. Đỗ Thăng Khuê là tâm phúc của Hà Duyên Cường, bây giờ hắn sợ nhất là người ta nhắc đến Hà Duyên Cường. Vì vậy sau khi nghe được đề tài này thì hắn nhanh chóng nuốt tất cả lời nói vào bụng, nén giận cầm văn kiện đi sửa sai. Nhưng cho dù Đỗ Thăng Khuê làm như vậy cũng không có gì là tốt, đám thư ký trong văn phòng tuy không nói gì thêm nhưng vẻ mặt lại có vài phần hả hê. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu,
sau khi Đồ Thăng Khuê cầm văn kiện đi ra, chợt thấy vài chiếc xe đang dừng lại vững vàng trong sân. Người đầu tiên đi ra khỏi một chiếc xe Audi chính là Bí thư Ủy ban Tư pháp Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân giống như sao sáng quanh trăng, đám người vây quanh chật cứng. Trong số những người này có lãnh đạo Cục Công an tỉnh, có lãnh đạo tỉnh ủy Đông Hồng, bí thư lý của Ủy ban Tư pháp Thị ủy Đông Hồng lại đứng bên cạnh Vương Tử Quân giống hệt như một tên bảo vệ. Thắng làm vua thua làm giặc. Đồ Thăng Khuê có chút run rẩy, hắn chợt dừng bước. Lúc này một chiếc xe từ xa chạy đến, biển số xe phản chiếu ánh sáng mặt trời rất chói mắt. Ha ha ha, hoan nghênh bí thư Vương đến thành phố Đông Hồng chúng tôi chỉ đạo công tác. Bí thư Thị ủy Đậu Minh Đường bước xuống xe, hắn vừa bắt chặt tay Vương Tử Quân vừa mỉm cười nói. Đậu Minh Đường cũng không phải là người xếp dưới Vương Tử Quân trong thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng bây giờ Vương Tử Quân đến kiểm tra chỉ đạo công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng, hắn lại chạy đến đây chào đón. Điều này đã nói rõ bí thư Đậu bắt đầu đối đãi với Vương Tử Quân giống như một lãnh đạo tỉnh ủy đứng trên mình. Đồ Thăng Khuê nhìn Vương Tử Quân và Đậu Minh Đường cùng nhau đi về phía phòng họp. Hắn biết rõ những ngày an nhàn của mình đã hết. Hắn thật sự cảm thấy rất ảm đạm, hắn nhìn tài liệu trong tay, sau đó vội vàng đi về phía phòng họp. Sau khi cùng Đậu Minh Đường dùng bữa cơm chiều ở thành phố Đông Hồng, Vương Tử Quân cũng không quay về phòng làm việc của mình, hắn để lái xe Tiểu Trần đưa mình đến nhà trẻ. Lái xe Tiểu Trần mặc dù có chút kinh ngạc vì bí thư Vương muốn đến nhà trẻ, thế nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, thành thật lái xe chạy như bay về phía nhà trẻ thực nghiệm. Vương Tử Quân ngồi ở hàng ghế sau xe, trong lòng thầm nghĩ về tình cảnh gặp mặt Đậu Minh Đường. Lần này mình đến kiểm tra công tác của Cục Công an thành phố Đông Hồng, Đậu Minh Đường có thể ra mặt tiếp khách, đây rõ ràng là nể mặt mình. Lúc này phần quan hệ giữa hai người xem như lại tăng tiến thêm một phần. Nói thật lòng thì Vương Tử Quân căn bản vui vẻ tiếp nhận cành ô liu của bí thư Đậu Minh Đường. Từ sau khi đi vào tỉnh Nam Giang thì hắn cũng hy vọng mình tìm được đồng minh là thường ủy tỉnh ủy. Mặc dù lúc này hắn vẫn có vài phần phải dựa vào Diệp Thừa Dân, thế nhưng hắn cũng không muốn làm con rối của người khác, cũng muốn tìm ra lực lượng của riêng mình. Đậu Minh Đường là bí thư Thị ủy Đông Hồng, là người có lực ảnh hưởng rất lớn trong tỉnh Nam Giang. Nếu Vương Tử Quân đứng cùng chiến tuyến với Đậu Minh Đường, như vậy khi công tác tiến có thể công mà lùi có thể thủ. Hai người bọn họ là hợp tác bình đẳng, Vương Tử Quân cũng không muốn Đậu Minh Đường phải quán triệt ý chỉ của mình. Dù sao thì vị trí của hai người bọn họ cũng quyết định mối quan hệ ngang hàng giữa đôi bên. Vương Tử Quân nghĩ đến Đậu Minh Đường, thế là hình ảnh của Cục trưởng Trần Hồng Lỗi cũng xuất hiện. Nhờ đoạn văn đống mà Vương Tử Quân đã mở toang một cánh cửa ở thành phố Đông Hồng, nhưng nếu hắn muốn quán triệt ý chỉ của mình, con đường còn rất lâu dài. Lần này Vương Tử Quân đến kiểm tra chỉ đạo công tác cũng có mặt Trần Hồng Lỗi, đối phương không những đi đến, còn nói lời xin lỗi với mình. Trần Hồng Lỗi nói hắn không biết rõ về cán bộ, rõ ràng là tư tưởng có vấn đề, căn bản không đủ tín nhiệm Bí Thư Vương, thế cho nên mới nói những lời quá khích ở hội nghị thường ủy, kính mong Bí Thư Vương tha thứ. Tuy Vương Tử Quân cảm nhận được những lời xin lỗi của Trần Hồng Lỗi căn bản là không có vài phần thành ý, thế nhưng khi đó trước mặt nhiều người, hắn là Bí Thư Ủy ban Tư pháp, căn bản không thể không tiếp nhận. Hắn cũng phải nói lời khuyến khích, đó là khi công tác có vài ý kiến bất đồng là bình thường. Phê bình và tự phê bình là một truyền thống tốt đẹp. Hắn hy vọng Trần Hồng Lỗi sau này tiếp tục bảo trì phong cách này, cùng mình đồng tâm hiệp lực làm tốt khối công tác tư pháp của tỉnh Nam Giang. Hai bên đối thoại lần này dù có vài phần sắc thái ân cừu, thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ đấu tranh giữa hai người giờ mới bắt đầu. Mặc dù Vương Tử Quân đã tìm ra được lỗ hổng để phát lực ở khối tư pháp tỉnh Nam Giang, thế nhưng trước mặt vẫn là gánh nặng đường xa. Bí thư Vương, chúng ta đã đến. Du Giang Vĩ khẽ nói với Vương Tử Quân, thực tế xe đã dừng lại 3-4 phút, Du Giang Vĩ phát hiện Vương Tử Quân ngồi xuất thần phía sau, thế cho nên không dám trực tiếp nhắc nhở, chờ vài phút sau mới lên tiếng. Đến rồi sao? Vương Tử Quân nhìn thoáng qua cửa sổ, thấy bảng hiệu nhà trẻ thực nghiệm hiện lên trước mặt. Hắn nhìn bảng hiệu nhà trẻ, sau đó lại nhìn Du Giang Vĩ rồi cười cười nói. Hai cậu làm gì thì làm, tôi đi vào trong cái đã. Lần này Vương Tử Quân đến nhà trẻ cũng là vì nhận được điện thoại của giáo viên yêu cầu gặp mặt phụ huynh. Lúc này Vương Tử Quân cũng có hai số điện thoại, chiếc điện thoại hắn cầm trong tay là bí mật với rất nhiều người, thế nhưng trong số những đối tượng đó không có giáo viên của con mình. Mệnh lệnh của cô giáo đưa ra thì tất cả phụ huynh đều không thể nào từ chối,
Vương Tử Quân tất nhiên cũng không ngoại lệ. Sau khi hắn nhận được điện thoại thì phản ứng đầu tiên là cho Mạc Tiểu Bắc tham gia, nhưng hắn lại căn bản không thể gọi điện thoại cho Mạc Tiểu Bắc được. Sau khi gọi điện thoại đến đơn vị của Mạc Tiểu Bắc, Vương Tử Quân lấy được tin tức nàng đang ở trong phòng thí nghiệm, không thể đi được. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể tự mình đến đây. Sau khi nói rõ thân phận của mình với bảo vệ nhà trẻ, Vương Tử Quân đi đến lớp của con mình. Lúc này trong lớp vang lên tiếng cười trẻ nhỏ, hắn nghe những âm thanh này mà tâm tình không khỏi tốt đẹp hẳn lên. Vương Tử Quân gõ cửa phòng được đẩy ra, một cô gái trẻ đi ra. Cô gái này dáng người không cao, gương mặt tràn đầy nụ cười. Cô gái nhìn thấy Vương Tử Quân thì lúc đầu khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng nói. Xin hỏi anh là... Trước kia Vương Tử Quân đến nhà trẻ một lần chỉ gặp giáo viên của con mình là cô giáo Triệu, bây giờ thấy cô giáo này thì hắn nhanh chóng cười nói. Chào cô, tôi là bố của Vương Bắc Thần, xin hỏi cô giáo Triệu có ở đây không? Cô giáo kia nghe xong lời giới thiệu của Vương Tử Quân thì nụ cười trên mặt biến mất, nàng chỉ về một phía một gian phòng cách đó không xa. Cô giáo Triệu đang ở đó chờ anh. Cô gái nói xong thì xoay người đi về phía phòng học. Chương 1127, chiều chuộng con trẻ khó trưởng thành. Vương Tử Quân nhìn thấy vẻ mặt cô giáo kia chợt biến đổi thì cảm thấy sự việc không tốt. Tuy hắn phần lớn thời điểm đều bất động và bình tĩnh dù mưa bão kéo đến bên cạnh, thế nhưng lúc này có liên quan đến con, hắn cũng không khỏi cảm thấy có vài phần giật mình. Vương Tử Quân đi đến gian phòng phía bên kia, hắn còn chưa kịp gõ cửa thì nghe thấy bên trong có nhiều người nói. Các anh quản lý thế nào vậy? Vì sao con tôi lại cùng lớp với một đứa hỗn hào như vậy? Tôi nói cho các anh biết, nếu như các anh không xử lý thằng bé kia, chúng tôi sẽ không bỏ qua. Còn cô này nữa, có biết thế nào là nuôi dạy trẻ không? Con cái chúng tôi là một đứa bé nghe lời, vì sao lại cướp cơm của bạn chứ? Cô có biết không, con nhà chúng tôi có đầy thứ ngon trong nhà, thế nhưng nó chỉ ăn hai cái là chán ngấy rồi. Một giọng nữ bén nhọn vang lên, sau đó lại trở nên hà khắc. Lý Viên Trường, anh nhìn mà xem, nhìn con nhà chúng ta đã thành bộ dạng gì rồi kìa. Vương Tử Quân nghe lời nói của người phụ nữ kia mà không khỏi cau mày, vừa nghe đã biết đối phương căn bản không phải là đèn cạn dầu, nhưng cho dù là người phụ nữ kia có thế nào thì hắn cũng đối mặt được. Hắn nghĩ đến đây mà không khỏi cảm thấy có chút may mắn, may mà chính mình đến đây, nếu như đổi lại là Mạc Tiểu Bắc, chẳng phải sẽ cùng đấu khẩu với người phụ nữ này sao? Nhưng Vương Tử Quân căn bản còn chưa hiểu rõ vợ mình, nếu như là Mạc Tiểu Bắc đi đến, chỉ sợ sẽ không cần mở miệng mà nhanh chóng ra tay. Vương Tử Quân hít vào một hơi thật sâu rồi khẽ gõ cửa. Khi hắn gõ cửa hai cái, một người mở cửa ra, Triệu Tịnh Yên với hai mắt hơi đỏ xuất hiện trước mặt Vương Tử Quân. Triệu Tịnh Yên thấy Vương Tử Quân thì khẽ gật đầu, nàng mời Vương Tử Quân đi vào. Lúc này người đàn ông trung niên đang nói với một người phụ nữ ăn mặc rất đẹp đẽ. Trưởng phòng Đinh, chuyện hôm nay là nhà trẻ chúng tôi không làm tốt công tác, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý vụ này thật xác đáng. Bố! Vương Tử Quân còn chưa kịp nhìn đi nơi khác, lúc này Tiểu Bảo Nhi với hai mắt đầy nước đã chạy đến. Lúc này Tiểu Bảo Nhi không còn bộ dạng đầy tinh thần như sáng sớm đến trường, không những trên người đầy bụi bẩn, trên mặt còn có vài phần dấu vết. Khi thấy bộ dạng của con trai như vậy thì Vương Tử Quân có chút đau lòng. Dù hắn vẫn cho rằng con cái cần phải chịu chút uất ức, phải bị đòn vài lượt mới lớn khôn, thế nhưng lúc này thấy con khóc thì hắn vẫn có chút không dễ chịu. Vương Tử Quân ôm Tiểu Bảo Nhi lên, hắn còn chưa hỏi có gì xảy ra. Lý Viên Trường vốn đang trò chuyện cùng người phụ nữ bên kia chợt đi đến, nàng chỉ vào Vương Tử Quân rồi nói. Anh dạy bảo con cái như thế nào vậy, anh nhìn xem con anh đánh con người ta ra bộ dạng gì rồi kìa. Tôi nói cho anh biết. Anh nên dạy bảo con cái cho tốt mới được. Lời nói của người phụ nữ này làm cho Vương Tử Quân không thoải mái, đặc biệt là đối phương vừa lên tiếng vừa chỉ trỏ vào Tiểu Bảo Nhi, càng làm cho hắn khó tiếp nhận. Nhưng hắn cũng không chấp nhận đối phương, hắn nói với người phụ nữ trẻ tuổi phía bên kia. Chào chị, giữa trẻ nhỏ có chút ma sát, đó là chuyện của chúng, người lớn chúng ta có thể trò chuyện với nhau, cũng đừng nên chỉ trỏ vào trẻ nhỏ như vậy. Chỉ trích trẻ nhỏ. Anh nói tôi chỉ trích con anh sao? Tôi nói cho anh biết, vấn đề này còn chưa xong đâu. Người phụ nữ nói rồi kéo một đứa trẻ mập ú ra, sau đó chỉ vào mặt nó nói. Nhìn xem, đây là con anh gây ra đây.
Nếu như nói về tình hình vết thương thì đứa bé kia nhẹ hơn Tiểu Bảo Nhi, rõ ràng lần này xô sát với nhau thì Tiểu Bảo Nhi cũng không chiếm ưu thế gì lớn. Nhưng còn trẻ mà sát với nhau thì Vương Tử Quân cũng không muốn tham gia, hắn cười với đứa bé bên kia, sau đó nói với người phụ nữ đối diện. Chị à, chúng còn nhỏ, đánh nhau cũng không có gì là lớn, theo tôi thấy thì nên để cho giáo viên đến xử lý chuyện này. Trưởng phòng Đinh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này, sẽ để cho hai đứa bé sau này thuận hòa vui vẻ với nhau. Triệu Tịnh Yên thấy thái độ bình thản của Vương Tử Quân thì thở dài một hơi, sau đó vội vàng nói. Triệu Tịnh Yên là giáo viên, nàng thấy những xô xát nhỏ thế này chỉ cần giáo viên đứng ra xử lý là được, dù sao thì bọn trẻ cũng không thiếu tình huống va chạm với nhau, đánh nhau là bình thường. Đám trẻ thường là như vậy, đánh nhau rồi lại vui vẻ chơi với nhau thôi. Nhưng ý tốt của Triệu Tịnh Yên căn bản không được vị trưởng phòng Đinh kia tiếp nhận, nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Tịnh Yên rồi nói. Cô là giáo viên không hợp cách, tôi nói cho cô biết, lát nữa tôi sẽ nói với hiệu trưởng Lý về trường hợp của cô. Tiểu Triệu, cô công tác thế nào vậy? Lát nữa đi làm kiểm điểm. Hiệu trưởng Lý đi đến, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh trưởng phòng Đinh rồi nói. Trưởng phòng Đinh, ngài đừng nóng, tất cả đã có tôi xử lý. Hiệu trưởng Lý chợt trầm giọng nói. Vị phụ huynh này lát nữa phải bảo cháu xin lỗi bạn Trử Thăng Minh, sau đó thu dọn hồ sơ của con, đi đến nhà trẻ khác, chỗ này của chúng tôi không giáo dục được con trai ngài. Vương Tử Quân nghe lời nói của hiệu trưởng Lý mà không khỏi tức giận. Hắn biết hiệu trưởng Lý kia vì sao lại nói như vậy, thế là hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Anh vừa nói cái gì? Vương Tử Quân những năm qua chìm nổi quan trường đã vô hình có một khí thế cực kỳ uy nghiêm, đặc biệt là khi ở thành phố La Nam, chỉ cần hắn nổi giận thì tất cả mọi người bên dưới đều cảm thấy cực kỳ đè nén. Lúc này hiệu trưởng Lý tuy không biết thân phận của Vương Tử Quân, thế nhưng uy thế của Bí Thư Vương vẫn làm cho hắn cảm thấy có vài phần sợ hãi. Hắn nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, thấy đối phương chợt bừng bừng khí thế, thế là chính hắn giống như một con cừu non đứng trước mặt sư tử. Người phụ nữ nãy giờ mở miệng nói liên tục cũng bị khí thế của Vương Tử Quân áp chế không nói nên lời. Nhưng nàng chỉ bị áp chế giây lát, sau đó nàng nhìn mặt Vương Tử Quân, vẻ mặt đã ôn hòa hơn một chút, nàng nói với hiệu trưởng Lý. Hiệu trưởng Lý, anh nhắc lại lời nói vừa rồi, sợ người ta không nghe rõ. Nếu không phải biết rõ bối cảnh của người phụ nữ này thì với thân phận của hiệu trưởng Lý sẽ không bao giờ chạy đến những chỗ thế này. Bây giờ nghe người phụ nữ kia nói như vậy, hắn lập tức không còn lo lắng mà ưỡn ngực nói. Thưa anh, tôi nói con của anh không thích hợp với nhà trẻ chúng tôi, mong anh chuyển trường cho con trai của mình. Bố, là cậu ấy cướp thức ăn của bạn con. Tiểu Bảo Nhi tuy không lớn tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, sau khi nghe người kia nói sẽ đuổi mình ra khỏi trường, nó vội vàng túm lấy áo của bố rồi dùng giọng uất ức nói. Vương Tử Quân nhìn gương mặt khóc như một con mèo nhỏ của con trai, hắn thầm cảm thấy khó chịu. Lúc này cảm giác tức giận trong lòng càng thêm mãnh liệt, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hiệu trưởng Lý. Con nhà tôi đến nhà trẻ này có thủ tục đàng hoàng, cho dù anh là hiệu trưởng cũng không có quyền lợi đuổi học sinh như vậy. Hiệu trưởng Lý vốn có chút e ngại với Vương Tử Quân, nhưng lúc này nghe đối phương nhắc đến phương diện thủ tục thì tất cả chợt biến mất. Đối với hắn thì trong nhà trẻ mình là vua, vị trưởng phòng Đinh lại là lãnh đạo sở giáo dục, nàng có mặt ở đây càng tăng uy thế cho hắn. Không. Thậm chí nàng còn xử lý ác liệt hơn cả hắn. Ngài có phải là Vương tiên sinh không? Tôi có quyền lợi này hay không thì chính mình biết rõ ràng. Bây giờ tôi chỉ nói cho ngài biết rõ, ngài mau chóng xin lỗi trưởng phòng Đinh, sau đó đưa con mình đi, nếu không chúng tôi sẽ cưỡng chế mời ngài đi. Bố, con muốn ở lại nhà trẻ. Tiểu Bảo Nhi rõ ràng rất thích nơi này, nó không muốn đi. Vương Tử Quân vỗ vỗ Tiểu Bảo Nhi nói. Không có việc gì, bố sẽ giải quyết ngay thôi. Vương Tử Quân nói rồi lấy điện thoại ra, bây giờ nói lý với vị hiệu trưởng Lý kia rõ ràng là toi công, nếu người ta không nói đạo lý thì hắn cũng lười mở miệng. Người phụ nữ kia thấy Vương Tử Quân lấy điện thoại ra thì nở nụ cười nhạt, hiệu trưởng Lý lại có chút lo lắng, thế nhưng khi nhìn người phụ nữ bên kia thì cũng nở nụ cười. Có trưởng phòng Đinh ở đây, dù tìm ai cũng không có hiệu quả. Ai đánh cháu tôi? Có phải muốn chết không? Một tên đàn ông mặc đồng phục cảnh sát chạy đến phòng, vừa vào cửa đã quát lớn. Khi thấy tên đàn ông kia thì hai mắt Vương Tử Quân khẽ híp lại, còn người phụ nữ kia thì gật đầu với người vừa đến.
Tiểu Phong, cậu hò hét gì vậy? Cháu cậu ở đây. Tên đàn ông đi đến trước mặt người phụ nữ, hắn bắt chuyện với nàng, sau đó nói với cậu bé mập mạp. Cháu trai, nói xem là ai đánh cháu, cậu bắt về thay cháu hả giận. Cậu, chính là nó đánh cháu. Cậu bé giống như tìm được chỗ dựa của mình, nó chỉ vào Tiểu Bảo Nhi trong lòng Vương Tử Quân. Chính là nó, Vương Bắc Thần đánh cháu, nó đấm cháu vài cái. Anh dạy bảo con cái thế nào vậy? Dám đánh cháu tôi sao? Tôi nói cho anh biết, nếu anh không dạy bảo con cái cho tốt, tương lai chỉ có thể ăn đạn đồng mà thôi. Người đàn ông kia nhìn thoáng qua Tiểu Bảo Nhi, sau đó dùng giọng hung hăng nói với Vương Tử Quân. Có vài việc xảy ra và Vương Tử Quân căn bản không muốn so đo với người ta, dù sao thì hắn là người có thân phận. Thế nhưng lúc này thấy đối phương vu oan cho con mình, điều này làm cho tâm tình của hắn vốn không thoải mái càng thêm đè nén. Hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua tên đàn ông trước mặt, sau đó trầm giọng nói. Anh ở đơn vị nào? Anh mặc đồng phục cảnh sát cũng đừng nên thích nói bậy bạ gì thì nói, phải biết giữ thân phận. Tiểu tử, mày nói gì, cái gì mà nói bậy bạ? Tốt, mày đi theo ông một chuyến, ông cho mày biết thế nào là hậu quả khi dám vu oan cho ông. Tên đàn ông nói đến đây thì lấy ra một cái còng. Đi, muốn để tao bắt hay tự động đi theo? Vương Tử Quân nhìn còng tay sáng loáng, hắn thật sự tức điên, hắn không ngờ chính mình là bí thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy lại phải đối mặt với chuyện này. Hắn nhìn bộ dạng hung ác của đối phương, sau đó nói. Anh bắt tôi vì tội danh gì? Tôi nghi ngờ anh chứa chấp tội phạm, mau theo tôi đi hỗ trợ điều tra. Người đàn ông kia vừa nói vừa định tiến lên kéo Vương Tử Quân đi. Vương Tử Quân nhìn người kia duỗi tay ra thì thản nhiên nói. Được, tôi đi hỗ trợ điều tra với anh, tôi cũng muốn xem anh có thể làm được những trò gì. Trưởng phòng Đinh, chuyện này coi như xong, chỉ là hai đứa bé có chút mâu thuẫn với nhau, không cần như vậy. Triệu Tịnh Yên thấy Vương Tử Quân bị viên công an kia mang đi, nàng chợt vội vàng mở miệng xin xỏ. Người phụ nữ kia không quan tâm đến Triệu Tịnh Yên, nàng ngửa đầu nhìn một thân cây đang nở hoa ngoài cửa sổ, giống như có thể nhìn vào đó mà ngộ ra đạo lý gì đó. Hiệu trưởng Lý tuy thấy sự việc có hơi quá thế nhưng lại không dám đắc tội tên đàn ông kia, vì vậy sau khi thấy Triệu Tịnh Yên mở miệng thì lạnh lùng nói. Cô giáo Triệu, cô không đi làm kiểm điểm, còn ở lại đây làm gì? Triệu Tịnh Yên có chút do dự, sau đó nàng cắn răng thật mạnh rồi nói. Hiệu trưởng Lý, chuyện này vốn là hai đứa bé có xích mích với nhau, sao lại thành ra thế này? Chúng ta là nhà trẻ, cần phải dạy bảo trẻ nhỏ, không nên làm cho phụ huynh xích mích với nhau. Cô dạy tôi sao? Triệu Tịnh Yên, tôi nói cho cô biết, nhà trẻ này chưa đến lượt cô làm chủ, nếu như cô thấy ở đây không phù hợp, vậy thì cô mau rời khỏi đây. Tôi nói cho cô biết, cóc ba chân khó tìm nhưng người hai chân thì đầy đường ra. Hiệu trưởng Lý nói lời có tính sỉ nhục. Điều này làm cho vẻ mặt Triệu Tịnh Yên chợt trắng bệch, nàng cắn răng dùng giọng thận trọng nói. Nếu như vậy thì tôi từ chức thì có thể nhưng sự việc nên hòa giải tốt cho hai bên. Trưởng phòng Đinh, coi như tôi không làm tốt công tác, bây giờ đã bị trừng phạt, ngài cần gì phải chấp nhất với một đứa bé như vậy. Người phụ nữ kia nhìn bộ dạng chăm chú của Triệu Tịnh Yên, nàng có chút chần chờ, khi định mở miệng thì người đàn ông công an bên kia chợt nói. Chị! Chuyện này không nên bỏ qua như vậy, từ nhỏ đến lớn em chưa từng gặp qua loại người thế này, em phải cho hắn biết thế nào là hậu quả của câu nói miệng thối không có lợi. Triệu Tịnh Yên còn định lên tiếng thì Vương Tử Quân tiến lên nói. Cô giáo Triệu, chuyện này cô không cần quan tâm, tôi sẽ đi cùng bọn họ đến đồn công an, tôi cũng muốn xem là đồn công an nào cho ra hạng người như thế này. Người đàn ông kia nghe thấy Vương Tử Quân nói đến ba chữ đồn công an thì gương mặt có vài phần trào phúng. Tiểu tử, hôm nay mày gặp may rồi, ông đây không đi đến địa phương nhỏ như đồn công an, ông đưa mày đến cục công an tỉnh. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt đắc ý của đối phương, hắn cười nói. Vậy thì được, tôi đi theo anh một chuyến. Vương Tử Quân nói rồi xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bảo Nhi, sau đó cười nói với Triệu Tịnh Yên. Cô giáo Triệu, cô không cần từ chức, sẽ không có chuyện gì. Triệu Tịnh Yên căn bản hiểu rõ lai lịch của gia đình Trừ Thăng Minh. Lúc này nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì càng cảm thấy Vương Tử Quân căn bản là không biết sống chết. Nàng miễn cưỡng nở nụ cười, vừa chuẩn bị mở miệng thì cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông đi vào với gương mặt rất sốt ruột. Chuyện gì xảy ra vậy?
Người đàn ông vừa đi vào thì mở miệng hỏi trưởng phòng Đinh. Trưởng phòng Đinh chưa kịp mở miệng thì tên đàn ông mặc đồng phục cảnh sát đã tươi cười dùng giọng nịnh nọt nói. Anh rể, có người ức hiếp Tiểu Minh, nhưng anh yên tâm, em đã xử lý tốt đẹp rồi. Người đàn ông kia khẽ gật đầu giống như hiểu phương thức xử lý của em vợ, hắn cũng không quan tâm đến cậu em vợ, mà trực tiếp đi về phía vợ mình. Chữ tiên sinh, đây căn bản không phải là chuyện gì lớn, chỉ là hai đứa trẻ đùa giỡn với nhau, chúng ta là người lớn thì không cần tham gia chứ. Triệu Tịnh Yên thấy Chữ tiên sinh, ấn tượng của nàng về hắn là rất tốt, thế nên thấy đối phương thì căn bản mở miệng giúp đỡ cho một người căn bản không biết nông sâu như Vương Tử Quân. Người đàn ông kia nhìn qua mặt Triệu Tịnh Yên, sau đó nhìn về phía Vương Tử Quân. Khi thấy nụ cười lạnh nhạt của Vương Tử Quân, hắn chợt chấn động. Vô tình Chữ tiên sinh chợt cảm thấy chóng mặt, tuy là lần đầu tiên gặp mặt thế nhưng cũng không phải là hắn chưa từng được thấy Vương Tử Quân. Hắn nghĩ đến sự kiện mình thất bại thảm hại, thế là cảm giác căm hận bùng lên trong lòng. Hận thì hận nhưng Chữ Ngôn Huy vẫn nở nụ cười vui vẻ nói. Chào Bí Thư Vương, không ngờ lại gặp ngài ở chỗ này. Chương 1128, một luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại. Lúc này trưởng phòng Đinh Đờ Nác mong chờ chồng sẽ làm cho con mình hả giận. Từ khi kết hôn đến nay thì trưởng phòng Đinh chỉ nhìn thấy người khác chủ động bắt tay với chồng mình, khi đó trên mặt chồng là nụ cười bình thản, nhưng vẻ bình thản đó rơi vào mắt người khác lại là biểu tượng cao quý. Nhưng bây giờ khi thấy người đàn ông kia, chồng của nàng lại có biểu hiện khác thường, lại chủ động tiến lên bắt tay chào hỏi. Vương Tử Quân nghe thấy người kia gọi tên mình, chỉ biết đối phương nhận ra mình. Nhưng trong ký ức của hắn căn bản không biết người này. Nhưng đối phương đã vươn tay thì Vương Tử Quân cũng đành bắt tay đối phương rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Xin hỏi ngài là... Hai người bắt tay nhau làm cho đám người trong phòng chợt ngây người. Đinh Tiểu Phong biết anh rể của mình là ai, bây giờ anh rể lại khiêm tốn với đối phương, như vậy đối phương sẽ là ai? Chính mình vừa rồi còn kiêu ngạo định đưa đối phương đến cục công an tỉnh, điều này. Tôi là Chữ Ngôn Huy. Đã từng gặp mặt Bí Thư Vương trong công viên Nam Giang. Chữ Ngôn Huy khẽ nhếch môi nở nụ cười rồi dùng giọng nho nhã lễ độ nói. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Chữ Ngôn Huy, hắn chợt liên hệ hình tượng của người này và Chữ Vận Phong. Tuy hai người có sự khác biệt rất lớn nhưng ánh mắt lại sắc bén như nhau. Là con trai của Chữ Vận Phong. Hèn gì người nhà của đối phương kiêu nghẹ oi như vậy, Vương Tử Quân nhìn Chữ Ngôn Huy rồi cười cười nói. Anh là người nhà của Chủ tịch Vận Phong sao? Chữ Vận Phong tổng cộng có hai con trai một con gái, có thể nói là đầu đủ nếp tẻ, nhưng Chủ tịch Chữ là cán bộ từ niên đại xưa công tác đến bây giờ, ba con cũng không tính là nhiều. Vương Tử Quân nói cũng có vẻ rất tùy ý, nhưng nghe vào trong tai đám người nhà Chữ Vận Phong thì căn bản giống như một búa tạ đập xuống làm cho người ta vỡ mộng. Người đàn ông trẻ tuổi kia xưng hô một cách bình thường với Chữ Vận Phong là người được bọn họ coi như thần. Rõ ràng và dõng dạc gọi tên Chủ tịch Vận Phong. Bốn chữ này căn bản không thể tùy tiện xưng hô như vậy, người này có thể là ai? Bí Thư Vương sao, người này còn quá trẻ, giống như anh rể của mình mà thôi. Đinh Tiểu Phong chợt nghĩ đến cái gì đó, hắn nhìn gương mặt nở nụ cười ôn hòa của Bí Thư Vương mà giống như nhìn thấy quỷ. Lãnh đạo đơn vị của mình cũng có gương mặt lạnh lùng như cương thi, không phải là vì nguyên nhân bị Bí Thư Ủy ban Tư pháp mới đến cho một bài học nhớ đời sao? Tuy trong hội nghị thường ủy Trân Hồng Lỗi không bị phê bình, thế nhưng ai cũng biết rõ sự kiện phê bình là khó tránh khỏi. Lúc này Cục Công an thành phố Đông Hồng vốn vững chắc như núi lại đổi chủ, Hà Duyên Cường trước kia hò hét vênh váo ở Cục Công an thành phố Đông Hồng bây giờ đã đưa chân vào vực sâu nguy hiểm. Tất cả có liên quan đến một vị bí thư ủy ban tư pháp trẻ tuổi, chẳng lẽ người này chính là Bí Thư Vương, Bí Thư ủy ban tư pháp tỉnh ủy sao? Đinh Tiểu Phong nghĩ đến tình huống vừa rồi mình yêu cầu đối phương đi hỗ trợ điều tra, thế là trong lòng ớn lạnh. Chữ Ngôn Huy nhìn khí thế áp bức người đối diện của Vương Tử Quân, chợt cảm thấy không thoải mái. Nhưng hắn vẫn dùng giọng thành thật nói. Tôi là con trai thứ hai, anh của tôi làm công tác nghiên cứu ở thủ đô, tôi chỉ kinh doanh nhỏ mà thôi. Vương Tử Quân gật đầu nói. À, vậy thì sau này chúng ta nên trò chuyện nhiều hơn. Vương Tử Quân nói rồi nhìn thoáng qua hiệu trưởng Lý, sau đó lại nói với Triệu Tịnh Yên. Cô giáo Triệu, chuyện của con trẻ vẫn làm phiền cô nên quan tâm một chút, cũng đừng lên làm phiền não phụ huynh. Vương Tử Quân nói rồi buông Tiểu Bảo Nhi xuống, sau đó nói với con. Tiểu Bảo,
đi tìm cô giáo của con đi. Sau khi Tiểu Bảo Nhi sôi nổi bỏ đi, Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Chử Ngôn Huy, sau đó cất bước ra ngoài. Chử Ngôn Huy dù không hiểu rõ tình huống thế nhưng trên cơ bản cũng hiểu được vài phần, hắn cười nhạt tiễn chân Vương Tử Quân ra ngoài cửa. Trái tim của hiệu trưởng Lý đập lên điên cuồng, Chử Ngôn Huy là ai thì hắn hiểu rõ, nhưng người kia lại ép Chử Ngôn Huy phải dùng lễ để đối đãi, cũng không phải là hạng đầu đường xó chợ. Chính mình vừa rồi chủ yếu là nịnh bợ Chử Ngôn Huy, lại còn nói ra những lời không ra gì, cũng không biết đã lưu lại ấn tượng gì xấu cho người ta. Chính mình dù là một viên hiệu trưởng, thế nhưng căn bản không là gì trong mắt các nhân vật lớn. Hiệu trưởng Lý càng nghĩ càng khó chịu, thế là không biết phải làm sao. Lúc này Triệu Tịnh Yên cũng có vài phần luống cuống tay chân, nàng thấy rõ tình huống vừa rồi, phụ huynh hai cậu bé hình như có quen biết nhau, hình như bí thư Vương kia cũng là một vị lãnh đạo. Khi Triệu Tịnh Yên đang do dự thì Tiểu Bảo Nhi sôi nổi chạy đến, nó kéo tay của nàng rồi nói. Cô, sau này nếu cậu ấy có làm gì sai thì em sẽ nói lý lẽ, không đánh nhau nữa, cô không đuổi em đi đấy chứ. Triệu Tịnh Yên ngồi xổm xuống nhìn gương mặt đáng yêu của Tiểu Bảo Nhi, nàng cười một tiếng nói. Không có gì, Vương Bắc Thần vốn là một cậu bé tốt, cô Triệu sao lại đuổi em đi được. Triệu Tịnh Yên nói đúng lúc Chử Ngôn Huy đi đến. Hắn nhìn thoáng qua trưởng phòng Đinh, sau đó kéo Chử Thăng Minh nói. Đi tìm cô giáo của con đi. Ngôn Huy, người kia là ai vậy? Trưởng phòng Đinh có chút do dự, sau đó nàng dùng giọng kỳ quái hỏi. Chử Ngôn Huy căn bản cũng không có bao nhiêu cảm tình với người phụ nữ này, hắn sở dĩ lấy nàng cũng là vì bố mình căn bản rất tán thưởng nàng, hơn nữa hai nhà còn có chút quan hệ, thế nên mới xong chuyện. Lúc này hắn nghe thấy nàng hỏi một câu nói ngu xuẩn như vậy. Hắn không khỏi dùng giọng lãnh đạm nói. Là thường ủy tỉnh ủy, bí thư ủy ban tư pháp Vương Tử Quân. Trưởng phòng Đinh chợt ngây người, không ngờ người đàn ông trẻ tuổi kia lại có địa vị lớn như vậy. Mặc dù vị trí không phải cao vời trong tỉnh Nam Giang thế nhưng cũng không phải thấp, hơn nữa còn là một trong ban ngành thường ủy tỉnh ủy. Chính mình vừa rồi lớn tiếng với anh ta, em trai của mình còn muốn bắt người ta đi, thật sự là những hành vi coi trời bằng vung. Nếu không phải là Chử Ngôn Huy lần này đến kịp lúc thì không phải là em trai của mình sẽ bị té nhào rồi sao? Mặc dù nàng căn bản không bao giờ nghi ngờ lời nói của chồng, thế nhưng lúc này nàng không nhịn được phải hỏi. Còn trẻ như vậy sao? Em nhớ cho kỹ vào, càng trẻ càng không dễ chọc vào. Chử Ngôn Huy cũng không thích người phụ nữ này tiếp tục nói nhiều, hắn thật sự có chút bực bội. Hắn không ngờ mình và Vương Tử Quân gặp mặt lần đầu tiên lại với phương thức không mấy cảm tình này. Đinh Tiểu Phong cũng không có tâm tư trò chuyện cùng anh rể của mình, hắn bỏ đi với tâm tình lo sợ bất an. Mặc dù nể mặt anh rể thì bí thư Vương sẽ không làm gì mình, thế nhưng ít nhất thì lãnh đạo cũng không thoải mái. Nếu so sánh với Đinh Tiểu Phong thì hiệu trưởng Lý càng thêm lo sợ bất an hơn. Đinh Tiểu Phong là người có anh rể, hiệu trưởng Lý căn bản không có anh rể như vậy. Hắn không có người che chở, vừa rồi hắn lại nói những lời không ra gì với bí thư Vương. Cái gì mà là đứa con hỗn hào? Hiệu trưởng Lý nghĩ lại những lời nói của mình, hắn hận không thể cho chính mình vài cái tát. Hắn là người đứng đầu nhà trẻ, hắn cũng xem xét qua thông tin của các phụ huynh học sinh, vì sao hắn lại không biết bố của Vương Bắc Thần là thường ủy tỉnh ủy chứ? Thật sự là hãm hại người, trong lòng hiệu trưởng Lý cảm thấy rất khó chịu. Hắn nhìn hai người Triệu Tịnh Yên đang nói chuyện với nhau, thế là nhanh chóng đi lên nói. Cô giáo Triệu, cô xem. Cô xử lý mâu thuẫn giữa các học sinh rất thỏa đáng, chúng tôi chuẩn bị tăng lương cho cô. Chương 1129, tiền có thể giải quyết, tất cả không là vấn đề. Tranh án Chu Tiến Liên đang ngồi cung kính trên ghế salon trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn khẽ tiến hành báo cáo những chuyện đã qua cho Bí Thư Vương. Nội dung hắn đang báo cáo có liên quan đến bức thư tố cáo trong tay Vương Tử Quân, chỉ là nội dung của nó rõ ràng hơn mà thôi. Chu Tiến Liên bây giờ đứng trước mặt Vương Tử Quân căn bản không còn dám vểnh đuôi lên vênh váo, đặc biệt là trong quá trình Vương Tử Quân thúc đẩy phương châm chấp pháp theo đúng quy trình, hệ thống tòa án sinh ra vài sự kiện làm cho Chu Tiến Liên mất nhiều thể diện. Tuy Vương Tử Quân không chính thức điểm danh phê bình, thế nhưng hắn lại trở nên thành thật hơn rất nhiều. Bí thư Vương, Kim Bảo đồng nghiệp chính là một sản nghiệp trụ cột của thành phố Ba Uẩn, càng là xí nghiệp hình tượng của tỉnh Nam Giang. Bọn họ có thái độ rất rõ ràng ở sự kiện này, đó là những chuyện mà bọn họ không gây ra, căn bản là không thể bồi thường.
Chu Tiến Liên nói đến đây thì không khỏi dùng tay lau mồ hôi trán. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Chu Tiến Liên, hắn thản nhiên nói. Nếu như xuất phát từ góc độ pháp luật, bọn họ có cần phải gánh chịu trách nhiệm pháp luật hay không? Bí thư Vương, thành phố Bạo Uẩn luôn tích cực phối hợp ở phương diện này, hơn nữa quần chúng lại quá đông, nếu như tiến hành thẩm tra xử lý, chỉ sợ tòa án thành phố Bạo Uẩn căn bản không thể nào gánh nổi. Chu Tiến Liên không dám đối diện trực tiếp với mũi nhọn của Bí thư Vương, thế cho nên thay đổi chủ đề, căn bản ném sự việc lên người thành phố Bạo Uẩn. Bạo Uẩn là một thành phố ở phía bắc tỉnh Nam Giang, trong thành phố có nhiều ngọn núi, có thể nói là một thành phố lạc hậu trong tỉnh. Vì thúc đẩy sự phát triển kinh tế của thành phố Bạo Uẩn, nhiều năm trước tỉnh ủy Nam Giang, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cho ra phương án phát triển vùng phía Bắc, để cho toàn tỉnh phối hợp cùng các thành phố phía Bắc phát triển kinh tế. Dưới tình hình đó thành phố Bạo Uẩn căn bản nhận được nhiều sự giúp đỡ, nhưng vì nhân tố hoàn cảnh địa lý, thế cho nên kinh tế của thành phố Bạo Uẩn vẫn kém xa các thành phố vùng Duyên Hải như Đông Hồng. Lúc này ban ngành của thành phố Bạo Uẩn có thể được xưng tụng là có năng lực, sáng tạo ra nhiều sự nghiệp cho địa phương, vì phương diện xây dựng phát triển Bạo Uẩn mà bọn họ đã cho ra nhiều cống hiến, thành tích rất rõ ràng. Nhắc đến tình huống hiện tại thì phải nói đến mùa hè năm ngoái, vì một cơn bão lớn mà vùng hồ lắng của xí nghiệp Kim Bảo Đồng Nghiệp ở thành phố Bạo Uẩn bị vỡ, chất thải tràn từ thượng du xuống bên dưới, vô tình chôn vùi ba thôn ở bên dưới chân núi. Tuy nhân viên công tác đã kịp thời đến cứu trợ, thế nhưng vẫn tạo nên tổn thất rất lớn cho nhân dân ba thôn kể trên. Lúc bắt đầu thì công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp tỏ thái độ không tệ, bọn họ lấy ra 10 triệu để cứu tế nhân dân, nhưng sau khi sự việc tạm lắng, khi cần bồi thường thì xí nghiệp này lại thay đổi. Bọn họ nói đây là vì bất khả kháng, bọn họ không thể chịu trách nhiệm hoàn toàn. Hơn nữa Kim Bảo Đồng Nghiệp chỉ là một cổ đông trong hạng mục khai khoáng của thành phố Bạo Uẩn, vì vậy bọn họ căn bản không nên chịu trách nhiệm trong sự kiện này. Sự kiện kia sở dĩ bị kéo giãn đến tận bây giờ, ngoài có vài vấn đề ở phương diện pháp luật, còn có một nguyên nhân chủ yếu khác, chính là vì xí nghiệp Kim Bảo Đồng Nghiệp là sản nghiệp trụ cột của thành phố Bạo Uẩn. Lúc này thành phố Bạo Uẩn căn bản hy vọng thông qua Hội đồng Nhân dân tỉnh để giải quyết các vấn đề đang phát sinh. Vì điều kiện của công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp và quần chúng gặp tai họa căn bản là khác biệt quá lớn, thế cho nên hai bên căn bản không thể nào có được tiếng nói chung. Quần chúng gặp phải tai họa cũng vì chuyện này mà nhiều lần chạy đến tỉnh kêu oan. Trước kia chuyện này căn bản chỉ được đưa đến phòng văn thư của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhưng bây giờ lại được phản ánh sang Tòa án Nhân dân tỉnh. Hơn nữa nội dung của đơn thư tố cáo nói rằng công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp căn bản không có bất kỳ đền bù nào, điều này làm cho Chu Tiến Liên cảm thấy rất căm tức. Chu Tiến Liên căn bản không muốn nghĩ nhiều về những chuyện đau đầu nhức óc này, hơn nữa Kim Bảo Đồng Nghiệp chính là xí nghiệp nổi tiếng cả nước, biết đâu quản việc không tốt còn làm cho bản thân mình bị ảnh hưởng. Chu Tiến Liên là người công tác lâu năm trong cơ quan, sau khi nhận được thông báo của Vương Tử Quân thì nhanh chóng chạy đến. Lúc này có người chọc sự việc sang phía tòa án, rõ ràng là chĩa vào sự kiện chấp pháp theo đúng quy định của Vương Tử Quân. Dù sao thì sự việc kia đã bị kéo giãn một năm, thời gian quá lâu, những người chịu thiệt hại ở thành phố Bạo Uẩn nếu muốn chống án thì đã sớm làm, vì sao lại đợi đến tận bây giờ. Dù là cho đến bây giờ thì thành phố Bạo Uẩn cũng căn bản chưa nhận được bất kỳ đơn thư tố cáo nào về sự kiện này, bây giờ Bí thư Vương yêu cầu chấp pháp theo đúng quy định, lá thư tố cáo vốn phải đi đến phòng văn thư của Ủy ban Nhân dân tỉnh lại chạy đến Tòa án Nhân dân tỉnh. Trước khi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân thì Chu Tiến Liên đã sớm nghĩ đối sách, đó chính là không tham gia vào sự việc này. Vương Tử Quân nói như thế nào thì hắn làm như vậy, còn nếu xảy ra vấn đề, như vậy sẽ không liên quan gì đến hắn. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Chu Tiến Liên, hắn nào không hiểu đối phương đang nghĩ gì. Hắn lập tức trầm giọng nói. Khó khăn thì chúng ta tạm thời không nói đến, tôi chỉ hỏi anh, nếu như dựa theo đúng quy định pháp luật, thành phố Bạo Uẩn phải tiến hành lập án với sự kiện này rồi chứ? Hẳn là như vậy. Chu Tiến Liên chợt run lên, hắn cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng sinh ra vài phần vui mừng. Lúc này hắn hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân. Mà nếu Vương Tử Quân thực hiện theo đúng ý nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ là lấy đá đập chân mình. Tuy Chu Tiến Liên có chút e ngại Vương Tử Quân, thế nhưng hắn cũng có không phải không căm hận người này. Hắn không dám làm gì Vương Tử Quân, thế nhưng nếu Vương Tử Quân gặp chuyện không may, hắn sẽ không vung tay giúp đỡ. Chỉ quốc theo đúng quy định chính là quốc sách, khối tư pháp chúng ta cần phải xử lý sự việc theo đúng quy định hành chính,
những vấn đề nằm trong phạm vi chức trách của chúng ta thì cần phải căn cứ vào quy định pháp luật để tiến hành xử lý. Vương Tử Quân nói không quá lớn nhưng giọng điệu có vài phần chém đinh chặt sắt. Chu Tiến Liên nhìn Vương Tử Quân ngồi sau bàn làm việc bừng bừng khí thế, hắn không khỏi cúi người hơn một chút. Hắn giống như một người bị quan uy áp chế, căn bản sinh ra cảm giác bồn chồn khó chịu. Sau khi Chu Tiến Liên báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân tỉnh thì nói lời cáo từ. Vương Tử Quân nhìn tài liệu về thành phố Ba Uẩn trên bàn làm việc của mình, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn nghĩ xem nên xử lý chuyện này thế nào, cũng nghĩ xem là ai đang cố gắng đào lỗ cho mình nhảy xuống. Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua, khi Vương Tử Quân chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của mình thì điện thoại vang lên. Hắn nhìn dãy số gọi đến, là một dãy số lạ. Hắn bấm nút nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói cung kính. Chào Bí Thư Vương, tôi là Lữ Bân Tương của thành phố Ba Uẩn, tôi muốn báo cáo công tác với ngài, cũng không biết ngài có thời gian triệu kiến thuộc hạ hay không. Chương 1130, ăn cơm mật thiết, quan hệ trơn tuột. Lật Binh Đông. Đầu óc Vương Tử Quân chợt xoay chuyển, cũng đã hiểu Lật Binh Đông là ai. Người này cũng không phải là cán bộ bình thường của thành phố Ba Uẩn, chính là bí thư thị ủy Ba Uẩn. Nhưng Lật Binh Đông là một bí thư nổi tiếng cường thế trong tỉnh Nam Giang, sự kiện nổi tiếng nhất là vì sự phát triển của thành phố Ba Uẩn mà nổi nóng cùng chủ tịch Chữ Vận Phong, nhưng cuối cùng thì thực tế chứng minh quan điểm của hắn là chính xác. Cũng vì nguyên nhân này mà Lật Binh Đông trở thành một ái tướng tâm phúc của Chữ Vận Phong. Lúc này trong tỉnh Nam Giang đã có dự đoán vài năm sau thì Lật Binh Đông sẽ tiến lên, sẽ trở thành lãnh đạo thượng cấp. Vương Tử Quân loại bỏ những tin tức về Lật Binh Đông, hắn chợt cười nói. Chào Bí Thư Lật, anh đến chỗ tôi cũng không cần khách khí như vậy, anh nếu có gì muốn nói thì đến chiều trực tiếp đến phòng làm việc của tôi. Bí Thư Vương quan tâm như vậy thật sự làm cho tôi cảm động. Bây giờ đang đúng giờ cơm, không biết Bí Thư Vương có thể cho tôi dùng hành động mời cơm để biểu hiện lòng cảm kích hay không? Lữ Bân Tương nói chuyện rất khéo, chỉ một việc mời cơm đã làm cho người ta khó thể nào từ chối được. Vương Tử Quân hiểu rõ mục đích của Lật Binh Đông khi đến tìm mình, hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói. Nếu Bí Thư Lật đã có lời mời, tôi từ chối cũng xem như bất kính. Vương Tử Quân ngồi trên xe mà suy nghĩ về vụ án của công ty Kim Bảo đồng nghiệp. Lúc này Lật Binh Đông đến tìm mình, chắc chắn là vì sự kiện này. Lật Binh Đông mời cơm Vương Tử Quân ở khách sạn Thanh Vân ở phía tây thành phố Đông Hồng. Tuy trên danh nghĩa đây là một doanh nghiệp, thế nhưng lại là văn phòng của thành phố Ba Uẩn ở Đông Hồng. Khi xe của Vương Tử Quân đi vào trong khách sạn Thanh Vân, Lật Binh Đông đã đứng chờ sẵn, sau lưng còn có các nhân viên công tác của thành phố Ba Uẩn. Lật Binh Đông không phải là người quá cao, thế nhưng gương mặt lại khôn khéo giỏi giang. Khi thấy xe Vương Tử Quân dừng lại thì nhanh chóng tiến lên chào đón. Ha ha, Bí Thư Vương, chào mừng ngài đến khách sạn Thanh Vân, ngài đến làm cho ban ngành thành phố Ba Uẩn chúng tôi chấn động tinh thần. Sự quan tâm giúp đỡ của ngài đến công tác của thành phố Ba Uẩn làm cho ban ngành chúng tôi tràn đầy hy vọng xây dựng phát triển địa phương của mình. Lật Binh Đông nói rồi vươn hai tay ra với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đối mặt với một người ăn nói khoa trương như Lật Binh Đông thì cũng chỉ thể mỉm cười. Hắn bắt tay Lật Binh Đông rồi nói. Bí Thư Lật, đều là người một nhà, cũng không nên khách khí như thế. Lật Binh Đông cảm thấy rất thoải mái vì lời nói khách sáo của Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân là một cán bộ lãnh đạo tỉnh ủy còn trẻ, thế nhưng dù sao đây cũng là thường ủy tỉnh ủy, một vị thường ủy tỉnh ủy nói lời khách sáo cũng không phải là bất kỳ ai cũng nhận được. Cổng khách sạn không phải là chỗ nói chuyện, thế cho nên Lật Binh Đông cũng không giới thiệu những người ở phía sau. Hắn đi chậm hơn nửa bước mời Vương Tử Quân đi vào trong khách sạn. Lúc này đám người phía sau cũng nhanh chóng đi theo sau lưng Lật Binh Đông giống như sao sáng quanh trăng. Trong quá trình đi lên lầu thì Lật Binh Đông nhanh chóng giới thiệu các món đặc sắc ở trong khách sạn Thanh Vân, cũng nói khách sạn này có chút đơn sơ, thế nhưng hắn vẫn quyết định mời Bí Thư Vương đến đây dùng cơm, cũng vì trong thành phố Đông Hồng chỉ có nơi này mới có được những món ăn đậm chất đặc sản của Ba Uẩn. Vương Tử Quân hiền hòa tiếp nhận những lời nói nịnh nọt không biến đổi vẻ mặt của Lật Binh Đông, thế là chủ khách đều vui vẻ. Trên lầu 7 của khách sạn Thanh Vân, đại sảnh hơn 100 mét vuông đã được chuẩn bị đầy đủ, nhân viên phục vụ mặc sườn xám giống như những cây dương liễu cao ngất đứng ở bên trong. Khi Vương Tử Quân đi vào bên trong phòng thì có người đang ngồi bên bàn tròn lớn chợt đứng lên. Người đàn ông đứng lên đầu tiên nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi cười nói.
vị này nhất định là bí thư Vương. Chào anh, tôi là Đồng Cánh Hoàn của công ty Kim Bảo Đồng Nghiệp, rất vui được gặp ngài. Vương Tử Quân nhìn cánh tay duỗi ra của Đồng Cánh Hoàn, hắn cười cười rồi vươn bàn tay của mình ra. Kim Bảo Đồng Nghiệp chính là một xí nghiệp nhà nước khá lớn, mặc dù nói là doanh nghiệp nhưng thực tế cũng có cấp bậc hành chính, những phó giám đốc của công ty đều có cấp sở. Đồng Cánh Hoàn không quá lớn tuổi, trên mặt là nụ cười khiêm tốn, toàn thân có lực tương tác rất lớn. Nhưng tư thái bắt tay nhàn nhạt và giọng nói bay bổng làm cho người ta cảm thấy có chút kiêu ngạo. Vương Tử Quân ngồi xuống dưới lời mời của Lật Binh Đông, sau đó nhân viên phục vụ đi đến rót cho hắn một ly trà. Lật Binh Đông chỉ vào Đồng Cánh Hoàn rồi nói. Bí thư Vương, giám đốc Đồng gần đây rất kính ngưỡng anh, lần này nghe nói anh đến khách sạn Thanh Vân dùng cơm, thế là từ chối ba bữa tiệc nhanh chóng chạy đến đây. Đồng Cánh Hoàn cười cười nói. Bí thư Lật đúng là tri âm của tôi, có thể được gặp mặt Bí thư Vương, đừng nói là ba bữa tiệc, cho dù là 10 bữa tiệc cũng phải từ chối. Vương Tử Quân cười cười khẽ gật đầu với Đồng Cánh Hoàn, lúc này hắn là người có cấp bậc cao nhất ở chỗ này, thế cho nên đám người đều phải vây quanh lấy hắn. Mặc dù biết Lật Binh Đông mời mình dùng cơm là có mục đích, thế nhưng Vương Tử Quân luôn ở vào thế chủ động, tất nhiên có thể tùy ý điều tiết chủ đề. Sau khi Lữ Bân Tương giới thiệu những người đang ngồi trong phòng, Vương Tử Quân cười nói, nguồn chuyện TUNGHOANHCOM. Năm nay thành phố Bảo Uẩn công tác rất tốt. Hai ngày trước Bí thư Thừa Dân có nhắc đến thành phố Bảo Uẩn các anh, Bí thư Thừa Dân rất xem trọng sự phát triển của thành phố Bảo Uẩn. Lật Binh Đông tuy bây giờ rất khách khí, nhưng hắn là người đứng đầu một phương, hắn căn bản cũng cực kỳ lễ phép và tôn trọng vị thường ủy tỉnh ủy cực kỳ trẻ tuổi ở bên cạnh mình. Nói thật thì hắn là người mắt cao hơn đầu, cũng không thèm quan tâm đến vị thường ủy tỉnh ủy trẻ tuổi này, hắn tin tưởng với bản lĩnh của mình, chỉ cần công tác vài năm nữa sẽ tiến lên vị trí hiện tại của Vương Tử Quân. Sau này ai trên ai dưới còn chưa biết được, nhưng bây giờ sự việc chạy đến tay Bí thư Vương, Lật Binh Đông cúi đầu một chút cũng không là vấn đề. Tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh giúp đỡ và tin tưởng làm cho thành phố Bảo Uẩn có thể dồn lực phát triển kinh tế. Bây giờ thành phố Bảo Uẩn đang tìm đường phát triển của mình, tôi tin tưởng trong thời gian 2 năm tới sẽ có một vài hiệu quả. Bí thư Vương là người có thành tích đẩy mạnh phát triển thành phố La Nam, kính mong Bí thư Vương đến thành phố chúng tôi nhiều hơn, cũng cho ra nhiều lời chỉ đạo hơn. Vương Tử Quân cũng căn bản không cho rằng lời nói của Lật Binh Đông là thật. Tuy mới tiếp xúc không lâu nhưng Vương Tử Quân đã căn bản có đánh giá với Lật Binh Đông, đây là một người vẻ ngoài hào phóng nhưng trong lòng lại đầy kiêu ngạo, loại người này dù là có bất kỳ sự việc gì cũng có ý nghĩ của mình, nói cho cùng là hạng người kiên trì nguyên tắc, nói không dễ nghe thì là bảo thủ. Tuy Lật Binh Đông mời Vương Tử Quân tham gia bắt mạch cho sự phát triển kinh tế của thành phố Bảo Uẩn, thế nhưng nếu mình cho ra ý kiến, chỉ sợ rằng tất cả sẽ bị vùi xuống dưới đáy vực. Vị trí quyết định chỉ thị, lúc này Vương Tử Quân căn bản không nắm kinh tế, thế cho nên hắn cũng không muốn tự tìm phiền toái cho mình. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 107.